Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 621, hiệu trưởng cổ quái. Thạch Hoa, trường học nằm giữa hai thôn nhỏ đó, Tiểu Thạch Hoa thôn và Đại Thạch Hoa thôn, tường viện cũng dùng đá đắp lên, Chu Sơn Hổ nói, trường học này là do hiệu trưởng Trần một tay thành lập, ngay cả đá xây tường cũng là do ông ấy mang xuống, dùng đục để đục từng cái ra. Trương Dương đứng nhìn vào một chút, trường học cũng không lớn, chỉ có hai dãy nhà, tổng cộng cũng được 6 phòng học, học sinh đến trường này đều học 3 năm một lớp, năm nay cũng chỉ mở thêm một lớp, bao gồm cả hiệu trưởng Trần Ái Quốc luôn thì tổng cộng chỉ có 3 thầy giáo. Chu Sơn Hổ đứng trước cửa lớn kêu lên, hiệu trưởng Trần. Hiệu trưởng Trần, ước chừng khoảng 3 phút sau, một lão giả đội nón quân dụng, khoác quân phục, mang đôi giày CCU4 đi ra, nếu như không phải trên mũi ông ta có một cặp kính cận làm cho ông ta tăng thêm vài phần phong độ của người tri thức, thì ai cũng sẽ cho rằng đây là một lão nông dân đây chính là hiệu trưởng của trường học Thạch Hoa Trần Ái Quốc. Bởi vì trời hơi ảm đạm, ánh mắt của Trần Ái Quốc cũng không tốt, cho nên cầm đèn pin trong tay, chiếu ra ngoài cửa hỏi, ai thế? Chu Sơn Hổ lớn tiếng nói, hiệu trưởng Trần, là tôi, hổ tử. Trần Ái Quốc lại đi về phía trước vài bước, đến trước cửa, lúc này mới nhìn rõ là Chu Sơn Hổ, ông cảnh giác nhìn Trương Dương và Khương Lượng một chút, nói, hổ tử, tuyết lớn như vậy cậu đến đây làm gì? Bọn họ là ai? Chu Sơn Hổ cười nói, hiệu trưởng Trần, ông mở cửa trước đi, hai vị này đều là bạn của tôi cả, đến đây tìm ông hỏi thăm vài chuyện. Trần Ái Quốc gật đầu, chậm rãi mở cửa ra. Trương Dương đi đến trước mặt ông, tươi cười nói, xin chào hiệu trưởng Trần, tôi là Trương Dương, từ Giang Thành đến. Hắn vươn tay ra, Trần Ái Quốc nhìn thoáng qua hắn, căn bản là không có ý bắt tay với hắn, chỉnh chỉnh lại cổ áo khoác của mình, thấp giọng nói, bên ngoài gió lớn, vào phòng ngồi nói nhà của Trần Ái Quốc ngay bên cạnh trường học luôn, cách chỉ chừng vài bước chân thôi, cho nên bình thường ông cũng kiêm nhiệm luôn công tác bảo vệ thường trực cho trường học. Bên trong nhà có lò sưởi lửa và máy bốc hơi nóng, bên trong ngoại trừ một cái ghế lụp sụp, còn có một cái bàn công tác lụp sụp nữa, và một cái giường nhỏ dài chừng một mét, ba người Trương Dương ngồi xuống trên giường. Trương Dương tuy rằng không biết xem tướng, nhưng mà từ biểu hiện của Trần Ái Quốc cho thấy, người này cũng không dễ dàng tiếp cận. Trương Đại Quan Nhân đã lăn lộn trong thể chế lâu rồi, phương diện quan hệ giữa người với người cũng đã có chút tâm đắc, đối với loại người có tính tình cổ quái như Trần Ái Quốc mà nói, muốn tiếp cận hay thu gần cự ly với người này thì nhất định phải tìm được chủ đề mà ông ta cảm thấy hứng thú, vừa đến mà lấy tấm ảnh đem ra hỏi thì phỏng chừng là không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói: "Hiệu trưởng Trần, lần này chúng tôi đến đây là có hai chuyện." chuyện thứ nhất là tôi có quen với một người làm từ thiện ở Hong Kong, cô ta muốn xây dựng một vài trường học trong nước, bên huyện Xuân Dương núi Thanh Thai đã bắt đầu xây trường học rồi. Cô ta nhờ tôi hỗ trợ tìm kiếm địa điểm thích hợp, hiệu trưởng Trần có hứng thú cải thiện điều kiện dạy học ở đây không? Khương Lượng tò mò nhìn Trương Dương, tu vi của thằng nhãi này thật sự đã đề cao không ít rồi, gặp người nào biết nên nói cái gì? Tinh lực của Trần Ái Quốc cả đời này đã dành cho việc dạy học rồi, đề tài của trương dương quả nhiên đã thu hấp hứng thú của ông ông thấp giọng nói cậu đang nói về trường hồng kỳ sao lúc tôi đi họp ở quê nhà có nghe nói qua nhưng mà đó là xuân dương không cùng một chỗ với tây sơn chúng tôi ông vẫn có chút không tin tưởng vào lời nói của trương dương trương dương nói không ai nói rằng nhất định phải và chỉ xây trường học tại xuân dương bây giờ khắp nơi trong giang thành đều có trường học hồng kỳ cả ngay cả các thành phố khác của bình hải cũng có trường học hồng kỳ mục đích của người ta chỉ là vì muốn sáng tạo điều kiện đi học cho những đứa trẻ vùng núi nghèo khó thôi tôi thấy chỗ này rất thích hợp trần ái quốc không nói gì cả cầm lấy chiếc đũa gấp khoai lang từ trong nồi ra trương dương nói hiệu trưởng trần nếu như ông không có ý kiến vài ngày nữa tôi sẽ mời cô ta đến khảo sát trần ái quốc nói còn gì nữa cậu tìm tôi còn có chuyện gì ý nghĩ của trần ái quốc rất rõ ràng ông nhớ kỹ trương dương vừa nói qua người ta tìm ông vì hai chuyện trần ái quốc tuy rằng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nhưng mà tuổi tác thì vẫn có ông ý thức được người thanh niên này mới đầu tung ra một cành cây để làm chỗ dựa sau đó mới đi đến việc chính trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả trần ái quốc cũng rõ ràng cái đạo lý này trương dương nói hiệu trưởng trần là như thế này tôi muốn nghe nói về chuyện của đội thanh niên tri thức năm đó trần ái quốc bưng khoai lang xuống đóng nồi lại dùng khăn lau lau tay nói cậu nói cái gì Trương Dương không thể làm gì khác hơn là lập lại một lần nữa. Trần Ái Quốc nói, cậu muốn nghe cái gì? Trương Dương đem tấm ảnh chụp của đội thanh niên tri thức ra, đưa cho Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc cầm lấy tấm ảnh, đến gần ngọn đèn, ông nhìn một chút, ánh mắt rất chuyên chú, dừng trên tấm ảnh một hồi lâu, lắc đầu nói, ánh sáng mở quá, không thấy rõ. Chu Sơn Hổ nói, hiệu trưởng Trần, ông không phải có đèn pin sao? Hắn cầm lấy đèn pin chiếu vào trong tấm ảnh, Trần Ái Quốc bất mãn nhìn hắn một cái, nói tôi bị bệnh tăng nhãn áp, đến buổi tối thì không thấy rõ, ông ta trả tấm ảnh lại cho Trương Dương, thấp giọng nói, không còn sớm nữa, bên ngoài tuyết lớn như vậy, tôi lại không có gì để cho mấy người ăn. Nghe thấy Trần Ái Quốc ra lệnh đuổi khách, Chu Sơn Hổ không khỏi có chút xấu hổ, hắn nhìn về hướng Trương Dương một chút. Trương Dương vất vả lắm mới tra được đầu mối, đương nhiên là không bỏ qua đơn giản, hắn cất tấm ảnh lại, cười nói, hiệu trưởng Trần ông không nhìn rõ tấm ảnh, nhưng có một cái tên ông hẳn là có nghe qua, hứa thường đức, lúc trước có phải từng làm thanh niên tri thức hay không? Trần Ái Quốc lạnh lùng nói, không nghe qua người này, được rồi, tôi phải ăn. Trương Dương còn muốn nói cái gì đó, Khương Lượng đã lôi hắn đi, Trương Dương đành phải cố nén nghi hoặc trong lòng, ba người rời khỏi trường học, phía sau liền vang lên tiếng đóng cửa, Trần Ái Quốc từng bên trong đi ra gióng cửa lớn luôn. Chu Sơn hổ cười khổ nói, hai vị đại ca đừng để ý, Tính của ông ta là vậy đó." Trương Dương nói, hẳn là ông ta biết cái gì đó. Khương Lượng nãy giờ vẫn không nói gì cả, hắn ở một bên lặng lẽ quan sát sự thay đổi trên biểu tình của Trần Ái Quốc, nhất là khi Trần Ái Quốc nhìn tấm ảnh, vẻ mặt của ông ta có vẻ rất kinh ngạc và rất phức tạp. Khương Lượng xuất thân từ công an hình sự, giỏi về việc nhìn qua hiện tượng thấy được bản chất, hắn thấp giọng nói, "Nhất định biết, nhưng mà ông ta không muốn nói, chúng ta đành phải nghĩ biện pháp khác." Ngoài miệng thì Khương Lượng nói như vậy, nhưng mà hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay ho cả. Tuyết lớn bên ngoài không những không giảm bớt mà còn có xu thế tăng mạnh lên, khí trời như vậy thì khẳng định là chẳng có ai mạo hiểm đội tuyết đi về cả. Chu Sơn Hổ mời hai người bọn họ về nhà ngủ lại, người trên núi thuần phát nhiệt tình, Chu Sơn Hổ đặc biệt đi bắt một con cá đem trưng, còn đi làm thịt một con gà, Chiều đãi hai vị khách quý đến từ bên ngoài này. Trương Dương trở về xe, lấy ra một chai mao đài đi vào. Chu Sơn Hổ có hai người bạn thân tốt nhất cùng nhau làm việc với hắn, hắn gọi hai người này đến tiếp khách uống rượu, hai người này cũng đều là họ Chu, mà ở trong thôn Thạch Hoa này họ Chu là thế gia vọng tộc đệ nhất rồi. Người mặc áo xanh lam là Chu Sơn Tùng, người còn lại tên là Chu Sơn Hà, bọn họ đều là thân thích của nhau cả. Lúc hai người đến có mang theo vài món, Chu Sơn Tùng mang một con cá, còn Chu Sơn Hà thì xách theo một con gà. Thông qua nói chuyện mới biết, Chu Sơn Hổ là một cô nhi mẹ sinh khó nên đã chết lúc lên năm cha hắn lên núi gặp phải bầy sói khi tìm được chỉ còn một cái đầu lâu mà thôi từ đó chu sơn hồ theo ông nội hắn luôn lúc ông nội qua đời trong nhà còn có vài chú bác người thì có nhiều nhưng thật ra thì chẳng ai quản hắn cả chu sơn hồ sử dụng máy kéo do ông nội của hắn để lại để đi làm kiếm sống chu hữu kim tuy rằng là bí thư tri bộ thôn nhưng mà chẳng hề trợ giúp hắn cái gì cả ngược lại bình thường còn hay chiếm tiện nghi của hắn Gần đây lại muốn cướp lại căn nhà cũ do ông nội hắn để lại nữa, muốn ở chỗ này xây nhà cho con trai của ông ta kết hôn sinh sống. Mà Chu Sơn Hổ cũng không nói cái gì cả, năm nay hắn đã 18 tuổi rồi, dự định đi ra ngoài sinh sống luôn. Chu Sơn Hà đã được đi học trung học trong huyện, cũng nhìn thấy vài thứ, thấy Trương Dương mang đến một chai rượu Mao Đài, ngạc nhiên nói: "Mao Đài?" "Đại ca, cái này cũng không ít tiền nhỉ." Trương Dương cười ha hả nói: "Của một người bạn cho tôi." trời gió tuyết là ngày uống rượu ngày hôm nay các người làm đồ ăn tôi ra rượu mọi người chúng ta uống một bữa không say không về chu sơn tùng thì dọn bàn ra đèn khẩn cấp trên xe của trương dương đã phát huy tác dụng lúc mọi người bận rộn khương lượng lấy kính lúp ra cẩn thận nghiên cứu tấm ảnh hắn bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó vẫy vẫy tay với trương dương nói trương dương cậu qua đây trương dương đi qua khương lượng chỉ vào vị trí cuối cùng trong tấm ảnh nói cậu xem cậu nhìn kỹ đi người này có đúng là hiệu trưởng trần hay không trương dương nao nao nhìn kỹ một chút quả nhiên nhìn thấy một người thanh niên gầy đứng sau cùng trong tấm ảnh đang cười rất sán lạn nhưng mà không có mang kính nhìn kỹ lại từ dáng vẻ của người này có thể nhìn thấy được khuôn mặt của trần ái quốc trương dương nói là ông ta không sai chính là ông ta nhưng mà ông ta không có mang kính chu sơn hổ nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện cũng đi đến nhìn vào tấm ảnh một chút rồi gật đầu khẳng định là hiệu trưởng trần thì ra ông ta có chụp hình chung với những thanh niên tri thức này khương lượng nói nói không chừng ông ta cũng là một thành viên của thanh niên tri thức trương dương nói tôi đi tìm ông ta khương lượng lắc đầu nói bây giờ không phải là lúc ông ta khẳng định là nhận ra tấm ảnh nếu ông ta đã không muốn nói thì chứng minh rằng ông ta có ẩn tình bây giờ cậu đi tìm ông ta chỉ có thể làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn chờ một chút đi dù sao thì ngày hôm nay chúng ta cũng không đi được Chờ ngày mai đi. Chu Sơn Tùng mang một con gà nướng ra, thét to, gà thơm tấm tác đã ra lò. Chu Sơn hổ cười nói, "Nào, nào, chúng ta uống rượu thôi." Trên bàn vuông đầy những chén lớn, người trên núi đã khách tuyệt đối không hề keo kiệt, mấy món này Chu Sơn hổ vốn dự định để cho lễ mừng năm mới, nhưng khách đến nhà, bọn họ đem những thứ bình thường tiếc không dám ăn lấy ra chiêu đãi luôn. Chu Sơn Hổ nâng chén lớn lên nói, ba chúng ta hoan nghênh hai vị đại ca đến ngọn núi này làm khách. Trương Dương và Khương Lượng cùng nâng chén lên, nói cạn. Cạn, mọi người vô cùng sảng khoái, cùng nhau uống cạn rượu trong chén một hơi. Chu Sơn Tùng lau miệng, khen không dứt miệng, rượu ngon, đều nghe nói rượu mau đài uống ngon, tôi lớn đầu như vậy rồi mà chưa từng được uống. Trương Dương cười nói, rượu ngon hay không cũng không quan trọng, uống rượu chủ yếu là xem tâm tình, rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu, chuyện người không hợp nửa câu thừa, tôi và các người rất hợp ý nhau. Chu Sơn hổ vội vàng rót rượu cho mỗi người, bọn họ lại cùng cạn một chén, rồi bắt đầu kính rượu lẫn nhau. Chu Sơn hổ uống một chén với Trương Dương, gấp cho Trương Dương một cái chân gà nướng, tuy hắn chỉ làm một vài món ăn nhà nông, nhưng cũng rất có mùi vị. Trương Dương nói, tay nghề không tồi. Chu Sơn Hà nói, hổ tử làm cơn ăn ngon lắm, bình thường khi chúng tôi cùng nhau uống rượu đều là do hắn làm cơm cả. Chu Sơn Hổ ngượng ngùng cười cười vài tiếng, làm đại mà thôi, cha mẹ tôi chết sớm, lúc đói bụng phải tự mình làm cơn, làm vài chục năm thì thế nào cũng phải có chút tiến bộ. Trương Dương nhớ đến tình cảnh ngày hôm nay hắn đánh tên cướp kia trên đường núi, không khỏi cười nói, tôi thấy cậu gia quyền cũng rất lưu loát, lúc trước từng luyện qua công phu chưa. Chu Sơn Hổ gật đầu, hồi nhỏ có học với ông nội, cũng học được một ít kỹ năng chu sơn tùng nói công phu của hồ tử là tốt nhất trong thôn tui chu sơn hà nói đừng nói là trong thôn cho dù là cả xã này cũng không ai hơn một trường của hồ tử có thể bổ đá ra làm ba khối một cước có thể chặt đứt một thân cây chu sơn hổ đỏ mặt nói đừng nói bậy để hai vị đại ca chê cười trương dương và khương lượng đều nở nụ cười khương lượng nói nhìn ra được ngày hôm nay cậu vung quyền đánh tên cướp kia thật sự rất lưu loát công phu không tồi chu sơn hổ nói lúc nhỏ tôi rất bướng bỉnh bình thường hay ra ngoài đánh nhau mỗi lần đánh nhau trở về ông tôi lại đánh tôi một trận nói luyện quyền không phải là để ăn hiếp người khác mà là để cường thân kiện thể trương dương nói không ăn hiếp người cũng không thể để người ăn hiếp chu sơn hổ nói đại ca hai người đều là công an sao trương dương nói là hắn tôi không phải chu sơn hổ nói đại ca làm cái gì trương dương nói tôi làm công tác tại nam thích Chu Sơn Hổ nói, Nam Tích, quê nhà tôi lúc trước có một nhóm đến Nam Tích làm công, thiếu chút nữa tôi cũng đi theo rồi, bây giờ sau khi thu xếp xong tôi cũng đến chỗ của bọn họ kiếm sống luôn. Trương Dương cười nói, đi ra ngoài làm việc cũng tốt, nếu cậu đến Nam Tích, có thể đến ủy ban thể dục tìm tôi, lát nữa tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu. Chu Sơn Hổ kích động gật đầu liên tục. Mọi người đang uống rượu vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài truyền đến, bí thư chi bộ thôn Chu Hữu Kim chậm rãi bước vào, Chu Sơn Hổ nhìn thấy bác của mình đến vội vã mở miệng nói, bác, sao bác lại đến? Mau vào trong ngồi. Chu Hữu Kim vào phòng, bỏ mũ xuống, phùi tuyết trên mặt, còn cố ý làm ra vẻ kinh hãi nói, hổ tử, trong nhà có nhiều người như vậy, sớm biết thế ta không đến rồi. Trương Dương không có bao nhiêu hảo cảm đối với vị bí thư chi bộ này cả, từ biểu hiện của ông ta là có thể nhìn ra, ông ta này mười phần là người thấy mùi đồ ăn thơm, Đến muốn đến uống ké, chỉ là thôn Thạch Hoa dù sao cũng là địa giới của người ta, khách khí một chút hẳn là điều cần thiết. Trương Dương cười nói: "Bí thư Chu, mau ngồi đi, mau ngồi đi, trời lạnh lắm, uống vài ly rượu cho ấm." Chu Hữu Kim ngoài miệng thì nói là sao có thể như vậy, nhưng lại ngồi đặt mông xuống ngay vị trí của Chu Sơn Hổ. Chu Sơn Hổ nhanh chân đi lấy cho ông ta một cái chén khác. Ông ta tự rót một chén, Chu Hữu Kim cũng không chờ người khác nói gì ông ta cả, tự nâng chén lên, cười nói: "Quấy rối." tôi từ phạt một chén, mở miệng uống một ngụm, uống hết phân nửa, cầm lấy đúa gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nheo mắt lại nói, "Rượu ngon." "Mau đài." Khương Lượng cười nói, vừa nghe liền biết bí thư Chu là một hành gia uống rượu rồi, hắn lấy ra một gói thuốc, rút ra một điếu đưa qua. Chu Hữu Kim khách khí cầm lấy, mồi lửa cho Khương Lượng trước, sau đó mới đến mình, dùng sức hút một hơi, có rượu ngon thuốc thơm đúng là làm gì cũng hăng hái chu hữu kim nói hổ tử mau kính rượu hai vị khách quý đi thật không hiểu chuyện còn đợi ta nhắc nữa chu sơn hổ gật đầu rót rượu cho trương dương trương dương cười nói không cần không nên nhiều quy tắc như vậy chúng ta tùy ý uống rượu vui vẻ là được khương lượng chủ động uống một chén với chu hữu kim hạ chén rượu xuống nói bí thư chu ông có quen với hiệu trưởng trần hay không chu hữu kim nói cậu nói trần ái quốc à khương lượng gật đầu Chu Hữu Kim nói, ông ta không phải là người địa phương chúng tôi, lúc trước là thanh niên trí thức xuống nông thôn, lúc vừa đến thôn Thạch Hoa chúng tôi, cũng là một phần tử tích cực, sau đó bởi vì nói những lời phản động cho nên bị người ta phê bình, vì chuyện của hắn, mà hồi đó người của tôi cũng bị phê bình, rồi cách mạng, người ta đi hết, thanh niên trí thức cũng trở về thành phố, người khác đều đi, chỉ có hắn là không đi, nói cái gì mà không có người thân, một mình ở lại đây xây dựng trường học. Tôi cũng giúp cho hắn không ít, nhưng bởi vì hắn khác họ, cho nên người trong thôn đều khi dễ hắn, mỗi lần đều là do tôi giải vây cho hắn. Sau khi trường học thành lập, hắn dạy học rất chăm chú, dần dần thu được sự tôn trọng của người dân, nhưng mà tính tình của hắn càng lúc càng trở nên cổ quái, ngoại trừ khi nhìn thấy học sinh có khuôn mặt tươi cười ra, thì còn lại đều tỏ vẻ xa cách với người dân trong thôn. Có thể bởi vì hắn khinh thường nhưng người trên núi như chúng tôi, Chu Hữu Kim lại uống một ngụm rượu, nói, sao thế, các người đi tìm hắn à? có phải là có va chạm không? Con người của Trần Ái Quốc là vậy đó, gặp ai cũng xa cách cả, các người đừng chấp nhất hắn. Trương Dương nói, Bí Thư Chu, ông có nghe nói về vương quân giao không? Chu Hữu Kim lắc đầu nói, đều nói rồi, bọn họ đến nơi này, tôi đang ở bên Ngao Hai Y, mà những thanh niên tri thức này đều từ trong thành đến, cũng khi thường những nông dân chúng tôi. Chuyện này Trần Ái Quốc rõ ràng nhất, các người hỏi hắn, hắn nhất định biết. Chu Hữu Kim tuy rằng tham rượu, nhưng tử lượng lại chẳng có bao nhiêu cả, uống được ba chén rượu đã bắt đầu nói bậy. Chu Sơn Hổ vất vả lắm mới khuyên được ông ta đi, trước khi đi, Khương Lượng còn lấy một chai mao đài cho ông ta mang đi, rồi còn lặng lẽ nhét một gói thuốc vào túi của ông ta, lúc này Chu Hữu Kim mới cảm thấy mỹ mãn bước đi. Chu Sơn Hổ sau khi đưa Chu Hữu Kim ra khỏi nhà, thì hai người bạn thân của hắn bắt đầu cảm thấy bất công, Chu Sơn Tùng nói, chưa thấy qua ai làm bác như vậy cả, hổ tử chỉ còn lại căn nhà này, mà ông ta cũng muốn cướp dấu lớn còn là bí thư chi bộ đảng nữa. Chu Sơn Hà nói, bí thư chi bộ đảng cái thí, chỉ biết chiếm tiện nghi. Không phải bởi vì uy tín của lão bí thư cũ, thì ai mà chọn O6 nano ta. Trương Dương cười nói, chúng ta uống rượu thôi, đừng nói những chuyện không vui này. Tối hôm đó bọn họ uống đến 11 giờ đêm, Chu Sơn Tùng và Chu Sơn Hà hai người lắc lư rời đi, tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng rơi, Chu Sơn Hổ đem giường lớn của mình tặng cho Trương Dương và Khương Lượng, vì vậy Trương đại quan nhân và Khương Lượng đã có một câu chuyện cùng ngủ trên giường rồi. Tuyết đêm trên thôn núi rất lớn, mà chăn trong nhà của Chu Sơn Hổ thì đã có tuổi rồi, mức độ giữ ấm rất kém, Khương Lượng vừa đắp chăn vừa mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh nữa, nhích lại gần người của Trương Dương, Trương Dương nói: "Tôi nói này, cậu làm gì nằm gần tôi quá vậy?" Khương Lượng nói: "Nằm gần cho ấm." Trương Dương không nhịn được cười nói, cậu nói xem, hai chúng ta ngủ cùng giường, sau này chuyển ra ngoài có bị người ta nói xấu về vấn đề tác phong hay không. Khương Lượng nghe hắn nói như vậy cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn thở dài nói, tuyết này hình như vậy chưa dừng đâu, mà trên núi cũng không có tín hiệu điện thoại, ngày mai chúng ta đi hay ở. Trương Dương nói, làm rõ chuyện này trước đã, hơn nữa tính tình của Trần Ái Quốc rất cổ quái, không dễ bắt ông ta mở miệng đâu khương lượng nói tôi thấy người này đã từng chịu kích thích trong quá khứ trương dương nói tôi không ngủ được hay là chúng ta đến trường học nhìn xem khương lượng nói muốn đi thì cậu tự đi đi trời lạnh như vậy tôi không đi dâu trương dương ngồi dậy khương lượng thấy hắn thật sự muốn đi nhắc nhở hắn tuyết lớn như vậy cậu tốt nhất là đừng đi lúc này người ta đã ngủ sớm rồi nếu như cậu bị lạc đường hoang sơn giã linh như vậy tôi biết tìm cậu chỗ nào trương dương cười nói tôi không phải đến trường học mà là đi toilet ngoá lại đi tự sướng à trương dương nói hôm nay không có tự sướng mà là cùng cục trưởng khương nằm cùng giường khương lượng cười to ha hả trương dương mò ra ngoài cửa lớn ra đến bên ngoài tuyết đã đóng lên nửa mét rồi hắn lết ra đến gốc cây và bắt đầu đi chỉ cảm thấy rằng đi phun nước trong lúc tuyết rơi cũng có thể xem là một chuyện vui đêm tuyết trên thôn núi vắng vẻ vô cùng chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi mà thôi trương dương bỗng nhiên nghĩ đến trần ái quốc tính đi hai giờ cổ quái rốt cục là làm thế nào mới có thể khiến ông ta mở miệng đây ngày hôm sau được bắt đầu bằng những tiếng đập cửa gấp gáp trương dương mở mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực khương lượng thì cuộn chặn lại thành một cục hắn không có thế chất siêu cường như trương dương nghe thấy tiếng của chu sơn hổ từ trong nhà vang ra ai thế nửa đêm mà làm gì vậy một âm thanh gấp gáp vang lên hổ tử, cậu đi ra, tôi phải hỏi cậu một việc. Chu Sơn Hổ sửng sốt, từ giọng nói ấy hắn nghe ra được người kia chính là hiệu trưởng của trường học Thạch Hoa Trần Ái Quốc. Hắn vội vàng ngồi bật dậy, mở cửa phòng ra, Trần Ái Quốc trên người phủ đầy tuyết trắng, lông mi dâu mép tất cả đều đầy tuyết. Chu Sơn Hổ vội vã nói, hiệu trưởng Trần, mau vào trong ngồi. Trương Dương nghe là Trần Ái Quốc đến, cũng ngồi dậy khỏi giường, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, nói không chừng Trần Ái Quốc này lại đột nhiên đổi tính, chạy đến đây để nói tất cả cho hắn biết, nhưng mà Trương Dương cũng rõ ràng loại khả năng này căn bản là không tồn tại, Trần Ái Quốc hẳn là sẽ không thay đổi. Trần Ái Quốc không có ý vào nhà, đứng ngoài cửa nói, hổ tử, tể thiện sư phụ bị thương, nằm ở trong miếu, tình huống rất nghiêm trọng, tôi muốn cậu giúp tôi, đưa ông ấy đến bệnh viện. Chu Sơn Hổ lập tức nhớ ra chuyện đụng xe hồi chiều trên đường núi, hắn có chút ảo não nói, tôi hẳn là biết rồi, tên trộm này cũng nhiều thật tôi muốn đến miếu nhìn xem trần ái quốc ngạc nhiên nói cậu biết chuyện này chu sơn hổ nói đến rồi nói hiệu trưởng trần ông chờ tôi một chút tôi đi theo ông nhìn hắn xoay người lấy áo khoác vào trần ái quốc gật đầu trương dương cũng mặc áo vào tôi đi cùng mấy người qua đó trần ái quốc nhìn hắn một cái không nói gì thấp giọng nói chúng ta phải nhanh lên đường núi khó đi đi hơn một tiếng đồng hồ khương lượng cũng nghe được động tĩnh bên ngoài nhưng mà hắn thật sự quá mệt mỏi nằm trên giường nói trương dương tôi không đi đâu tôi thật sự không đi nổi trương dương nói cậu ở đây chờ đi ba chúng tôi đi là được trần ái quốc đi phía trước dẫn đường chu sơn hổ đi ở phía sau hắn sợ trương dương không nhìn quen trên đường xảy ra vấn đề nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện ra bước chân của trương dương như bay còn thích ứng với đường trên núi còn hơn là người sinh ra và lớn lên trên núi như hắn Chu Sơn hổ cười nói, đại ca, anh cũng là người trên núi, bình thường hay đi đường núi sao? Trương Dương nói, đã từng công tác tại núi Hắc Giả, cũng từng đến ở tại núi Thanh Thai, nhưng mà tôi ở Sơn Đông, các người ở Sơn Tây. Chu Sơn Hổ nói, nhìn anh bước đi là biết, không có kinh nghiệm sống trên núi, thì căn bản là không có khả năng đi nhanh như vậy. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cười thầm, hắn còn chưa biểu diễn ra thực lực chân chính của bản thân nữa, nếu như thi triển công phu đạp tuyết vô ngân, thì chỉ sợ rằng sẽ làm cho những người này kinh sợ đến nổi chừng to mắt ra trần ái quốc không nói gì cả cầm đèn pin đi phía trước trương dương có ý định gần gũi với ông ta theo sát bước chân của ông ta nói hiệu trưởng trần vị sư phụ tể thiện kia bị thương có nặng không trần ái quốc hấp giọng nói bị đập trúng đầu chảy rất nhiều máu ngã xuống từ trên bậc thang hình như đùi phải bị gãy tôi thấy ngày hôm nay phải đưa ổng đến bệnh viện một mình tôi làm không nổi chỉ có thể tìm các người giúp đỡ, ông ta chợt nhớ lại lời của Chu Sơn Hổ nói khi nãy, liền chuyển hướng nói với Chu Sơn Hổ, "Hổ tử, cậu nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Chu Sơn Hổ lúc này mới đem chuyện gặp phải cướp hồi chiều kể lại, hắn hối hận không ngớt, nói "Tôi cho rằng công an sẽ đến Tây Sơn điều tra, không ngờ rằng bọn họ không đến." Trương Dương nói, "Nhất định là thấy tuyết quá lớn, xe của bọn họ không dám đi vào núi, hắn cũng có hiểu biết về hiệu suất phá án của công an." Thật ra thì tình huống ngày hôm nay hắn cũng thấy được, lái xe đến tiểu thạch hoa, trên đường đi đều dựa vào người ta chỉ đường thay phiên nhau cả, đổi lại là người khác thì đúng là không dám lái xe vào núi. Trần Ái Quốc Cam giận nói, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không đến địa cha, những người này nuôi chỉ tốn cơm. Chu Sơn Hổ nói, hiệu trưởng Trần sao lại đến Tây Sơn Tự. Trần Ái Quốc nói, tôi lấy chút khoai lang đưa cho hắn, không ngờ rằng lại thấy hắn nằm trong vũng máu, cũng may là còn thở, tôi liền lấy chăn đắp cho hắn, lại đốt một đống lửa bên cạnh hắn, rồi mới chạy đi tìm cậu hỗ trợ. Bọn họ vừa nói vừa đi, tuyết cũng đã nhỏ đi rất nhiều, từ những hoa tuyết lớn biến thành những bột phấn nhỏ, tựa như có bụi phấn trên trời rơi xuống vậy, xem ra trận tuyết này kéo dài không còn bao lâu nữa. Tây Sơn tự nằm ở trên ngọn núi chính Bắc Trường học Thạch Hoa, nhưng mà đường đi vô cùng khó khăn, bọn họ đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến cửa miếu của Tây Sơn tự. Tể thiện sư phụ đang nằm trong đại điện, trên người có đắp hai tấm chăn lớn, bên cạnh còn có một đống lửa do Trần Ái Quốc đốt lúc gần đi, bây giờ cũng đã cháy gần hết rồi, sắp sửa tắt. Lúc Trương Dương nhìn thấy tể thiện sư phụ mới hiểu được vì sao Trần Ái Quốc không có biện pháp đưa người này xuống núi, vì lão hòa thượng này có thân thể rất béo, cũng hơn 90 ký chứ không ít, thật sự là không biết là ông ta đã ăn chay niệm Phật như thế nào mà có thể ú như vậy được. Một bên mặt của tể thiện sư phụ đã dính đầy máu, đầu thì bị thương một vài chỗ, nhưng mà bây giờ đã ngừng chảy máu rồi vết thương nghiêm trọng thật sự nằm ở đùi phải của ông ta thấy trần ái quốc mang theo hai người thanh niên đến trên mặt của tể thiện lộ ra vẻ tươi cười tới rồi trong miếu bị trộm chu sơn hổ tiến đến đỡ vai cho tể thiện sư phụ tể thiện sư phụ ông đừng lo lắng tên trộm đã bị người của đồn công an bắt được đồ bị ăn cắp cũng lấy lại được rồi không bao lâu nữa là họ sẽ gửi trả về trần ái quốc nói mau đưa tể thiện sư phụ đến bệnh viện đi chúng ta dùng ván cửa đưa ổng xuống trương dương nói để tôi xem trước hắn đi đến bệnh cạnh tể thiện sư phụ nhấc chăn lên nhìn đùi phải của ông ấy một chút trương dương nói hổ tử tìm giúp tôi một ít cây và ván gỗ tôi bó chân lại cho tể thiện sư phụ không cần phải đến bệnh viện phiền phức như vậy hắn nắm lấy đùi phải của tể thiện mỉm cười nói đại sư đầu của ông còn đau không tể thiện lắc đầu còn chưa phản ứng được cái gì thì đã cảm thấy đùi phải đau nhất đau đến nổi ông bật miệng kêu to lên, là do Trương Dương thừa dịp lực chú ý của ông vừa di rời đi nơi khác đã nhanh chóng nắn phần xương của ông trở về vị trí cũ. Trần Ái Quốc tuy rằng không biết y thuật, nhưng mà thấy thủ pháp thành thạo của Trương Dương, cũng đoán được người thanh niên này là một bác sĩ thâm tàng bất lộ. Trương Dương sử dụng tấm ván gỗ do Chu Sơn Hổ tìm đến, kẹp hai bên chân của Tể Thiện rồi cố định lại, sau đó lấy kim sáng dược tùy thân bôi lên miệng vết thương trên đầu của Tể Thiện một chút, sau khi xử lý xong, bọn họ dùng ván cửa đưa Tể Thiện về thiện phòng. Tể Thiện nghe thấy những thứ bị mất trộm đều tìm được, trong lòng cũng chút được một gánh nặng lớn. Sau khi đã dàn xếp cho Tể Thiện sư phụ xong, cũng đã là 6 giờ sáng mất rồi, tuy bên ngoài trời vẫn chưa sáng, nhưng tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi, Trương Dương đi đến bên người của Trần Ái Quốc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trần Ái Quốc biết hắn muốn hỏi cái gì, thấp giọng nói tấm ảnh đó được chụp vào năm 66, Lúc đó có tổng cộng 27 người đi tới Lô Gia Lương, tấm ảnh của cậu được chụp ngay trước cửa, đi đến thôn Thạch Hoa có tổng cộng 8 người, tôi là một trong số đó. Trương Dương cố nén kích động trong lòng, Trần Ái Quốc rốt cuộc đã chủ động mở miệng nhắc đến chuyện này, hắn thấp giọng nói, tôi thấy được hiệu trưởng Trần trong tấm ảnh. Trần Ái Quốc vươn tay ra, đưa tấm ảnh cho tôi. Trương Dương giao tấm ảnh cho ông ta, Trần Ái Quốc đi đến trước ngọn lửa, mượn ánh lửa để nhìn tấm ảnh. Trương Dương ở một bên nhìn ông ta, trong lòng rất thấp thỏm, rất sợ Trần Ái Quốc tiện tay ném tấm ảnh vào trong ngọn lửa, bởi vì tấm ảnh này có kiếm cũng không tìm được nữa. Trần Ái Quốc tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Dương, thở dài nói, cũng đã 30 năm rồi, nếu như không phải cậu đem tấm ảnh này ra, thì tôi hầu như cũng đã quên. Trương Dương nói, có một số việc không thể quên được. Trần Ái Quốc trả tấm ảnh lại cho Trương Dương, nói, không sai, có một số việc không thể quên được. Cậu lấy được tấm ảnh này từ chỗ nào? Trương Dương cũng không giấu giếm, đem tình huống thực tế nói ra, ông có biết người tên Trầm Tĩnh Hiền không? Tấm ảnh này, tôi lấy được trong nhà của bà ta. Trầm Tĩnh Hiền, chân ái cút suy tư về cái tên này, biểu tình có chút mê mang, sau một hồi, ông lắc đầu nói, tôi không nhận ra, cũng chưa từng nghe nói đến tên này. Trương Dương chỉ vào Trầm Tĩnh Hiền đứng cạnh Vương Quân Giao trong tấm ảnh chụp chính là bà ta. Trần Ái Quốc thấp giọng nói, cô ta không phải tên là Trầm Tĩnh Hiền, tên là Trầm Lương Ngọc, nếu như tôi nhớ không lầm, thì năm 66 khi đến Lô Gia Lương, cô ta dùng tên này. Trương Dương nói, người cùng chụp với bà ta ông có nhận ra không? Bà ta tên là Vương Quân Giao. Trong đôi mắt của Trần Ái Quốc lóe lên một tia thống khổ khó cảm thấy được, ông thấp giọng nói, nhận ra, cô ta dùng tên này. Trương Dương nói, bây giờ tất cả mọi người đều gọi bà ta là hải sắt phu nhân cả, vào thập niên 63 ta đi ra nước ngoài, bây giờ đã trở thành phú bà thắt lưng bạc triệu rồi. Trần Ái Quốc nói, hải sát phu nhân, cô ta đã kết hôn. Trương Dương nói, nghe nói là đã từng kết hôn, sau đó chồng chết, thành quả phụ, bây giờ vẫn một mình, hắn bỗng nhiên phát hiện ra Trần Ái Quốc rất có hứng thú với tin tức của Vương Quân Giao, trong lòng cũng mừng thầm, chỉ cần khơi màu được hứng thú của ông ta, thì chuyện này muốn thâm nhập vào cũng dễ dàng hơn nhiều trần ái quốc nói cái cậu muộn biết đều đã biết rồi vậy còn hỏi để làm gì trương dương nói nói về hứa thường đức đi trần ái quốc nhìn trương dương một cái cầm lấy một khúc củi ném vào trong đống lửa cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu là ai vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với những thanh niên tri thức năm xưa này trương dương nói tôi đang điều tra một vụ án có chút liên quan đến hứa thường đức chuyện này có quan hệ đến tính mạng của một người vô tội mong rằng hiệu trưởng trần có thể giúp tôi tìm hiểu chuyện quá khứ trần ái quốc không nói gì lại ném một khúc củi vào trong đống lửa lửa cháy rất mạnh phát ra những tiếng nổ hứa thường đức bây giờ làm cái gì ở trong một thôn núi hẻo lánh như vậy trần ái quốc hoàn toàn không biết gì về tình huống của thế giới bên ngoài cả nguyên nhân lớn bên trong cũng là do ông ta lảnh tránh những tin tức này trương dương nói ông ta đã chết trần ái quốc ngạc nhiên nói hắn đã chết trương dương gật đầu sau khi đảm nhiệm tinh trưởng tỉnh bình hải của chúng ta không lâu bởi vì bệnh tim tái phát mà chết trong nhà đã được mấy năm rồi trần ái quốc nói không ngờ hắn lại đi sớm như vậy chu sơn hổ không có hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người họ một mình chạy ra ngoài sân quét viết trương dương nói ông rất quen với ông ta trần ái quốc nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực đến nổi ngơ ngác xuất thần trương dương không dám quấy nhiễu ông ta cũng yên lặng cùng ông qua 5 phút đồng hồ sau Trần Ái Quốc mới lên tiếng, hắn ta ở thôn Thạch Hoa này được một năm rưỡi, sau đó đi tòng quân, từ khi hắn đi, hai người không có bất kỳ liên hệ nào cả. Trương Dương nói, hứa thường Đức, có quan hệ với vương quân giao đúng không? Đây mới là chuyện mà Trương Đại Quan Nhân thật sự quan tâm. Khóe môi của Trần Ái Quốc hơi giật giật một chút, vẻ mặt của ông rất thống khổ, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Trương Dương. Trương Dương thấy ông không muốn trả lời, nên nói qua chuyện khác, hiệu trưởng Trần, ông có nghe nói qua cái tên Đồng Đức Trí này không? Trần Ái Quốc gật đầu, cậu nói là Đồng Nhị Hắc, là Đồng Đức Trí, lúc trước chúng tôi đều gọi hắn như vậy, đến là một trong những thanh niên tri thức nhỏ tuổi nhất xuống thôn, trong tấm ảnh này không có hắn, nhưng mà hắn cũng ở tại thôn Thạch Hoa này một thời gian. Trương Dương thật sự là vừa mừng vừa sợ, đây chính là một phát hiện to lớn, làm nửa ngày, hứa thường Đức, Vương Quân Giao, Trầm Tĩnh Hiền, phải nói là Trầm Lương Ngọc, Đồng Đức Trí, những người này tất cả đều cùng một phân đội của thanh niên tri thức cả. Trương Dương nói, Đồng Đức Trí sau khi đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công an Giang Thành, bởi vì biết pháp phạm pháp, cho nên sợ tội tự sát. Trần Ái Quốc thở dài nói, Đồng Nghị Hắc rất thông minh, lúc đó chúng tôi đều rất chiếu cố cho hắn, nhưng mà hắn thích kề cận bên Vương Quân Giao, đem Vương Quân Giao trở thành chị ruột vậy. Trần Ái Quốc nói càng làm cho Trương Dương thêm tin tưởng, người con gái trong tấm ảnh chụp kia chính là Vương Quân Giao. Trương Dương cẩn thận hỏi, Đồng Đức Chí và Vương Quân Giao có phải là có gì đó? Trần Ái Quốc dùng sức lắc đầu, nói, không có, Vương Quân Giao chỉ xem hắn là em trai thôi, tuyệt đối không có loại tình cảm này với hắn. Trương Dương thấy Trần Ái Quốc khẳng định như vậy, trong lòng nói Trần Ái Quốc này sao lại hiểu Vương Quân Giao như vậy? Lẽ nào vị hiệu trưởng già nửa đời cô độc này cũng có một chân với Vương Quân Giao, nhưng mà từ góc độ công bình mà xem, Vương Quân Giao bây giờ tuy già nhưng vẫn mặn mà vậy khi còn trẻ khẳng định cũng là sắc nước hương trời rồi. Trương Dương nhớ lúc đầu khi Trầm Tĩnh Hiền nhìn thấy tấm ảnh này, biểu hiện của Trầm Tĩnh Hiền cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là không thừa nhận mình có quen với Vương Quân Giao và Hứa Thường Đức. Trương Dương nói, mọi người đã từng là thanh niên tri thức với nhau, vì sao Trầm Tĩnh Hiền lại không thừa nhận là có quen với Hứa Thường Đức và Vương Quân Giao. Khi đó rốt cục đã say ba ra chuyện gì? Trần Ái Quốc nói, người thanh niên à, lòng hiếu kỳ của cậu quá mạnh, cậu đang hỏi thăm chuyện riêng của người khác đấy. Trương Dương nói, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, nhưng mà chuyện này có liên quan đến sinh mạng của một người, cho nên tôi muốn điều tra rõ. Trần Ái Quốc nói, tôi ở chỗ này không bao lâu, bởi vì phạm vào sai lầm, cho nên bị người ta bắt, bị giam trong phòng tối hơn nửa năm, lúc tôi đi ra, thì hứa thường Đức đã tổng quan, vương quân giao cũng mất, trầm lương ngọc thì xảy ra vấn đề về sức khỏe, cho nên cũng xin phép về nhà xem bệnh trong lúc đó xảy ra nhiều chuyện lắm, tôi cũng không rõ ràng. Trương Dương nửa tin nửa ngờ lưới nói của Trần Ái Quốc, có thể ông ta thật sự không rõ ràng, cũng có thể ông ta căn bản là không muốn nói. Trương Dương nói, đi đến thôn Thạch Hoa tổng cộng có 8 người, hiệu trưởng Trần có biết tin tức của ba người khác không? Trần Ái Quốc nói, tôi biết một người, tên là Trần Thiên Trọng, là đội trưởng của chúng tôi, hắn ta ở thôn Thạch Hoa này 2 năm, sau đó bởi vì duyên cớ đi đến Xuân Dương, hình như làm việc tại cục thủy lợi ở xuân dương tình huống về sau thì tôi không rõ trương dương lấy ra một tấm ảnh nói người nào trần ái quốc chỉ về một người đứng ở giữa phía sau trần thiên trọng đứng giữa đám người như có vẻ rất khí phách là một trang nam tử trần ái quốc nói tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó trương dương nói nếu có cơ hội ông có muốn gặp mặt những người bạn cũ này không trần ái quốc thở dài nói thôi khỏi đi quá khứ đã là quá khứ gặp mặt nhau thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua chỉ là làm tăng thêm thương cảm. Lúc hừng đông, Trương Dương và Chu Sơn Hổ rời khỏi Tây Sơn Tự, khi đi về nhà của Chu Sơn Hổ, mới phát hiện ra Khương Lượng đã bị bệnh, nằm trên giường run rẩy, chán thì nóng hổi, ngủ một đêm tại thôn núi lạnh lẽo này đã làm cho hắn sinh bệnh. Khương Lượng run rẩy nói, thế nào? Có, có phát hiện, gì không? Trương Dương nói, có chút phát hiện. Khương Lượng, vậy, chúng ta có thể đi. Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Khương Lượng nói cười, cười cái giám, ở, ờ, ở thêm một đêm nữa, phòng trừng mạng của tôi cũng để lại chỗ này. Chu Sơn Hổ nói, tuyết tuy ngừng rơi, nhưng đường vẫn rất khó đi. Trương Dương nói, khó đi chúng tôi cũng phải đi, cái nên hỏi đều đã hỏi rồi, Hổ Tử, cảm ơn cậu đã hỗ trợ và khoản đãi, chờ sau này có cơ hội đến Nam Tích, nhất định phải đến Ủy ban Thể dục tìm tôi. Chu Sơn Hổ thấy bọn họ nhất quyết ra đi, quyết định tiến bọn họ, Trương Dương nói cây SN6 gam cầu đâu, cậu đưa bọn tôi xuống núi, cậu trở về như thế nào? Chu Sơn Hổ cười nói, không sao cả, bê dù sao thì tôi cũng phải đến xã một chút, tìm hiểu về chuyện của Tây Sơn Tự, tranh thủ theo xe công an trở về cũng được. Trương Dương ngấm lại cũng đúng, vì thế ba người cùng nhau rời khỏi thôn Thạch Hoa. Lái xe xuống núi còn khó khăn hơn là lúc lái xe lên núi rất nhiều, bọn họ chạy cẩn thận vô cùng, buổi sáng 7 giờ xuất phát, khi đến Lô Gia Lương đã là 9 giờ rưỡi sáng, Chu Sơn Hổ chia tay bọn họ ngay tại Lô Gia Lương, Trương Dương tặng cho hắn một cái áo lông. Chu Sơn Hổ rất thuần phát, thái độ làm người lại rất nhiệt tình, Trương Dương rất là thích hắn. chương 622, thì ra là thế. Xe của Trương Dương chạy về chấn, Khương Lượng tìm được thuốc hạ sốt uống vào, trên xe không có mở cửa sổ, hắn mặc áo khoác thật dày trên người rồi mà vẫn còn kêu lạnh. Sau khi rời khỏi Lô Gia Lương, Tình hình giao thông rõ ràng được cải thiện hơn nhiều, tốc độ xe cũng nhanh hơn, Trương Dương nói, xem ra chúng ta kịp trở về Xuân Dương dùng bữa trưa rồi. Khương Lượng nói, tôi muốn ngủ, không muốn ăn cái gì cả. Trương Dương nói, này, cậu là một thằng đàn ông mà sao lại giống một tiểu nha đầu quá vậy? Khương Lượng cười khổ, chân của hắn vừa nhỏ vừa mỏng, xung quanh phòng thì toàn chỗ hở, lần này tôi đã bị cậu làm cho chịu khổ rồi. Trương Dương nói, một chút khổ mà cũng không chịu nổi. Đảng và quốc gia làm sao yên tâm giao gánh nặng cho cậu?" Khương Lượng nói, "Vai tôi nhỏ, khí lực kém, giao cho tôi trọng trách lớn quá chỉ sợ là tôi sẽ bị đè chết, thôi tôi cứ thành thật ở tại Giang Thành đi." Trương Dương nó, nói nửa ngày thì ra cậu căn bản là không muốn đến Nam Tích làm phó cục trưởng. Khương Lượng đem sự thật nói ra, lúc đầu khi Trương Dương kêu hắn đến Nam Tích, hắn quả thật là không muốn, vợ và con đều ở Giang Thành, hơn nữa hắn ở Giang Thành phát triển bản thân không tồi. Có cơ sở tương đương rồi, cục trưởng Vinh bằng phi rất trọng dụng hắn, cũng không muốn hắn đi, sở dĩ hắn đáp ứng với Trương Dương, cũng bởi vì nể giao tình của hai người, nếu Trương Dương cần trợ giúp, thân làm bạn nên hắn đành bụng làm giả chịu luôn, nhưng mà bởi vì sự can thiệp bên cục công an làm cho ổn thỏa. Cái này đã làm thỏa mãn tâm tư của Khương Lượng. Khương Lượng nói, có một chút không muốn đi, chỉ là cậu đã mở miệng rồi, tôi cũng không thể không đáp ứng được, bây giờ trên tỉnh không cho tôi đi, cậu có trách tôi cũng không được. Trương Dương nói, là bản thân thì có tội gì phải trách, lúc đầu cậu đáp ứng tôi, tôi đã rất cảm kích rồi. Khương Lượng nói, tôi nghe nói quan hệ của cậu và Triệu Quốc Cường không được tốt lắm, lần này hắn ta đi Nam Tích, có thể gây bất lợi cho cậu hay không? Lúc đầu Trương Dương bị hoài nghi là có liên quan đến vụ án của Triệu Quốc Lương, chuyện này rất nhiều người biết đến. Trương Dương nói, hắn dám, bên công an đã điều tra rõ rồi, tôi và cái chết của Triệu Quốc Lương không hề có chút quan hệ nào cả. Chỉ là có người muốn hãm hại tôi, cho nên trộm xe của tôi, đụng chết hắn ta." Khương Lượng nói, oan gia nên giải không nên kết, mượn cơ hội này, cậu cứ nói thẳng với Triệu Quốc Cường đi. Hắn ho khan một tiếng, lấy khăn tay ra, hỉ một đống nước mũi, thở hổn hển nói, con người của Triệu Quốc Cường tôi cũng đã tiếp xúc vài lần rồi, năng lực rất tốt, cũng có tinh thần trọng nghĩa." Trương Dương nói, tôi không có hứng thú với con người của hắn, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc vào tôi thì tôi khẳng định là không đụng vào hắn. Đúng rồi, cậu ở Xuân Dương lâu như vậy, có nghe đến người nào tên Trần Thiên Trọng không? Khương Lượng sửng sốt một chút, nhíu mày suy tư, lắc đầu nói cho đến bây giờ vẫn chưa nghe nói qua. Trương Dương nói cuộc thủy lợi của Xuân Dương. Khương Lượng nói, ở Xuân Dương có nhiều bộ phận như vậy, tôi không có khả năng đều quen với mọi người, đúng rồi, cậu đột nhiên hỏi thăm người này để làm gì. Trương Dương nói, hiệu trưởng Trần nói cho tôi biết một việc, những thanh niên tri thức đến thôn Thạch Hoa tổng cộng có 8 người, Trần Thiên Trọng là một trong số đó, cũng là đội trưởng của bọn họ. Khương Lượng nói, chỉ những cái này thôi sao? Trương Dương cười nói, chỉ sợ là cậu không nghĩ ra, Đồng Đắc Chí cũng là một trong những thanh niên tri thức, Hứa Thường Đức, Vương Quân Giao, Trầm Tĩnh Hiền, tất cả đều ở cùng một đội, bọn họ đều quen biết lẫn nhau. Khương Lượng nghe xong tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc, lúc trước hắn đã từng điều tra tư liệu của Đồng Đắc Chí, trong đó không hề có ghi chép về việc xuống nông thôn, Khương Lượng nói thảo nào hứa thường đức lúc trước lại tín nhiệm đồng đắc chí như vậy, vẫn luôn đề bạt hắn. Đồng đắc chí không có bằng cấp gì, cũng không có thành tích công tác trói mắt nào hết, mà lại có thể leo lên đến vị trí phó cục trưởng cục công an, đồng đắc chí ở trong hệ thống công an Giang Thành không hề có bao nhiêu uy tín cả, khi Điền Khánh Long ở Giang Thành, gã ta vẫn luôn bị hào quang của Điền Khánh Long che mờ. Điền Khánh Long đến tỉnh không lâu, liền tuôn ra một loạt chuyện hắn hãm hại Điền Bân, và đã trở thành hình tượng phản diện điển hình của hệ thống công an Giang Thành. Trương Dương nói, tôi đã nhìn ra rồi, hiệu trưởng Trần có một số việc không muốn nói, theo cách nói của ông ta, sau khi ông ta đến thôn Thạch Hoa một thời gian, bởi vì phát ngôn những lời nói chống lại chủ nghĩa xã hội, cho nên bị người ta bắt giữ, giam trong phòng hết nửa năm, trong thời gian đó xảy ra bao nhiêu việc, ông ta không hề biết. Mà Trần Thiên Trọng này vẫn luôn ở tại thôn Thạch Hoa, ông ta hẳn là hiểu chuyện của những thanh niên tri thức này. Khương Lượng nói, nói như vậy, con người của Vương Quân Giao có khả năng có vấn đề. Trương Dương nói, tôi cũng nghĩ như thế, có điều muốn điều tra rõ chuyện này, nhất định phải điều tra rõ quan hệ của bọn họ lúc còn ở thôn Thạch Hoa. Khương Lượng nói, Trầm Tính Hiền không nói, Trần Ái Quốc không muốn nói, Vương Quân Giao căn bản là không nói, hứa thường đức, đồng đắc chí thì đã chết, bây giờ xem ra, hy vọng mở ra bí mật lớn nhất của chúng ta chỉ nằm trên người của Trần Thiên Trọng. Vào buổi trưa cùng ngày, bọn họ đã thuận lợi về đến Xuân Dương, cơn sốt của Khương Lượng đã dỡ hơn, nhưng mà thân thể vẫn còn chút mệt mỏi. Hai người vào một quán cơm đối diện Cục Thủy Lợi ăn tùy tiện, vừa đến giờ vào làm ca chiều thì chạy vào Cục Thủy Lợi. Phó Cục trưởng Cục Thủy Lợi Tạ Siêu đều biết hai người họ, Tạ Siêu là bạn học cũ của Ngưu Văn Cường, cũng là người quen cũ của Khương Lượng và Trương Dương. Nhưng mà trong mấy năm nay, Tạ Siêu vẫn luôn dẫm chân tại chỗ, vẫn làm Phó Cục trưởng Cục Thủy Lợi. Nhìn Trương Dương và Khương Lượng, Tốc độ lên trước của người ta có thể so với tên lửa rồi, trong lòng Tạ Siêu có vài phần hâm mộ, hắn cũng biết đây là một cơ hội tốt, Nhiệt Tình mời bọn họ đến làm việc, ngoài miệng thì oán giận nói, "Chủ nhiệm Trương, cục trưởng Khương, hai người cũng thật là, đến Xuân Dương cũng không nói cho tôi biết một tiếng, để tôi chuẩn bị trước." Trương Dương cười nói, "Lần này chúng tôi đến là tìm anh hỗ trợ." Tạ Siêu nói, "Nói đi, chỉ cần có thể giúp tôi tuyệt đối sẽ hết sức." Khương Lượng gọi một ly trà nóng vừa mới khỏi bệnh thì không thể uống rượu. Trương Dương nói, cục thủy lợi của anh có ai tên là Trần Thiên Trọng hay không? Tạ siêu nhíu mày nói, trong cục từ trên xuống dưới tôi đều biết cả, nhưng cũng không nghe nói qua về tên của người này. Trương Dương nói, Trần Thiên Trọng là thanh niên tri thức của năm 1966, hẳn là cũng 50 tuổi rồi. Tạ siêu nói, tôi đã làm việc tại cục thủy lợi 10 năm rồi, nếu như tôi không biết, thì hẳn là một ông già rồi, có thể là đã bị điều đi trước khi tôi đến đây, hắn gọi điện thoại đến phòng thường trực, kêu lão Triệu của phòng thường trực đến, lão Triệu đã làm việc tại cục thủy lợi 35 năm rồi, chuyện quá khứ ông ta cũng tương đối quen thuộc. Lão Triệu nhanh chóng đi đến văn phòng, nghe nói đến tên của Trần Thiên Trọng, lão Triệu gật đầu nói, tôi biết, Trần Thiên Trọng đã từng làm việc tại cục thủy lợi vào mấy năm 60, nhưng mà làm không bao lâu thì đã bị đuổi rồi, thành phần gia đình của hắn ta hình như không được tốt. Sau này hắn cưới một cô gái ở Xuân Dương, lúc hắn kết hôn có mời chúng tôi đến rước dâu, năm 74 hay 75 gì đó, hắn đột nhiên qua đời. Trương Dương và Khương Lượng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người tràn đầy vẻ thất vọng. Vất vả lắm mới tra được đầu mối này, không ngờ manh mối đó lại bị đứt ở đây. Khương Lượng nói, "Triệu sư phụ, ngài còn nhớ vợ của Trần Thiên trọng tên là gì không? Làm việc ở đâu?" Lão Triệu suy nghĩ một chút, nói, "Hình như họ Cảnh." tên gì nhỉ, cậu xem cái trí nhớ của tôi kìa, đến tuổi này rồi không dùng được nữa, lão triệu cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, đúng rồi, cô ta có một đứa con gái, lớn lên sinh như tiên vậy, nghe nói hai năm trước đậu vào thanh hoa, là trạng nguyên của nhất chung chúng ta. Đầu của trương đại quan nhân nổ cái đùng, mẹ nó chứ, đi hết một vòng lớn lại về đến trên người của Trần Tuyết, hắn có nhận định như vậy, bởi vì trạng nguyên của nhất chung vốn không nhiều, lớn lên xinh đẹp như tiên nữ thì càng chỉ có một, đó chính là Trần Tuyết, Trương Dương thấp giọng nói, vợ của Trần Thiên Trọng có phải tên là Cảnh Tú Cúc không? Lão Triệu bừng tỉnh gật đầu nói, đúng rồi, là Cảnh Tú Cúc, cậu không nói tôi cũng quên mất. Trên đời này đúng là không thiếu những chuyện không ngờ, Trần Thiên Trọng là chồng của Cảnh Tú Cúc, cha của Trần Tuyết, con trai của Trần Sùng Sơn, anh ruột của Đỗ Thiên Giã, Trương Dương cảm thấy quan hệ bên trong càng ngày càng trở nên phức tạp hắn bỗng nhiên nhớ đến chuyện Tô Viện Viện thay đổi lời khai, lúc trước Tô Viện Viện từ chối làm chứng cho Trần Sùng Sơn, lẽ nào chuyện này có liên quan đến mẹ của cô ta, nếu như thật sự là Trầm Tĩnh Hiền, vì sao bà ta lại thù hận Trần Sùng Sơn? Lẽ nào giữa bà ta và Trần Sùng Sơn cũng có một đoạn quá khứ không muốn cho người khác biết? Chuyện tình cảm trong cuộc sống luôn là một vấn đề phức tạp, sau khi rời khỏi cục thủy lợi, và Trương Dương và Khương Lượng cũng chia tay nhau tại đây, Khương Lượng ngồi xe trở về Giang Thành, còn Trương Dương thì quyết định ở lại Xuân Dương một ngày, hắn muốn điều tra rõ chuyện của Trần Thiên Trọng, hắn tin tưởng rằng từ chỗ của cảnh Tú Quốc và Trần Sùng Sơn có thể tìm được đáp án. Trước khi Trương Dương đến núi Hắc Giả có gọi điện thoại, được báo cho biết là cảnh Tú Quốc không ở nhà, bà ta nhân lúc được nghỉ Tết Nguyên Đán, đã đến Kinh Thành thăm con gái Trần Tuyết, Trương Dương chỉ có thể lái xe đến núi Thanh Thai, hắn và Trần Sùng Sơn là bạn lâu năm, trong chuyện này Trần Sùng Sơn hẳn là sẽ không gạt hắn mấy năm nay khai thác du lịch tại núi thanh thai đã có quy mô tương đối còn hơn là ở chân núi nữa đường đi bên này cũng được xây dựng tốt hơn nhiều những đoạn đường nguy hiểm ngày xưa bây giờ đã được cải tạo trên diện rộng rồi đường rộng và bằng phẳng không còn những khúc cua quanh co nữa trương dương vừa lái xe vừa thưởng thức sự thay đổi của núi thanh thai xe cộ đến nơi này du ngoạn rõ ràng là gia tăng không ít hai bên đường cũng mọc lên không ít những hàng quán ảnh hưởng của du ngoạn núi thanh thai đã càng lúc càng lớn Trương Dương bỗng nhiên nhớ ra chuyện lúc đầu thuyết phục An Lão đầu tư vào du lịch cho núi Thanh Thai, xem ra phán đoán của bọn họ lúc đầu là chính xác, tài nguyên thiên nhiên tuyệt hảo trên núi Thanh Thai quả nhiên là một bảo tàng khổng lồ dùng mãi không bao giờ cạn. Khi xe ô tô tiến vào đường lên núi, thấy được tấm ảnh thật lớn của đại sứ hình tượng Hà Hâm Nhan trên núi Thanh Thai, Trương Dương cười tủm tỉm nhìn một hồi, muốn lên núi thì phải mua phiếu tại chỗ này, cái này được bắt đầu vào tháng 6 năm nay, bây giờ đang là mùa ế khách cho nên một phiếu chỉ 20 đồng, mùa đông khách thì 30 đồng, xem ra thương nghiệp hóa du lịch là xu thế tất yếu. Trương Dương mua phía, lái xe dọc đường núi mà đi, bây giờ ô tô đã có thể trực tiếp chạy dưới mây xanh rồi, Trương Dương cũng không đến thôn thanh hà nhìn những người thân hàng xóm, hắn biết những người dân nơi này rất nhiệt tình, nếu như biết hắn đến, thì ngày hôm nay khẳng định sẽ mở tiệc tiếp đãi thịnh tình, và hắn tất nhiên là không cách nào thoát thân. Khu giải trí điện ảnh truyền hình hiện đại hóa đang được khởi công xây dựng, khu giải trí này là hạng mục đầu tư của Hải Sắt Phu Nhân, bởi vì đang là mùa đông, cho nên công trường tạm thời đình công, cả một công trường lớn trông rất vắng vẻ. Mục đích chủ yếu của Trương Dương ngày hôm nay chính là đi đến gặp Trần Sùng Sơn, hắn cũng không có nhiều quan tâm đến việc khác cho lắm. Đường đi được phủ đầy tuyết trắng, tuy rằng đường xá hơi lầy lội khó đi, nhưng mà vẫn còn tốt hơn đường núi ở Lô Gia Lương rất nhiều trương dương đột nhiên đến làm cho trần sùng sơn rất là bất ngờ ông ta và lão đạo sĩ lý tín nghĩa đang đứng trên đỉnh thanh vân ngắm tuyết nói chuyện phiếm lão đạo sĩ lý tín nghĩa thấy trương dương đến cũng vô cùng mừng rỡ cười ha hả đón tiếp vô lượng phật trương thí chủ đã lâu không đến rồi trương dương lúc đi qua tử hà quan phát hiện ra tử hà quan đã được tu sửa hoàn toàn mới bây giờ thấy lý tín nghĩa phát hiện ra ông ta cũng mặc đạo bào mới xem ra tình huống kinh tế tại tử hà quan đã được cải thiện rõ rệt Trương Dương mỉm cười nói, chào đạo trưởng, đã lâu không gặp, đạo trưởng càng ngày càng phát ra tiên phong đạo cốt nha, xem ra cũng sắp thành tiên rồi. Lý Tín Nghĩa cười một tiếng, nói, sao tôi nghe thế nào cũng giống cậu đang chù tôi vậy. Trần Sùng Sơn cũng cười, ông ta vỗ vai của Lý Tín Nghĩa nói, ông đúng là lão đạo sĩ mũi châu, càng sống thì càng hồ đồ, lý tưởng cao nhất của người tu đạo các ông không phải là thành tiên sao. Trương Dương đang chúc phúc cho ông đó, Lý Tín Nghĩa mỉm cười nói, thành tiên thành Phật, không có ý nghĩa, tôi bây giờ thấy vui sướng còn hơn thần tiên nữa. Trương Dương kêu một tiếng bác Trần, Lý Tín Nghĩa nói, hai người trò chuyện đi, tôi trở về Tử Hà Quan làm chút chuyện, tối nay ngủ lại trên núi nhé, tôi còn có chuyện muốn nói với hai người. Trần Sùng Sơn nói, tôi đã làm vài món ăn quê, buổi tối để lão đạo sĩ ông nếm thử. Lý Tín Nghĩa cười tủm tỉm nói, đợi lát nữa tôi đem hai bình rượu ngon nhất đến. Tôi thích uống rượu với Trương Dương nhất. Lý Tín nghĩa đi rồi, Trần Sùng Sơn kêu Trương Dương vào trong nhà đá, ông đốt chậu than lên, Trần Sùng Sơn năm nay cũng đã 72 tuổi rồi, nhưng mà thân thể vẫn rất cường tráng, hai năm nay Trần Sùng Sơn rốt cục đã giải quyết xong tâm sự rồi, con trai mất tích cũng có thể tìm được, cháu gái cũng đậu vào Thanh Hoa, sang năm là tốt nghiệp rồi, đa số thời gian của ông đều chuyên tâm vào chuyện du ngoạn sơn thủy, săn bắn giải trí, viết chữ vẽ tranh, cả ngày sống rất tiêu dao tự tại trần sùng sơn pha một ấm trà cười nói trương dương gần đây ta có viết một bức tranh chữ lát nữa đưa cho con đánh giá một chút trương dương nói bức chính đại quang minh ấy con đã thấy rồi rất là thích lúc con đi bác trần nhất định phải tặng cho con một bức trần sùng sơn cười ha hả nói người trong quan trường như con ai cũng thích tranh chữ cả ông ta tìm hai cái chén trà rót đầy cả hai đưa một chén cho trương dương mỉm cười nói sao lại đột nhiên đến thăm ta thế Trương Dương nói, bác Trần, con muốn mời bác xem một tấm ảnh chụp. Trần Sùng Sơn gật đầu, Trương Dương cầm lấy tấm ảnh đưa qua, Trần Sùng Sơn cầm lấy tấm ảnh, khi ông nhìn thấy rõ tấm ảnh, tay của ông đột nhiên run lên một cách không tự chủ, cố gắng khống chế lại nội tâm kích động của mình, nói tấm ảnh này con lấy ở đâu ra. Trương Dương nói, ngày hôm qua con đến thôn Thạch Hoa, tám người thanh niên tri thức trong tấm ảnh này đã từng đi đến thôn Thạch Hoa, con tìm được một vị bên trong, từ chỗ của người đó con biết đến một người tên Trần Thiên Trọng. Trần Sùng Sơn hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào tấm ảnh Thiên Trọng là con ta. Trước khi Trương Dương đến đây đã xác định được điểm này rồi, cho nên hắn cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Hắn thấp giọng nói, bác Trần, có thể bác cho rằng chuyện này không liên quan đến con, nhưng mà chuyện này rất quan trọng đối với con, con nhất định phải làm rõ ràng, vào năm 66 những thanh niên tri thức đến thôn Thạch Hoa đã từng xảy ra chuyện gì, con cần phải tìm hiểu tình hình cụ thể vào thời điểm đó. Trần Sùng Sơn gật đầu nói, thiên trọng quả thật ở trong đội thanh niên tri thức đến thôn Thạch Hoa năm 66, ở trong đội 3 năm, sau đó thông qua sự trợ giúp của một người bạn ta, nó đã đến Xuân Dương làm công tác tại Cục Thủy Lợi, rồi sau này quen với Tú Cúc. Cái Trương Dương thật sự quan tâm chính là chuyện đã xảy ra tại thôn Thạch Hoa của Trần Thiên Trọng, Hắn chỉ vào Trầm Tĩnh Hiền trong tấm ảnh nói: "Bác Trần, bác có nhận ra bà ta không?" Trần Sùng Sơn nheo hai mắt lại, cẩn thận nhìn rõ một chút, thấp giọng nói: "Trầm Lương Ngọc, cô ta là mối tình đầu của Thiên Trọng, hai người đã từng có ý định kết hôn với nhau, nhưng sau đó bởi vì ta, cho nên Thiên Trọng bị liên lụy, hai người chia ly, ta chỉ gặp qua đứa con gái này một lần, là một đứa con gái rất đẹp." Trương Dương thiếu chút nữa đã nói ra rằng người con gái trong tấm ảnh đó chính là Trầm Tĩnh Hiền mà con gái của trầm Tĩnh hiền tô viện việt lúc trước thiếu chút nữa đã làm hại trần sùng sơn nhưng mà chữ ra đến miệng trương dương lại mạnh mẽ nuốt vào trong họng hắn cảm thấy nói chuyện này cho trần sùng sơn không thích hợp cho lắm tốt nhất là đừng cho lão nhân ra biết được sự thật ở phía sau thì hơn trần sùng sơn nói thiên trọng là một đứa rất trọng tình cảm là người rất thông minh nhưng mà chuyện tình cảm thì phải theo ý trời ta nhớ kỹ lúc trước khi nó chia tay với trầm lương ngọc nó đã rất đau khổ trần sùng sơn thở dài nói lúc đó tình cảm của ta không được tốt những đứa nhỏ này đều bị ta làm ảnh hưởng đến niên đại này tình cảm đã trở nên bạc như tờ giấy ông dừng lại một chút nói tiếp sau khi thiên trọng và trầm lương ngọc chia tay một thời gian nó vẫn không được giải thoát mãi cho đến sau này có một ngày nó đột nhiên uống say nói cho ta biết trầm lương ngọc đã kết hôn rồi qua vài ngày nữa nó đã hoàn toàn từ bỏ rồi về sau quen với mẹ của trần tuyết trương dương nhẹ giọng nói trần tuyết có biết việc này không Trần Sùng Sơn lắc đầu nói, ta chưa từng nói qua, Thiên Trọng cũng không có nói với mẹ của Trần Tuyết, nếu như không phải là con đưa ra tấm ảnh này, thì ta cũng sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện này. Trương Dương vỗ vỗ mở u bàn tay của Trần Sùng Sơn, hắn cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện tiếp theo, thì ra là Trầm Tĩnh Hiền có một đoạn tình duyên oan nghiệt với Trần Thiên Trọng, chuyện này mặc dù có tiến triển rất lớn, nhưng mà cái Trương Dương muốn điều tra thật sự lại chính là Vương Quân Giao, rốt cục là Vương Quân Giao và hứa thường Đức có quan hệ như thế nào. Tối hôm đó Trương Dương cũng không nóng lòng rời đi, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đã tự mình xuống bếp làm đồ ăn, tiếp đáy vị bằng hữu đã lâu không gặp này. Cái Lý Tín Nghĩa quan tâm nhất chính là bệnh tình của An Ngữ Thần. Lúc nói chuyện này với Trương Dương, Lý Tín Nghĩa không khỏi than ngắn thở dài. Trương Dương, lúc ta còn sống thật sự muốn có thể thấy được bệnh tình của tiểu yêu khỏi hẳn, Trương Dương có thể hiểu được tâm tình của lão đạo sĩ, dù sao ông ta cũng là ông chú của An Ngữ Thần mà, Trương Dương nói. Đạo trưởng yên tâm, Tôi đã đáp ứng với An Lão, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu yêu." Lý Tín Nghĩa nói, "Mấy thứ tôi đưa cho cậu, cậu có xem chưa?" Trương Dương gật đầu nói, "Xem rồi, nhưng mà không hiểu gì cả, thật ra thì Trương Dương đã có chút lĩnh ngộ và quyển nội công tâm pháp mà Lý Tín Nghĩa đưa cho hắn, nhưng mà lần trước thử hợp thể song tu với Tần Thanh, bởi vì công lực cách biệt quá lớn, cho nên đã sinh bệnh một trận, Trương Dương bởi vậy cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều." Lý Tín Nghĩa nói, thuật luyện khí của đạo gia có thể truyền miệng đến thời đại này, cũng đã trở nên mơ hồ rất nhiều, nhưng ta tin rằng thông qua luyện khí có thể đả thông kinh mạch. Trương Dương mỉm cười nói, nếu như thật sự có thể làm như vậy, thế thì còn có thể được trường sinh đấy. Lý Tín Nghĩa nói, không khoa trương như vậy. Trương Dương nói, nếu có thể đả thông kinh mở ga 5 c thì có nghĩa là kinh mạch thông suốt, chẳng phải là có thể trường sinh bất lão sao. Lý Tín Nghĩa nói, ít nhất là ta không làm được. Trần Sùng Sơn mỉm cười nhìn Lý Tín Nghĩa, lão đạo sĩ tuy rằng trốn lên núi đã lâu rồi, nhưng mà tình cảm trong lòng ông ta vẫn khó có thể dứt bỏ, thật ra thì đâu chỉ riêng Lý Tín Nghĩa, bản thân Trần Sùng Sơn cũng ẩn cư trên núi Thanh Thai nhiều năm, gửi gắm tình cảm tâm sự vào trong sông núi, vốn tưởng rằng có thể quên được tình cảm Trần Thế, ân ân oán oán, nhưng mà tin tức của mỗi một chuyện trong nhà đều làm dao động nội tâm của ông, quên tình, nói thì dễ, chân chính làm được thì có mấy người. Trương Dương nói, bác Trần, lần này bác nhất định phải viết cho con một bức đấy. Trần Sùng Sơn cười nói, viết chữ trước mặt con làm cho ta luôn có cảm giác như múa rìu qua mắt thợ vậy. Trương Dương cười nói, bác Trần khiêm tốn rồi, múa rìu qua mắt thợ phải là con mới đúng, bình thường con có thể tĩnh tâm, viết được tranh chữ rất ít, bây giờ tay cương tâm động, ánh mắt lại nhìn lung tung, không lúc nào yên ổn, thấy bức tranh chữ do bác viết cho bí thư đỗ vài lần, con thật sự là thích không chịu nổi, lúc đó con còn muốn lấy bức tranh ấy đi, tiếc là bí thư đỗ cũng không chịu bỏ thứ yêu thích. Trần Sùng Sơn biết tên nhóc này đang nịnh mình, nhưng mà nghe cũng vô cùng thích, ông gật đầu nói, mượn cảm giác say, ta viết cho con hai chữ. Lý Tín Nghĩa nói, đi viết đi, đi viết đi, ta tiếp tục uống rượu với Trương Dương. Trần Sùng Sơn cười lắc đầu nói, lão đạo sĩ mũi trâu này nhìn thế nào cũng không giống một người xuất gia. Lý Tín Nghĩa uống vài ngụm rượu vào, mặt có chút đỏ lên, hai con mắt càng trở nên phát sáng hơn nữa. Ông nâng ly rượu lên hớp một ngụm lớn, mượn rượu thấp giọng nói, cậu nói xem, nếu tiểu yêu lập gia đình, thì có thể có cơ may hay không? Trương Dương nói, ý của ông là. Lý Tín Nghĩa nói, quyển phổ kia, hẳn là có chút công dụng, nhưng nếu nó không lấy chồng, thì làm sao mà tu luyện được đây? Tuy rằng da mặt của Trương Đại Quan Nhân rất dày, nhưng mà Lý Tín Nghĩa nói thẳng ra như vậy trước mặt của hắn, cũng làm cho hắn không khỏi đỏ mặt lên, lão đạo sĩ này lúc trước đưa cho mình quyển sách kia thì ra là có dụng ý này. trương đại quan nhân xấu hổ ho khan một tiếng, giả bộ như nghe không hiểu lời nói của lý tín nghĩa, nâng ly rượu lên nói: đạo trưởng, tôi kính ông một ly. lý tín nghĩa vẫn không buông tha cho trọng tâm của câu chuyện này, ông ta thấp giọng nói: trương dương, cậu thấy cháu gái của tôi thế nào? da mặt của trương đại quan nhân bắt đầu thấy nóng lên. à, à tốt. lý tín nghĩa nói: tôi nhìn ra được là nó rất thích cậu. Trương Dương thật sự đúng là chịu thua Lý Tín Nghĩa rồi, lão đạo sĩ này là người xuất ra sao? Trương Dương cười ha hả nói, tôi là sư phụ của cô ấy, cô ấy đương nhiên thích tôi rồi. Lý Tín Nghĩa nói, cậu đừng giả ngu với tôi, nó thích cậu không phải là thích theo kiểu tầm thường, là cái loại này, cậu hẳn là hiểu được. Trương Đại Quan Nhân không muốn tiếp tục tham khảo cái đề tài trọng tâm câu chuyện này với lão đạo sĩ nữa, thằng nhãi này chính nghĩa hùng hồn nói, đạo trưởng, uổng công tôi vẫn luôn tôn kính ông, sao ông có thể nói ra loại chuyện này, tôi là sư phụ của tiểu yêu, nhất nhật vi phu trung thân vi phụ, ông xuyên tạc quan hệ thuần khiết của chúng tôi, đạo trường, tôi thật sự là quá thất vọng rồi, thất vọng cực độ. Đúng là hay thật, mấy lời nói đầy chính nghĩa của trương đại quan nhân đã thật sự làm cho lão đạo sĩ bị chấn động, lý tín nghĩa nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nhận ra hắn nói thật hay giả. Lúc này đến lượt lão đạo sĩ xấu hổ, xem ra Trương Dương và Tiểu Yêu thật sự là quan hệ sư đồ thuần khiết rồi, ông suy nghĩ nhiều quá, mặt già của Lý Tín Nghĩa đỏ lên, cảm thấy rằng trên đời này chưa bao giờ mất mặt như bây giờ cả, vậy. Vậy, ha ha ha, lão đạo sĩ quanh co vài chữ, rồi tự nhiên bật cười ha hả lên, nụ cười của ông làm cho Trương Dương sừng sốt, Trương Dương hỏi ông cười cái gì vậy? Lý Tín Nghĩa cười đến nổi nước mắt sắp chảy ra luôn, ông vỗ vỗ vai của Trương Dương nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, không uổng công tôi coi cậu là bạn, vừa rồi tôi cố ý khảo nghiệm cậu, nghe thấy cậu nói như vậy tôi cũng an tâm rồi cậu biết đấy tôi hiểu rõ tiểu yêu nhất đương nhiên là sợ người khác ăn hiếp nó có ý đồ với nó sự gian xảo của lão đạo sĩ đúng là có thể thấy được bằng mắt thường luôn rồi trong lòng trương dương nói được rồi ông đúng là một kẻ dối trá khẳng định là bị tôi nói vậy nên nói che lại sợ không tìm được lý do để rút lại mặt mũi đây mà trương dương cười tủm tỉm nói đạo trưởng ông đúng là không có phúc hậu ngay cả tôi mà ông cũng không tin sao lý tín nghĩa gật đầu nói bây giờ tin trương dương đừng trách móc quan tâm quá hóa loạn mà tôi nói cái này cậu cũng đừng coi là thật cũng đừng giận tôi trương dương nói sao dám sao dám đạo trưởng tuy rằng tuổi của tôi còn trẻ nhưng mà mấy cái như ngũ thường tôi cũng hiểu được cho đến bây giờ vẫn chưa có làm những việc không nên làm khảo nghiệm như vậy về sau cố gắng đừng dùng thì tốt hơn tôi thật sự không có gì cả nhưng nếu như để cho tiểu yêu biết vậy ông bảo thầy trò chúng tôi về sau làm sao mà gặp mặt được nữa. Lý Tín Nghĩa đúng là bị Trương Dương làm cho nghẹn họng rồi, trong lòng cảm thấy xấu hổ, xem ra Trương Dương đối với tiểu yêu thật sự không có chút tàn niệm nào hết, ngược lại là do ông suy nghĩ quá nhiều thôi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng có chút thấp thỏm, nếu như nói hắn đối với An Ngữ Thần mà không có chút suy nghĩ gì thì đó là giả, nhưng mà mỗi lần gặp mặt An Ngữ Thần, cái đầu tiên hắn suy nghĩ lại chính là sinh mệnh gắn liền với An Ngữ Thần đã không còn dài, đương nhiên là sẽ không còn tâm tư để suy nghĩ nhiều đến cái khác nữa. Trong khoảng thời gian này, lúc bọn họ gặp lại nhau, thậm chí là ngay cả nói cười cũng rất ít. Nhưng mà từ trong chỗ sâu ở đáy lòng trương dương, an nữ thần vô cùng quan trọng. Hắn sẽ dùng hết khả năng lớn nhất của mình để cứu lấy sinh mạng của cô. Lý tín nghĩa cảm thán nói: Trương Dương à, mệnh của tiểu yêu rất khổ, tôi sợ sẽ phải đi trước nó. Đến lúc đó, trên đời này còn ai quan tâm nó, bảo vệ nó? Trương Dương nói: Đạo trưởng, lục căn của ông không tịnh, xem ra không cách nào đắc đạo thành tiên rồi. Lý Tín Nghĩa thấp giọng nói: Tôi mặc kệ thành tiên cái gì, tôi chỉ muốn đứa nhỏ này được bình an thôi. Nhìn biểu tình chân thành tha thiết của Lý Tín Nghĩa, Trương Dương cũng không cười nổi. Tình thân quả đúng là thứ chân quý trên đời này. Trần Sùng Sơn đưa cho Trương Dương một bức tranh, bên trong chỉ ghi hai chữ lớn, phong tình, nét chữ liền mạch, cứng cáp đầy lực. Trương Dương cũng thích bức tranh chữ này. Thật ra hai chữ này thì cả đời Trương Dương Vĩnh Viễn không bao giờ làm được cả, mà nó cũng như đang miêu tả nội tâm của Trần Sùng Sơn vậy. Lý Tín nghĩa thấp giọng thì thầm, vong tình, quên tình, hỏi thế gian tình là gì mà làm cho người ta sống chết vì nhau. Trên đời này kẻ thật sự có thể vong tình được mấy ai? Trần Sùng Sơn nói với ý tứ sâu xa, vong tình cũng không có nghĩa là vô tình, ta tặng con hai chữ này, chỉ là nhắc nhở con không nên bị tình cảm làm phức tạp thừa dịp trẻ tuổi, làm một vài việc, làm đại sự. Trương Dương cười nói, vậy hai chữ này về sau sẽ là lời dân của con. Trương Đại Quan Nhân khẳng định là không cách nào vong tình rồi, cho nên hai chữ này khẳng định không thể trở thành lời dân của hắn, chỉ là Đỗ Thiên Giã từ lâu đã đem bốn chữ chính Đại Quang Minh làm tiêu chuẩn sống của mình rồi. Đỗ Thiên Giã cười tủm tỉm nhìn hai chữ mà cha tặng cho Trương Dương, nhẹ giọng nói, tôi thấy, lão nhân gia nhất định nhìn ra là cậu đa tình quá mức, làm tình quá độ, cho nên mới tặng cho cậu hai chữ này, nhắc cậu nên thu tay lại một chút trong phương diện tình cảm. Trương Dương lắc đầu nói, trong phương diện tình cảm tôi lúc nào cũng nghiêm túc cả, bí thư đỗ, bác Trần có nói, phong tình cũng không phải là vô tình, ông ta tặng cho tôi hai chữ này, chính là kêu tôi loại trừ những tình cảm phức tạp, thừa dịp lúc còn trẻ, vì đảng, vì dân, vì nước làm một vài chuyện có ý nghĩa. Đỗ Thiên Giã nói, vậy cậu nhất định không nên làm thất vọng ông ấy. Trương Dương cẩn thận cất bức tranh chữ vào, Đỗ Thiên Giã nói, lão đệ, sáng nay tôi còn phải học, không thể hàn huyên lâu với cậu. Trương Dương nói, ông cứ bận việc của ông đi, tôi đến nơi này là để nói cho ông biết một việc, về tấm ảnh chụp đó. Thằng nhãi này cố ý dừng lại một chút. Đỗ Thiên Giã nói, lần này đến thôn Thạch Hoa có kết quả rồi chứ. Trương Dương nói, cha được một phần, hơn nữa còn có quan hệ tương đối lớn với ông. Đỗ Thiên Giã nao nao, vô luận thế nào thì ông ta cũng không ngờ rằng chuyện này có liên quan đến mình thấp giọng nói nói nghe một chút đi có liên quan gì đến tôi trương dương nói ông có biết mình có một đại ca tên là trần thiên trọng không đỗ thiên giã nói tôi nghe lão gia tử nói qua sao thế anh ta cũng có ở trong ảnh chụp đỗ thiên giã bất chợt liên tưởng đến cái gì đó trương dương gật đầu đem tấm ảnh ra chỉ vào hình trần thiên trọng cho đỗ thiên giã nhìn đây là đại ca của ông Đỗ Thiên Giã thật sự có chút chấn động, từ trước đến giờ ông ta đều biết về sự tồn tại của vị đại ca này, nhưng mà bởi vì đại ca qua đời từ lâu, cũng không để lại bất kỳ ảnh chụp nào hết. Tuy rằng ông cũng có tò mò, nhưng cũng không dám nhắc về chuyện này trước mặt của cha, sợ rằng chuyện này sẽ lại lôi ra ký ức đau khổ của cha, ông thật sự không ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến đại ca của mình. chương 622, Bút Hội Trương Dương hiểu ra khẳng định là chưa hôm nay mình biểu hiện ra vẻ khoác loác ở khách sạn Thụy Long, chuyện đó thông qua vị lão tiên sinh dâu bạc kia truyền ra ngoài, cho nên mới kinh động tới danh nhân giới hỏa của thành phố Nam Vũ. Giới thư hỏa cùng giới võ thuật cũng không khác nhau lắm, đám người kia ở mặt ngoài nói là luận bàn, nhưng trong lòng khẳng định là không phục đối với mình, không chừng còn suy nghĩ thủ đoạn gì làm cho mình khó chịu nổi. Viên Chi Ngô mời bọn hắn tiến vào trong phòng, Bên trong phòng đã có vài vị danh nhân giới thư họa Nam Vũ ngồi chờ, trong đó có một vị chính là lão đầu dâu bạc bình luận ủng hộ Ngưu Tuấn sinh ở khách sạn Thụy Long trưa nay, vị lão tiên sinh này gọi là Hạ Ngôn Băng, quá khứ từng là phó viện trưởng viện thư họa tỉnh Vân An, rất có danh tiếng trong giới thư họa ở Vân An, lão và viên chi ngô lại là quan hệ sư huynh đệ, cùng theo học quốc họa đại sư Tiêu Bá Long, trưa nay Hạ Ngôn Băng ở Thụy Long cổ vũ cho Ngưu Tuấn sinh, không thể tưởng được giữa đường lại nảy ra một gã trình rào kim gặp phải trương dương tuổi trẻ khí thịnh càng làm cho lão không thể tưởng được chính là chàng trai trẻ tuổi này chẳng những nhãn lực xuất sắc hơn nữa một tay viết chữ ra lại càng tuyệt đẹp hôm nay hạ ngôn băng có thể nói là mất hết mũi ở khách sạn thụy long sau khi lão trở về liền nói đến chuyện này với viên chi ngô viên chi ngô nghe nói là chủ nhiệm ủy ban thể dục thành phố nam tích trương dương tự nhiên liên tưởng đến cháu gái thường hải tâm đang công tác tại ủy ban thể dục thành phố nam tích cho nên liền thông qua tầng quan hệ này mời trương dương lại đây Hạ Ngôn Băng cực kỳ sùng bái đối với chữ của Trương Dương, thổi phồng là nhân gian ít có, Viên Chi Ngô biết vị sư huynh này thích nói ngoa, đối với lời của lão ta cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Trương Dương nhìn thấy Hạ Ngôn Băng liền hiểu ra mục đích của bữa cơm này, hắn cười hướng Hạ Ngôn Băng gật đầu nói, "Lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Khuôn mặt già nua của Hạ Ngôn Băng không khỏi có chút đỏ lên, lão ha ha cười nói, "Chủ nhiệm Trương, đêm nay cũng không phải là ngẫu nhiên gặp mặt." Tôi nghe nói viện trưởng viên mời ngài ăn cơm, liền đặc biệt chủ động xin đi tới đây bồi rượu. Trương Dương cười cười, mọi người ngồi xuống, viên tri ngô giới thiệu từng người trong mấy vị danh gia thư hỏa kia với Trương Dương. Trương Dương cũng tỏ ra rất khách khí, nhưng là hắn cũng không có đặc biệt hứng thú với đám người này. Đúng như lời viên phân kỳ trên đường đã nói, hiện tại người thực sự nghiên cứu học vấn trong viện thư hỏa cũng không nhiều. Viên phân kỳ bởi vì nguyên nhân vai vế, đêm đó gánh vác trách nhiệm rót rượu sau khi rót vài chén rượu lót dạ, hạ ngôn băng nói, chủ nhiệm trương, tôi nghe nói ngài là cao đồ của thiên trì tiên sinh. Bởi vì lời nói kia của Trương Dương trưa nay ở khách sạn Thụy Long, cho nên hạ ngôn băng mới có câu hỏi như thế. Trương Dương cười nói, lúc ở Thụy Long đó là tôi nói đùa, tuy rằng tôi rất muốn bái lão nhân ra ông ấy làm sư phụ, nhưng chút trình độ của tôi, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của đại sư, nói đùa thôi, hạ tiên sinh không nên cho là thật trừ bỏ thường hải tâm ra những người khác đương nhiên không tin trương dương có quan hệ gì đối với thiên trì tiên sinh bất quá trưa nay hạ ngôn băng tận mắt nhìn thấy tấm thư pháp kia của trương dương viết ra chỉ riêng theo tiêu chuẩn bức chữ mà nói hạ ngôn băng tự than thở không thôi lão vốn rất tự tin đối với trình độ thư pháp của mình không dám khoe khoang nhưng ở trong phạm vi tỉnh vân an lão cho rằng là trình độ của mình là vững vàng ở ba vị đầu ở trong lòng lão thực sự chịu phục cũng chỉ có vị sư đệ này của lão Viện trưởng viện thư họa thành phố Nam Vũ viên Tri Ngô, cho nên sau khi rời khỏi khách sạn Thụy Long, lập tức đem chuyện này nói cho viên Tri Ngô. Những danh gia giới thư họa này cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện trong nghề chuyên nghiệp của bọn họ. Viên Tri Ngô đối với thư họa lại càng là kẻ si mê, cho nên sắp xếp bữa tiệc này lấy cớ mời Trương Dương khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy chân, trên thực tế là muốn tận mắt nghiệm chứng xem trình độ thư pháp của Trương Dương có phải thật sự lợi hại như lời sư huynh nói hay không. Ở đây có một người là ông chủ của đào nhiên cư, người này cũng là nhân viên làm việc tổng viện thư họa, họ giang tên là Phương Thành. Giang Phương Thành đề nghị nói, cơ hội ngày hôm nay thật sự là hiếm có, nếu không như vậy đi, tôi bảo người phục vụ chuẩn bị giấy và bút mực, sau khi chúng ta ăn cơm xong, sẽ mượn hứng rượu để làm một cái bút hội hội thi vẽ tranh chữ, được chứ? Trương Dương còn chưa nói gì, viên chi ngô đã dẫn đầu gật đầu nói tốt, mỗi người chúng ta đều tham gia. Phân kỳ, con cũng tham gia đi. Viên phân kỳ có chút khó xử nhíu mày, hắn hiện tại chủ công chính là tranh tây, theo chân đám người bọn họ quả là không hợp nhau. Nếu Trương Dương sớm biết tiệc tối nay là vì chuyện này, hắn sẽ không tới, hắn cảm thấy rất nhàm chán, thư pháp của mình cũng cần không phải triển lãm ở trước mặt mọi người, hắn không cần cái hư danh đó, thường hải tâm cũng nhìn ra được hắn có chút không tình nguyện, lúc ăn cơm chiều xong, thường hải tâm nhỏ giọng nói cậu em là một si nhân về mặt thư họa, anh cứ viết ra một hai chữ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ông ấy đi. Nếu Thường Hải Tâm đã mở miệng, Trương Dương đương nhiên không tiện cự tuyệt, hắn cười cười nói, chỉ sợ chút tài năng của tôi lấy ra cũng chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Thường Hải Tâm nói, anh nhất định làm tốt, em có lòng tin đối với anh, anh làm cái gì cũng có thể làm tốt. Trương đại quan nhân lặp lại nói, làm cái gì cũng có thể làm tốt. Thường Hải Tâm tự ý đổ sâu xa từ trong mắt hắn chợt lĩnh hội được cái gì đó mặt hơi đỏ lên phun phì phì nói anh là đồ xấu xa. Trương đại quan nhân nhìn thấy thần thái nữ nhi thẹn thùng của thường hải tâm, trong lòng không khỏi rung động, có điều trong trường hợp này, hắn cũng không dám công khai cùng thường hải tâm liếc mắt đưa tình, hắn hắng giọng một cái nói, đi, bất luận chữ viết của tôi thế nào, hôm nay chúng ta cũng nên viết vài tấm tranh chữ, tôi mang về nam tích tặng bạn cũng tốt. Nói là bút hội, nhưng thật ra là cơ hội khoe mẽ, để cho Trương Dương biểu diễn, trừ bỏ hạ ngôn băng đã thấy tận mắt biết qua thư pháp của Trương Dương ra, ai cũng không thật sự tin tưởng người trẻ tuổi lại có trình độ thâm hậu trên thư pháp. Xuất phát từ lễ phép, Giang Phượng Thành lên đài trước tiên, sau khi kinh doanh, lão chỉ có thể được coi là nửa người giới thư họa, cầm lấy bút, vẽ một bức tranh hoa điểu, giành được một chàng khen ngợi. Viên Chi Ngô nói, Phượng Thành huynh, xem ra bản lĩnh ngày xưa của anh còn chưa có đi xuống. Giang Phượng Thành cảm khái nói, không, tinh thông nghề cần chăm rèn luyện, trình độ hiện tại của tôi chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề, bất quá thân là địa chủ, tôi nên thả con tép, bắt con tôm. Người làm công tác văn hóa nói chuyện cũng là ra vẻ nho nhã, nghe thật khiêm tốn nhưng vẻ mặt vẫn là toát ra vài phần đắc ý. Ánh mắt của viên chi ngô dừng ở trên mặt con trai mình viên phân kỳ. Viên phân kỳ hiểu ý của lão gia tử, là muốn cho hắn cũng vẽ lên vài bút, viên phân kỳ lắc đầu giống như lắc chống cha, con học vẽ tranh tây, con không vẽ được cái này. Hạ ngôn băng nói, phân kỳ, không phải cháu đã học qua 10 năm quốc họa sao? Tùy tiện vẽ lên một hai bút đi, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem cháu từ nước Pháp trở về đã học được cái gì. Viên phân kỳ nói, cháu học chính là vẽ tranh Tây, bác hạ, không cùng một đường với các bác. Nghệ thuật không có biên giới. Viên phân kỳ, cậu cứ vẽ lên một hai bút đi. Người nói chuyện chính là Trương Dương, thằng nhãi này là e sợ cho thiên hạ không loạt, ôm tâm lý xem náo nhiệt lẫn vào, ấn tượng của hắn đối với Viên phân kỳ chính là rốt nát, là một tên hồ đồ đội lên hai chữ nghệ thuật. Viên phân kỳ nói, "Được rồi, em đành bêu xấu vậy." Hắn đi tới trước giá bức tranh, cầm bút lông lên, từ tư thế lấy bút của hắn, Trương Dương nhìn ra được Viên phân kỳ là rất có bản lĩnh. Thường Hải tâm nhỏ giọng nói cho Trương Dương biết, "Cậu em họ này của nàng 4 tuổi đã bắt đầu học tập tranh Trung Quốc, tổng cộng học tập 10 năm, kỳ vọng của cậu nàng đối với hắn luôn luôn rất lớn." nhưng tới năm 14 tuổi không biết tại sao đột nhiên lại mê tranh Tây, từ đó liền ném tranh Trung Quốc qua một bên, về sau lại vì học tập tranh Tây mà đi châu Âu, quan hệ giữa hai cha con cũng vì vậy mà trở nên tồi tệ. Viên phân kỳ hạ bút lưu loát như nước chảy mây trôi, chỉ chốc lát sau đã vẽ lên một nữ nhân lõa lồ trên giấy tuyên thành, loà nữ cưới lên một con dã thú, bút pháp của hắn không có bất cứ vấn đề gì, dùng mực cũng rất cẩn thận, bất quá này bức họa này thật sự là vẽ chấm phá truyền thần tới cực điểm tất cả lõa nữ đều do thủy mặc hình thành, thoạt nhìn tối đen giống như người da đen, dã thú lại càng khoa trương hơn, nói là một con dã thú, còn không bằng nói là viết ra chữ tượng hình. Vẻ mặt viên chi ngô rất khó coi, lão thật sự là không chấp nhận được bức tranh của con trai, tranh này là cái quái gì, bát nháo, ngay cả tiểu hài tử vẽ cũng không bằng. Mấy người tiền bối giới thư họa hạ ngôn băng cũng đều cười khó xử, không ai không biết xấu hổ mà đánh giá, nếu nói tình hình thực tế thì khẳng định viên chi ngô mất mặt, nếu ngươi nói tốt thì trên tranh này quả thật không nhìn ra ưu điểm gì." Trương Dương lại gần bức họa kia rồi xem tỉ mỉ, hắn xem hiểu, thật sự xem hiểu, tiểu tử viên phân kỳ này có thể vẽ ra bức họa như thế này thật là làm cho Trương đại quan nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, tuy rằng vài nét sổ bút nhưng là hoàn toàn triển lộ ra quan niệm nghệ thuật trong bức tranh này, Trương Dương nói, "Tranh đẹp." Một câu làm cho lực chú ý của tất cả mọi người chú ý đều tập trung vào trên người của hắn, Hạ Ngôn băng thầm nói, tiểu tử ngươi là trợn mắt nói dối, như này còn có thể trầm trồ khen ngợi bức tranh sao? Viên chi ngô thầm nói, ngươi nói móc con ta phải không? Trương Dương nói, viên phân kỳ, em lưu lại khối trắng lớn như vậy, là chuẩn bị viết chữ lưu niệm phải không? Viên phân kỳ cười nói, đáng tiếc thư pháp của em thật sự không đáng nói. Trương Dương tiến lên một bước, về bút lông cừu, mỉm cười nói, anh sẽ phối hợp cho em. Viên phân kỳ lùi về phía sau một bước, cấp cho Trương Dương không gian trống, liền thấy Trương Dương ngưng thần một lát, thoăn thoát viết từng hàng chữ nhỏ trên giấy làm cho người ta tán thưởng sôi nổi. Nhược hữu nhân hề sơn chi, bị tiết lệ hề đái nữ la, ký hàm thê hề hữu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện yểu điệu, thừa xích báo hề tòng văn ly, tân di sa hề kết quế kỳ, bị thạch lan hề đái đỗ hành, chiết phương hình hề di sở tư. Dư sử u chất hề trung bất kiến thiên, lộ hiểm nan hề độc hậu lai, biểu độc lập hề sơn chi thượng. Vân Dung Dung hề nhi tại hạ, Yểu Minh Minh hề khương chú hối, Đông Phong phiêu hề thần linh vũ, Lưu Linh tu hề đảo vong quy. Tuệ Kỳ Yến hề thục hoa dư, Thải Tam Tú hề vu sơn gian, Thạch Lỗi gia hề cát mạn mạn, Oán công tử hề Trướng vong quy. Quân tư ngã hề bất đắc nhàn, Sơn Trung nhân hề phương đỗ nhược, Ẩm Thạch Tuyền hề ấm tùng phách, Quân tư ngã hề nhiên nghi tác. Lôi Điền Điền hề vũ minh minh, Mặc Thu Thu hề huyệt giả minh, Phong Táp Táp hề mục tiêu tiêu, Tư công tử hề đồ ly ưu em không giỏi thơ nên cứ để chữ hán nghe cho hay. Tuy rằng mọi người xem mà không hiểu bức tranh của viên phân kỳ, nhưng mỗi chữ trương dương hành văn viết ra này thì mỗi người đều biết, đây là lấy từ cửu ca của khuất nguyên, trong đó miêu tả một vị mỹ nữ khí chất độc đáo, hậu nhân gọi là sơn quỷ, bức tranh của viên phân kỳ vẽ hẳn là sơn quỷ. Trương Dương viết xong liền đem bút lông gác qua một bên, thư pháp này của hắn phối hợp cùng bức họa này cùng một chỗ sản sinh ra hiệu quả làm cho người ta cảm thấy kỳ diệu, Cả hình ảnh càng xem càng là hài hòa, càng xem càng là thoải mái, bức tranh cùng với thư pháp giống như tan ra làm một thể. Viên Chi Ngô nhìn thấy thư pháp của Trương Dương, rốt cuộc tin tưởng lời nói của sư huynh, công lực của người trẻ tuổi này ở trên phương diện thư pháp quả thực có thể dùng bốn chữ lô hỏa thuần thanh để hình dung. Nhưng mặc dù là thư pháp của Trương Dương xuất sắc như vậy mà đặt cùng một chỗ với bức họa kia của con trai lão, lại không hề có vẻ rơi xuống thấp kém, đây thực là một chuyện kỳ quái. Trương Dương mỉm cười nói: viên phân kỳ, bức họa này của em cũng đủ tả ý, có lẽ đã nghiên cứu không ít ngày đối với văn tử cổ đại của Trung Quốc đi, trong hội họa đã đem nguyên tố thư pháp hợp đi vào, trong các họa tác anh đã thấy, em là người đầu tiên đó. Ánh mắt viên phân kỳ sáng ngời, ở đây có nhiều danh gia giới thư họa như vậy mà cũng không nhìn ra ý tứ của hắn, Trương Dương lại vừa xem đã hiểu, hắn có chút kích động gật gật đầu nói, không thể tưởng được, anh thật đúng là chi kỷ của em. Trương Dương ha ha cười nói, bức họa này, anh để lại. Viên phân kỳ, kỳ thật bản lĩnh quốc họa của em thật sự rất mạnh, vì sao phải bỏ qua sở trường của mình, anh thấy em vẽ tranh Trung Quốc còn có tiền đồ hơn so với tranh Tây. Viên phân kỳ nói, sở thích cá nhân thôi. Tuy rằng viên chi ngô thừa nhận kết cấu dùng ngực dùng bút của con trai cũng không kém, nhưng là lão tuyệt đối không cho rằng bức họa này khoa trương giống như lời Trương Dương như vậy, loại họa tác cổ quái mới lạ này, chỉ có thể hấp dẫn ánh mắt của một ít thanh niên mà thôi, nhất định không thể bày ở nơi thanh nhã. Lúc trở lại khách sạn, Lý Hồng Dương ở trong phòng chờ Trương Dương, Trương Dương nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, hỏi Lý Hồng Dương vì sao không ngủ, cũng là Lý Hồng Dương sợ ngáy ngủ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, muốn đợi Trương Dương đi ngủ rồi ngủ tiếp. Trương Dương không khỏi cười nói, anh đi ngủ đi, tôi là ngủ chìm. Bởi vì ngày mai có trận đấu của vận động viên thể dục thành phố Nam Thích, cho nên Trương Dương đề nghị nhanh chóng nghỉ ngơi, sau khi hai người tắt đèn, không bao lâu Lý Hồng Dương liền đã ngáy khò khò, Trương Đại Quan Nhân gión ra gión rén đi tới bên giường của Lý Hồng Dương, vươn ra ngón tay điểm trúng huyệt ngủ của anh ta, làm cho Lý Hồng Dương ngủ đủ luôn, đương nhiên đây cũng là tránh cho Lý Hồng Dương biết được hành tung của hắn, mình thì lặng yên chạy tới bên trong gian phòng của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm vừa mới tắm rửa xong, nàng sớm có dự cảm, quả nhiên Trương Dương đêm nay lại tiềm nhập vào trong gian phòng của mình, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, đem Trương Dương thả vào gian phòng của mình, khuôn mặt đỏ bừng hướng về phía Trương Dương nói, đã chế thế này rồi, anh còn tới phòng em làm cái gì? Trương Dương nói, không ngủ được, tìm em nói chuyện. Thường Hải Tâm gật gật đầu, ngồi đi. Ánh mắt của Trương Đại Quan nhân hướng lên trên giường liếc một cái, không bằng chúng ta nằm nói. Thường Hải Tâm rũ tóc xuống, chính mình chui vào trong chăn mền, không bao lâu cũng cảm giác được thằng nhãi này cũng sốc lên góc chăn, chui vào trong chăn của mình, lưng thường hải tâm hướng về phía Trương Dương, cảm thấy được cánh tay hắn từ phía sau đưa qua ôm chặt chính mình, thường hải tâm đưa tay tắt đèn ở đầu giường đi, trong bóng đêm nghe thấy Trương Dương nói, em không trách anh chứ. Trách anh cái gì? Trương Dương nói cái đó. Lúc nói chuyện, thân thể có chút khách Trương lao nhanh về phía trước một cái. Trương 662 Thường Hải tâm theo bản năng co rụt về phía trước, anh còn muốn khi dễ em. Trương Dương nói, không có, vào rượu tối hôm qua có vấn đề, bên trong bị người bỏ thuốc, khi Lâm Thanh Hồng đưa chúng ta đến biệt thự hương Hà Vịnh, lúc rót nước cho em, hai người liền bắt đầu cởi quần áo. Thường Hải tâm thẹn đến muốn chui xuống đất, may mắn bây giờ là ban đêm, lại tắt đèn, Trương Dương không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, nàng xoay người, đưa tay che miệng Trương Dương lại, thẹn thùng nói, anh đừng nói nữa. Trương Dương tiếp tục nói, anh điểm huyệt hai người các em, rồi đem Lâm Thanh Hồng đưa đến trong phòng cô ấy, mặc quần áo cho em xong, sau đó lại gọi điện thoại cho trợ lý của Lâm Thanh Hồng, anh cũng lo lắng chuyện này không nói được rõ ràng. Thường Hải Tâm nói, chiếu theo lời anh nói như vậy thì anh thật là một quân tử chân chính rồi. Trong lòng Thường Hải Tâm cũng không tin, một khi đã như vậy thì vì sao tối hôm qua lại xảy ra chuyện kia? Trương Dương nói, nhưng sau khi anh trở về Phát hiện em đã xảy ra phản ứng mẫn cảm, hẳn là phản ứng đối với thành phần mẫn cảm nào trong rượu, anh cũng nghĩ không ra biện pháp khác, hơn nữa em hấp dẫn như vậy, anh lại là người ý chí có chút bạc nhược, cho nên cái kia liền xảy ra. Thường Hải tâm cắn cắn đôi môi anh đào nói, anh hối hận sao? Trương Dương nói, thật sự không có. Có phải anh chưa bao giờ có ý tưởng về phương diện này đối với em hay không? Vậy thì cũng không đúng em còn nhớ buổi tối ở lam sơn anh chui vào trong chăn của em chứ thường hải tâm ừ một tiếng mặt nóng lên trương dương nói kỳ thật đêm hôm đó anh thiếu chút nữa thì không khống chế được sau khi nhìn thấy em liền muốn chuyện này anh có ý đó rồi cho dù không có chuyện đêm qua xảy ra anh cũng không kiên trì lâu đâu nắm tay của thường hải tâm đập vào ngực của hắn một cái nói anh thật xấu xa đã sớm có ý định bất lương Trương đại quan nhân lúc này làm sao có thể không biết thường hải tâm là biểu lộ cái gì đối với chính mình, xoay người một cái lại đem thường hải tâm đè xuống dưới thân. Thường hải tâm dịu dàng nói, không được, người ta, còn, còn đau. Trương Dương nói, anh đặc biệt tới đây đêm nay chính là giúp em giảm đau. Thường hải tâm phun phì phì nói, nói hưu nói vượt, làm sao giảm đau nơi đó chứ? Trương Dương cười tủm tỉm nói, vì giúp em giảm đau, anh đương nhiên phải xâm nhập hổ huyệt lần nữa mặt cười anh xấu lắm, a à, Lý Hồng Dương một đêm này ngủ được rất an ổn, ngày hôm sau tỉnh lại đầu ong ong, gã lại không biết mình bị Trương Dương chế trụ mê huyệt, mở to mắt nhìn nhìn, mới 6 giờ sáng sớm, gã trải lại đầu tóc rối bù, nhìn sang Trương Dương ở bên cạnh, nghe thấy Trương Dương phát ra tiếng ngáy vang dội Lý Hồng Dương không khỏi cười lắc lắc đầu, thầm nói còn nói tôi ngáy ngủ, anh còn ngáy ngủ kinh hơn. Gã cũng không biết, Trương Đại Quan Nhân mới trở về không bao lâu, là cố ý giả bộ cho gã thấy. Lý Hồng Dương gión ra gión rén đứng lên đi đến hướng toilet, gã sợ làm Trương Dương tỉnh, muốn cho vị thủ trưởng trẻ tuổi này ngủ lâu một hồi, nhưng lúc này ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Trương Dương mở hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, ai a, à, cái gì thế? Mới sáng sớm đã quấy dậy người khác ngủ. Lý Hồng Dương cười nói, tôi ra xem, gã hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy Lương Thành Long tập đoàn phong dụ ở bên ngoài. Lý Hồng Dương biết Lương Thành Long là bạn tốt của Trương Dương, nhanh hóng mở cửa phòng ra, cười nói tổng giám đốc lương, làm sao ngài cũng tới nam vũ thế. Sau khi mở cửa mới nhìn thấy bên cạnh lương thành long còn có một người nữa. Trên mặt lương thành long không có vẻ cười, còn chưa tiến vào đã lạnh lùng nói trương dương đâu. Lý Hồng Dương nói, đang ngủ. Lương Thành Long đi nhanh vào, Đinh Triệu Dũng lo lắng hắn sinh sự, nhanh chóng xông về phía trước một bước giữ chặt cánh tay hắn. Trương Dương nghe thấy thanh âm của Lương Thành Long lập tức liền ý thức được thằng nhãi này ngàn dặm xa xôi tìm đến Nam Vũ chính là tính sổ với mình. Hắn vẫn nằm trên giường, đối với việc Lương Thành Long đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lương Thành Long tiến lên tóm chăn mền của hắn một cái rồi nhấc lên, cả giận nói con mẹ nó mày còn ngủ, đứng lên cho tao. Đinh Triệu Dũng nói, Thành Long, anh làm gì thế? Đã nói cần ôn hòa nhã nhặn. Lý Hồng Dương chứng kiến tình huống có chút không đúng lắm, liền cùng đi lên, có chuyện gì từ từ nói, mới sáng sớm không nên tức giận như vậy. Lương Thành Long cũng không hòa nhã với anh ta, đứng qua một bên đi, không liên quan với anh. Lý Hồng Dương nói như thế nào cũng là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục, bị Lương Thành Long trách mắng, mặt liền tối lại, đang chuẩn bị phát tác hai câu thì thấy Trương Dương chậm rãi ngồi dậy trên giường, ngáp một cái nói, lão Lý, anh cứ tránh đi trước, chúng tôi có chút hiểu lầm. Lý Hồng Dương lúc này mới chừng mắt nhìn Lương Thành một cái, lui ra ngoài, ra đến trước cửa vẫn không quên nói một câu, chủ nhiệm trương, có chuyện gì cứ kêu một tiếng, tôi sẽ ở ngoài cửa, cùng lắm chúng ta báo cảnh sát. Trương Dương cười nói, lão Lý, không có chuyện gì đâu, anh đi ăn cơm đi. Lương Thành Long nhìn thấy Trương Dương, nhớ tới mấy tấm hình kia, cơn tức giận nổi lên. Hắn cô nắm tay nói, con mẹ nó mày cũng đáng là bạn tao, con mẹ nó mày làm tao thất vọng. Trương Dương chỉ mặc một cái quần ngủ, hít mắt nhìn Lương Thành Long nói, làm gì? Muốn đánh tao, đến đi, mày đánh thắng được tao sao? Lương Thành Long tức giận liền hướng phía trước đi đến, nhấc chân muốn đá Trương Dương thì bị Đinh Triệu Dũng kéo lại, túm đến giường của Lý Hồng Dương ấn ngồi xuống. Trương Dương chậm rãi đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi nói, tao nói đại lão mày từ xa chạy đến Nam Vũ Chính là vì tự tìm phiền phức sao? Tao làm gì mày? sáng sớm mày đã như chó điên hướng về phía tao cắn càn là sao? Lương Thành Long rút từ trong lồng ngực ra mấy tấm hình ném tới. Trương Dương cầm lấy mấy tấm hình nhìn nhìn nói, mày là tính tin ảnh chụp hay là tính nghe tao giải thích? Lương Thành Long nói, mày dám nói người trong hình kia không phải là mày sao? Trương Dương nói, mày thấy rõ đó, quần áo của tao vẫn mặc chỉnh tề, tôi cả chạm cũng chưa chạm vào Lâm Thanh Hồng một cái lương thành long nói vậy tâm ảnh chụp kia giải thích thế nào đinh triệu dũng phụ họa nói trương dương cậu nói rõ ràng đi vì sao lại có tấm ảnh này chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy ngàn vạn lần đừng bởi vì hiểu lầm mà bị hủy lương thành long cả giận nói tao con mẹ nó không phải bạn của nó trương dương nói lời này là mày nói lương thành long đầu mày có phải có bệnh không mày cũng không động não ngấm lại ai mẹ nó không có việc gì lại cho mày xem loại ảnh chụp này chứ. Người này khẳng định có ý xấu, hoặc là muốn phá hư tình cảm vợ chồng bọn mày, hoặc là muốn phá hư quan hệ giữa chúng ta. Lương Thành Long nói, rồi bọ không thể không đẻ trứng. Trương Dương vừa bực mình vừa buồn cười nói, xem ra mày là thực sự tin tao với vợ mày có gì đen tối. Được, mày nghĩ tao ra sao tao cũng không cần, nhưng tao chưa từng thấy qua người như mày như vậy, rõ ràng không có việc gì làm sao lại phải tìm nón xanh đội lên trên đầu mình chứ đinh triệu dũng nghe thấy câu này không nhịn được cười lương thành long tức giận đến nỗi chừng mắt với anh ta con mẹ nó mày cười cái gì lạc lối không phải là vợ mày trương dương nói lương thành long mày nói như vậy không được đêm hôm đó căn bản chính là một chuyện gặp ngẫu nhiên trương dương đem chuyện xảy ra đêm hôm đó nói một lần từ đầu chí cuối đinh triệu dũng nghe xong nói thành long tôi đã sớm nói với anh rồi chuyện này nhất định là hiểu lầm anh bị người có ý đổ lợi dụng vẻ mặt lương thành long vẫn là bán tín bán nghi trương dương nói nếu mày không tin thì có thể đi hỏi thường hải tâm nếu không tin nữa thì mày đi hỏi trợ lý tào tĩnh của lâm thanh hồng cho dù phẩm chất của tao có đề tiện đến đâu đi nữa tao cũng không xuống tay với vợ mày lúc có thường hải tâm ở đó còn nữa lúc ấy có ba người vì cái gì chỉ chụp tao cùng lâm thanh hồng không chụp thường hải tâm ở đây mày động não chút có được không lương thành long nói thường hải tâm là nhân viên của mày cô ta đương nhiên sẽ nghiêng về phía mày trương dương nói mày nói như vậy thì tao cũng không còn cách nào tao đã nói rõ với mày rồi lâm thanh hồng uống rượu có vấn đề có người bỏ thuốc ở trong rượu của cô ấy nếu còn không tin mày chỉ có thể đi tìm lâm thanh hồng mà hỏi chuyện của hai người bọn mày tao không muốn xen vào lương thành long làm bạn tao thật sự khuyên mày một câu nếu ngay cả chút điểm tín nhiệm ấy với vợ mà mày cũng thì nên ly hôn luôn đi con mẹ nó mày đa nghi nhiều như vậy không phải cả ngày lo lắng đội nón xanh sao đinh triệu dũng ha ha nở nụ cười lương thành long kỳ thật nghe xong lời trương dương giải thích cũng tin bảy tám phần bất quá hoài nghi của hắn đối với những tấm ảnh này vẫn không thể tiêu tan trương dương nói tao còn có việc mày muốn làm gì thì làm đi đừng ở chỗ này làm tao thêm phiền đinh triệu dũng nói thế này đi chúng ta đi tìm thanh hồng giáp mặt hỏi một chút làm cho chuyện này hoàn toàn rõ ràng trương dương chỉ vào tấm ảnh chụp nói thu lại mấy tấm ảnh đi lương thành long mày không sợ dọa người nhưng tao con mẹ nó lại sợ không nói được rõ ràng đó lương thành long cất ảnh đi đứng lên nói chút nữa tao sẽ tìm mày tính sổ lương thành long mới vừa đi lý hồng dương cùng thường hải tâm đều đi vào nhìn thấy trương dương bình an vô sự hai người đều nhẹ nhàng thở ra lý hồng dương không hiểu nội tình lắm nhưng thường hải tâm biết chuyện này vì sao xảy ra trên đường đi tới nhà ăn dùng cơm nàng thấp giọng nói anh không sao chứ trương dương thở dài đem chuyện có người lén chụp ảnh hắn và lâm thanh hồng nói ra thường hải tâm nghe thấy chuyện này thì a à một tiếng mặt xấu hổ đến đỏ bừng dù sao đêm hôm đó nàng đã ở đó nếu có ảnh chụp trương dương cùng lâm thanh hồng như vậy có lẽ nàng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi trương dương đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì nhẹ giọng an ủi nàng nói không cần sợ Chuyện này không liên quan với em." Thường Hải Tâm tức giận nói, những người này quá ghê tởm. Trương Dương nói, thuốc của anh linh nghiệm chứ? Thường Hải Tâm lặng đi một chút, lập tức ý thức được hắn đang nói tới cái gì, xấu hổ bặm môi nói, giữa ban ngày ban mặt anh nói bậy bạ gì đó. Trương Dương ha ha nở nụ cười, hắn cũng không vì chuyện của hai vợ chồng Lương Thành Long cùng Lâm Thanh Hồng làm ảnh hưởng đến tâm tình, ở trên việc của Lâm Thanh Hồng, hắn không thẹn với Lương Tâm không có lỗi với Lương Thành Long, đúng lý hợp tình, cùng có tật giật mình tuyệt đối là hai từ mà hắn trải qua muôn ngàn thử thách mới vừa tổng kết ra. Lúc 8 giờ rưỡi, Nghiêu Trấn Vĩ đúng giờ đi tới trong phòng của Trương Dương, tiến vào nhìn thấy chỉ có một mình Trương Dương, Nghiêu Trấn Vĩ gãi gãi đầu nói, chủ nhiệm Trương, thợ xoa bóp còn chưa tới à. Trương Dương cười nói, cậu Nghiêu, tôi thấy cậu có chút căng thẳng. Nghiêu Trấn Vĩ nói, tôi sợ thành tích trận đấu ngày hôm nay không tốt, làm cho các lãnh đạo thất vọng, trương dương nói cậu lên giường nằm xuống đi như trấn vĩ có chút tò mò nói chủ nhiệm trương làm gì trương dương nói đừng có nhiều lời vô nghĩa như vậy bảo cậu nằm thì cậu nằm xuống đi như trấn vĩ ngại hắn là lãnh đạo chỉ có thể làm theo như hắn nói đi tới bên giường trương dương lại nghĩ tới một chuyện cậu cởi quần dài ra như trấn vĩ đỏ mặt đây là chuyện gì a à, cho dù anh là lãnh đạo cũng không thể bảo tôi cởi quần Ngưu Trấn Vĩ sợ hãi nói, không tốt lắm. Trương Dương nói, nhanh lên, đại lão ra, cậu nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì. Lúc cậu thi đấu, không phải cũng cần cởi quần dài đi. Ngưu Trấn Vĩ do dự trong chốc lát, rốt cục cắn chặt răng, ai bảo người ta là lãnh đạo, cởi quần thì cởi quần, gã buông đai lưng ra, cởi quần ra, sau đó nằm sấp lên trên giường, trong lòng Ngưu Trấn Vĩ vẫn thực không yên, gã bình thường cũng là người yêu thích điện ảnh, đã xem không ít phim trong và ngoài nước, gần đây có xem qua một bộ phim nước ngoài, hình như chính là hai người đàn ông làm gì đó đi, không phải vị trương chủ nhiệm có gì ý tưởng đó chứ. Nghĩ tới như vậy, Nghiêu Trấn Vĩ mặt đỏ tới cổ, trong lòng thầm nói cho dù mình không tham gia trận đấu cũng không thể mất cái đó mặt cười, nếu vị chủ nhiệm trương này thực sự biến thái như vậy, ta con mẹ nó bằng bất cứ giá nào cũng liều mạng với ngươi. Trương Dương đi tới bên giường, Nghiêu Trấn Vĩ đổ mồ hôi lạnh, trên da nổi lên một tầng da gà, hai tay trương dương đặt ở phía sau lưng của gã cảm thấy cơ của gã rất căng biết rằng lúc này khẳng định gã tương đối khẩn trương trương dương cười nói chớ căng thẳng thả lỏng một chút rất nhanh sẽ tốt thôi nghiêu chấn vĩ cắn chặt miệng tim đập thình thịch mình có lẽ phải dũng cảm đứng lên đoạt cửa mà ra đây trương dương dùng đôi tay kìm ở trên lưng của gã thấp giọng nói tôi giúp cậu thả lỏng cậu không cần cùng tôi kháng cự không cần căng cơ trương dương ngắt nhéo thân thể cho gã Nghiêu Trấn Vĩ dưới sự kìm hãm của hắn thì dần dần thả lỏng, gã thấp giọng nói: "Chủ nhiệm Trương, ngài có học qua mát xa?" Trương Dương cười nói: "Tôi đã qua học qua y thuật, tiểu Nghiêu à, để tôi châm cho cậu mấy châm." Nghiêu Trấn Vĩ nói: "Đừng, chốc nữa có kiểm tra." Trương Dương nói: "Kiểm tra có liên quan với châm kim sao?" "Cậu thả lỏng đi, hôm nay nhất định phải đem trạng thái tốt nhất của cậu phát ra, chạy lấy huân chương vàng về cho tôi xem, đừng để cho Nghiêu gia quân kia xem thường." Nghiêu Trấn Vĩ nói, chủ nhiệm trương, tôi thật sự không có bản lĩnh đó, ngài nói như vậy, tôi bị áp lực rất lớn. Trương Dương nói, được rồi, tôi không nói nữa, cậu cứ thoải mái chạy cho tôi, đừng nói chuyện tôi châm kim cho cậu với ai. Nghiêu Trấn Vĩ cũng không muốn để cho Trương Dương châm kim, bất quá nghĩ lại, người không phải là thích gây sức ép sao. Ta hôm nay liều mạng, để cho người châm hai châm cũng không có gì, cứ như vậy, cho dù ta chạy không ra thành tích tốt, cũng có cớ, có lý do. Áp lực trong lòng của Ngưu Chấn Vĩ hai ngày này thật sự rất lớn, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này luôn mồm muốn cho gã lấy huy chương vàng, để cho gã lấy vị trí thứ nhất, Ngưu Chấn Vĩ ngay cả lòng bỏ cuộc cũng đều có. Trương Dương về kim lên, một kim này đâm vào phía trên xương sống của Ngưu Chấn Vĩ, Ngưu Trấn Vĩ chỉ cảm thấy bên hông tê dần, một loại cảm giác lạnh như băng dọc theo xương sống xuyên thấu vào thể nội, gã kinh hãi nói: "A! À, vào rồi, vào rồi." Trương Dương nói: "Cậu kêu cái gì?" tôi còn chưa bắt đầu đâu. Nghiêu Trấn Vĩ dần dần cảm giác chỗ kim đâm vào bắt đầu có chút nóng lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng nóng, gã hoàn thân nói, nóng quá. Còn có chút đau. Trương đại quan nhân không kiên nhẫn nói, cậu nhỏ tiếng chút được không? Đường đường một đại lão ra mà chút đau như vậy cũng không chịu được. Giây phút đau đớn ngắn ngủi đi qua, Nghiêu Trấn Vĩ cảm thấy được dòng khí nóng rực này chảy xuôi dọc theo kinh mạch trong thân thể gã, gã đã có thể chịu được, cảm giác đau đớn nóng rực lúc đầu đã biến mất, ngược lại cảm thấy cực kỳ ấm áp thoải mái dễ chịu. Trương Dương nói, hiện tại cảm thấy thế nào? Ngưu Trấn Vĩ nói, thoải mái hơn, giống như có cái gì nóng hổi lưu động ở trong thân thể của tôi. Trương Dương cười cười, sau khi nội tức ở trong kinh mạch cơ thể gã chảy vuốt một hồi liền lặng yên thu về, sau đó rút ra cái kim châm kia, vỗ vỗ mông của Ngưu Trấn Vĩ nói, đứng lên đi. Ngưu Trấn Vĩ ngơ ngác đứng dậy, gã bỗng nhúc nhích gần cốt, tin tưởng không có việc gì, nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 50, mình phải đi tới sân vận động, cuống quyết mặc quần áo xong, bỗng nhiên cửa phòng bị rượt ra, Lý Hồng Dương không nghĩ tới cửa phòng lại đột nhiên mở ra, suýt nữa ngã vào. Trương Dương đã sớm cảm thấy được hắn ở bên ngoài nghe lén, không khỏi cười nói, Lý chủ nhiệm đến đây lúc nào. Lý Hồng Dương mặt già nua đỏ bừng nói, vừa xong, vừa xong. Vẻ mặt hắn cổ quái nhìn Trương Dương một chút, lại nhìn nhìn như Trấn Vĩ, vẻ mặt Ngưu Trấn Vĩ cũng rất xấu hổ, giống như làm cái chuyện xấu gì đó, cúi đầu vội vàng đi ra. Lý Hồng Dương nói, các cậu. Trương Dương nói, tôi động viên cậu ấy trước lúc thi đấu. Lý Hồng Dương, Nga, một tiếng, biểu tình trên mặt cũng nửa tin nửa ngờ. Chân chung kết Điền Kinh Nam 1.500m ngày hôm nay hấp dẫn đông đảo người yêu thích thể thao vây xem, xét đến cùng, còn là bởi vì nguyên nhân có Ngưu gia quân dự thi, trong trận đấu 800m diễn ra trước trong sáng hôm nay ba nữ thành viên đội nghiêu gia quân đã ôm hết huy chương vàng. Tuy rằng hạng mục nam yếu hơn nữ nhưng là quét ngang giới thể thao trong nước cũng là không có vấn đề gì cả. Hiện tại giới thể dục đã hình thành một cái nhận thứ chung, chân đấu chạy cự ly dài nào chỉ cần có thành viên nghiêu gia quân tham gia thì những vận động viên khác chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ. ba. Đây còn phải xây dựng ở trên ơ sở nghiêu gia quân chỉ phái ra hai thành viên dự thi. Trong trận chung kết 1.500m nam, nghiêu gia quân chỉ phái ra hai gã đội viên tham gia, Dựa theo lời Nghiêu Tuấn Sinh, ngày hôm nay Nghiêu Gia Quân lại đây chính là để phá kỷ lục. Mặc dù Nghiêu Gia Quân có đột phá về hạng mục nam, nhưng là vẫn không thể so sánh với hạng mục nữ. Mục tiêu xác định vị trí cũng thấp hơn, bọn hắn chuẩn bị phá kỷ lục châu Á trong trận đấu 1.500m lần này. Trước khi trận đấu bắt đầu, Nghiêu Tuấn Sinh ở đường biên nói gì đó với hai tên đội viên. Huấn luyện viên đội Bình Hải đã đến từ sân vận động Nam Thích Cổ Vũ Nghiêu Trấn Vĩ, như Trấn Vĩ từ sau khi được Trương Dương châm cứu cho, cảm thấy trong cơ thể Thủy chung đều là nóng hầm hập, loại cảm giác này rất kỳ quái, tóm lại không phải là cái chuyện xấu gì. Trương Dương cùng Lý Hồng Dương cũng tới đến rìa đường thi đấu, Trương Dương hướng Như Trấn Vĩ nói, tiểu nghiêu, chạy cho tốt, đoạt huy chương vàng về cho bình hải chúng ta. Như Trấn Vĩ lại cảm thấy được áp lực, có chút khó xử cười cười. Lời Trương Dương khuyến khích cậu ta khiến cho Ngưu Tuấn Sinh đứng một bên nghe được, vẻ mặt Ngưu Tuấn Sinh khinh thường nhìn Trương Dương, thầm nói thằng nhãi này thật sự là không biết trời cao đất dày, có Ngưu gia quân chúng ta tham gia trận đấu, người còn trông cậy đoạt huy chương vàng. Đầu óc không phải nóng đầu chứ, tuy rằng Ngưu Tuấn Sinh thừa nhận chữ của mình không viết bằng Trương Dương, nhưng là nói tới lý giải trong chạy cự ly dài, y sợ là không chỉ bỏ xa Trương Dương mấy cái ngã tư. Ngưu Tuấn Sinh nói, nhất định phải có quyết tâm, tuyển thủ bình hải các vị cũng muốn đoạt huy chương vàng những lời này mang theo sự châm chọc rõ ràng, chung quanh đã có mấy người nở nụ cười. Nghiêu Trấn Vĩ quấn bách đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thầm nói chủ nhiệm trương này thật là một kẻ không hiểu chuyện, ở trong này nói đoạt giải quán quân cũng được, nhưng lại thét to như vậy, đây không phải tự tìm mất mặt sao. Trương Dương nói, huấn luyện viên Nghiêu, làm sao tuyển thủ Bình Hải chúng ta lại không thể đoạt huy chương vàng chứ? Ai quy định huy chương vàng nhất định là Nghiêu gia quân các vị? như tuấn sinh hướng trương dương đi tới có hùng tâm là tốt bất quá trong thi đấu là phải dựa vào thực lực trương dương cười nói huấn luyện viên như nếu không chúng ta đánh cuộc đi nếu huy chương vàng bị bình hải chúng ta cướp đi như tuấn sinh này có lòng tự tin cực kỳ lớn không đợi trương dương nói dứt lời liền xen lời hắn không có khả năng nếu huy chương vàng bị các vị cướp đi tôi sẽ ăn luôn huy chương vàng trương dương nói đừng ăn anh muốn ăn cũng nên ăn huy chương bạc cùng huy chương đồng đừng ăn huy chương vàng của chúng ta. Trong lời nói đúng như là huy chương vàng 1.500 mét hôm nay đã thành vật trong bàn tay bọn hắn. Như Tuấn Sinh cho rằng Trương Dương khoác lác, khinh thường cười cười, ánh mắt nhìn qua đồng hồ ở một bên sân thi đấu, lúc này còn cách trận đấu chừng 15 phút. Trương Dương nói, nếu không như vậy đi, nếu huy chương vàng hôm nay bị chúng tôi chiếm được, anh cùng như gia quân của anh sẽ làm đại sứ hình tượng miễn phí cho đại hội thể thao tỉnh của tỉnh Bình Hải chúng ta. Trương đại quan nhân tính đánh cho nổ mạnh, hiện tại Ngưu gia quân đang lúc hồng a, nếu như có thể đem đám người kia đem tới làm vận động trong đại hội tỉnh, khẳng định ghế trên sân sẽ tăng lên không ít, đám truyền hình quảng cáo cũng sẽ chen chúc tới. Hôm nay cũng bởi vì có Ngưu gia quân thi đấu nên khán giả cơ hồ đều ngồi đầy sân thi đấu, còn náo nhiệt hơn khai mạc ngày hôm qua. Ngưu Tuấn Sinh bĩu môi, có thể sao? Trương Dương nói, anh không dám sao? Ngưu Tuấn Sinh nói, nếu là tôi thắng thì sao? Trương Dương nói: "Nếu là anh thắng, tôi sẽ cho anh một bức thư pháp chân chính của Thiên Chỉ Tiên Sinh, thế nào?" Ngưu Tuấn Sinh vừa nghe ánh mắt liền sáng lên, "Là thật?" Trương Dương nói: "Đương nhiên là nói thật, nam tử Hán Đại Trượng Phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy." Chương 623: Vật Hy sinh. Trương Dương nói: "Chính Miệng Bác Trần nói cho tôi biết, đại ca của ông Trần Thiên Trọng và mẹ của Tô Viện Viện Trầm Tĩnh Hiền." cũng chính là Trầm Lương Ngọc hồi đó trong đội thanh niên tri thức, hai người bọn họ có quan hệ yêu đương, đã từng đính hôn với nhau rồi. Hàng lông mày của Đỗ Thiên Giã nhíu chặt lại một chỗ, ông thấp giọng nói cậu có thể xác định. Thật ra ông cũng biết, chuyện này khẳng định là sự thật, cha không có khả năng lừa gạt Trương Dương. Trương Dương nói, tôi vốn dự định đi thăm dò quan hệ của Vương Quân Giao và hứa thưởng Đức năm xưa, không ngờ rằng chuyện của bọn họ không điều tra ra, mà lại lôi chuyện cũ năm xưa của đại ca ông ra, Đỗ Thiên Giã nói, cậu có nói cho cha tôi biết Tô Viện Viện là con gái của Trầm Tĩnh Hiền không? Trương Dương lắc đầu nói, ông nghĩ tôi bị ngu sao, loại chuyện này không có sự cho phép của ông tôi làm sao có thể nói được. Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, chuyện này không nên cho cha biết. Trương Dương hiểu rõ ý của Đỗ Thiên Giã, lúc đầu Tô Viện Viện đột nhiên thay đổi lời khai, đã làm Đỗ Thiên Giã rơi vào cục diện bị động, thiếu chút nữa đẩy Trần Sùng Sơn vào tù, nếu không phải là do chính hắn ra tay tương trợt sợ rằng Trần Sùng Sơn khó thoát khỏi khốn cảnh, lúc bọn họ nghĩ không ra, vì sao Tô Viện Viện lại muốn hại Đỗ Thiên Giã. Cô ta và Đỗ Thiên Giã rốt cục là có ân oán như thế nào, bây giờ thoạt nhìn hắn đã có được đáp án. Đỗ Thiên Giã nói, Tô Viện Viện lúc đầu thay đổi lời khai, tôi vẫn không nghĩ ra, thái độ của cô ta trong chuyện này hoàn toàn khác với thái độ làm người của cô ta, bây giờ tôi cuối cùng coi như đã hiểu. Trương Dương nói, còn cần phải hỏi sao? nhất định là lão thái bà trầm tính hiền kia vì hận chuyện tình ngày xưa với đại ca của ông, cho nên mới giận chó đánh mèo đô lên trên đầu của bác Trần, muốn dùng chuyện này để báo thù, vì thế mới ép tô viện viện làm như thế. Đỗ Thiên Giã nói, bà ta và đại ca của tôi rốt cục là có ân oán như thế nào? Đại ca của tôi đã chết nhiều năm như vậy rồi, vì sao nỗi hận của bà ta còn chưa tiêu tan? Thậm chí là đem loại thù hận này chuyển lên người của cha tôi. Trương Dương nói, có một điều có thể kết luận, bà ta nhất định là cực kỳ hận đại ca của ông, bà ta không biết quan hệ của ông với lão gia tử, bà ta chỉ muốn đối phó với bác Trần, ông rất có khả năng là bị liên lụy vào cuộc. Đỗ Thiên Giã thở dài nói, thù hận thật là đáng sợ. Trương Dương nói, nếu Tô Viện Viện đã đem tấm ảnh cho ông, chứng minh rằng cô ta không có ý xấu với ông. Đỗ Thiên Giã nói, cậu không phải là rất ghét cô ta sao? Trương Dương nói, quá khứ thôi, nhưng bây giờ đã điều tra rõ nguyên nhân chính của chuyện này rồi, trái lại có chút đồng tình với cô ta, cô ta chỉ bị mẹ lợi dụng, một người con ngu hiếu, tôi nghĩ là tôi có một việc muốn nhờ ông. Đỗ Thiên Giã mẫn cảm nói, cậu tìm tôi thì chắc chắn không phải là việc tốt, đi hết một vòng, cha từ người nhà của tôi đến đây, cậu còn muốn làm gì? Trương Dương cười nói, ông đừng có mẫn cảm như vậy, nếu như không phải là do tôi hao hết tâm trí đi thăm dò, ông cũng không biết rõ được nguyên nhân thật sự phía sau chuyện này, cũng không giải được cái khúc mắc kia. Lão thái bà trầm tính hiền thì tôi đã lãnh giáo qua rồi, nếu như tôi trực tiếp đi hỏi bà ta, bà ta nhất định sẽ không nói cho tôi biết bất kỳ chuyện gì, cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này phải để cho ông đi làm. Đỗ Thiên Giã tức giận nói, bà ta không chịu nói với cậu, lẽ nào lại chịu nói với tôi? Bây giờ rất nhiều người đều biết quan hệ của tôi với cha tôi, nếu bà ta mà biết mối quan hệ này khẳng định là cũng sẽ hận luôn cả tôi. Trương Dương nói, tôi không kêu ông đi tìm bà ta, ông đi tìm tô viện viện, nếu như cô ta có thể giao tấm ảnh cho ông, chứng minh rằng có niềm tin với ông, ông có thể đi qua hỏi thăm một chút, có thể nghe được một số chuyện cũng nên. Ngón tay của Đỗ Thiên Giã gõ nhẹ lên mặt bàn, Trương Dương, chuyện này tạm thời gác lại một bên đi, cậu không nên tiếp tục mò mẫn, tôi đáp ứng cậu, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Trương Dương nói, lúc đầu đại ca của ông, Hứa Thường Đức, Đồng Đắc Trí, Vương Quân Giao, Trầm Tĩnh Hiền tất cả đều ở trong đội thanh niên tri thức đến thôn Thạch Hoa, đại ca của ông qua đời tương đối sớm, Trầm Tĩnh Hiền hẳn là không có liên hệ với người khác, giữa Hứa Thường Đức, Đồng Đắc Trí, Vương Quân Giao lại có quan hệ mật thiết, tôi tin là giữa Vương Quân Giao và Hứa Thường Đức khẳng định là có mối quan hệ không muốn cho người ngoài biết. Đỗ Thiên Giã nói, cho dù cậu chứng minh được điểm này thì làm sao? Hứa Thường Đức đã chết, đồng đắc chí cũng đã chết, chỉ còn lại vương quân giao, bây giờ bà ta là một thương nhân yêu nước, lẽ nào cậu vì chuyện của vài chục năm trước mà kết tội bà ta như đồng đắc chí, hứa thường đức sao? Trương Dương nói, tôi cuối cùng luôn cảm thấy rằng có người luôn muốn báo thù cho cha con hứa thường đức. Đỗ Thiên Giã nói, cậu hoài nghi vương quân giao. Trương Dương không nói gì cả, nhưng khuôn mặt của hắn đã tỏ vẻ đồng ý với chuyện này. Hải Sắt phu đứng trên khán đài của sân thể dục cũ tại Nam Thích, nhìn mặt cỏ khô vàng, biểu tình trên mặt cười tựa như không cười. Long quý đứng phía sau bà ta cách đó không xa, thấp giọng nói, phu nhân, tôi vừa nhận được tin tức, hắn đi đến thôn Thạch Hoa. Hàng lông mày của hải sắt phu nhân hơi giật giật, hắn đang điều tra tôi. Long quý nói, hắn nhất định là biết cái gì đó. Hải sắt phu nhân lạnh lùng cười nói, để cho hắn chan, hắn không tra được cái gì hết. Long Quý nói: "Nghe nói Phạm Tư Kỳ vừa mới mời một luật sư mới." Hải Sắt phu nhân thản nhiên nói: "Cao Liêm Minh, con trai của Cao Trọng Hòa, một thằng danh con chưa giáo máu đầu, tuy rằng lấy được bằng luật sư, nhưng căn bản là không có kinh nghiệm thực tiễn, Phạm Tư Kỳ mời hắn không khác nào tự tìm đường chết." Long Quý nói: "Chúng ta cần làm thế nào?" Hải Sắt phu nhân nói: "Cái gì cũng không cần làm, hắn cha thì cứ để hắn cha, hắn cha không được bất cứ cái gì cả, chỉ càng cha càng mơ hồ." Hơn nữa, Hải Sắt phu nhân xoay người lại, cười với Long Quý một cái, rất nhanh hắn sẽ không còn tinh lực để tra chuyện này nữa, bên nước Mỹ an bài thế nào rồi? Long Quý cung kính nói, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Hải Sắt phu nhân mỉm cười nói, vào lễ mừng năm mới, ta muốn tặng cho hắn một món quà năm mới mà cả đời hắn không quên. Vào cùng ngày Tết Nguyên Đán, Trương Dương lái xe ô tô trở về Nam Tích, hắn đến Nam Tích đã là buổi chiều rồi cho nên việc chạy bộ quanh thành phố nhân ngày nguyên đán cùng ngày đã kết thúc, hoạt động được tổ chức vô cùng thuận lợi, thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ và phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ cổ động, Cung Kỳ Vĩ còn giành được hạng nhất trong tổ cán bộ nhà nước. Xe của Trương Dương vừa đến dưới ký túc xá của Ủy ban Thể dục, phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương đã đi ra đón, ông ta cười khổ nói, chủ nhiệm Trương, cậu cuối cùng cũng trở về, ngày hôm nay chúng tôi đều bận đến ngu cả người ra, còn cậu thì ngược lại, hoạt động quan trọng như vậy mà lại không tham gia. Trương Dương cười nói, các người làm việc tôi yên tâm lắm, tôi mới từ Giang Thành trở về, trong nhà có chút chuyện, cho nên chậm trễ. Lý Hồng Dương cùng hắn đi vào trong phòng làm việc, chủ nhiệm Trương, tối nay Ủy ban Thể dục chúng ta sẽ tiến hành khánh công yến tại Nam Dương Quốc tế, cậu nhất định phải tham gia đó. Trương Dương nói, tôi vội vã chạy đến đây chính là vì chuyện này, có bao nhiêu lãnh đạo có thể đến. Lý Hồng Dương nói, Phó Thị trưởng Lý, Phó Thị trưởng Cung sẽ đến, đúng rồi, bí thư lý của ủy ban kỷ luật, bộ trưởng Hà của bộ tổ chức cũng đã đáp ứng. Trương Dương cười nói, được đấy, mặt mũi rất lớn, có thể mời đến nhiều thường ủy như vậy. Lý Hồng Dương cười nói, cũng là do mặt mũi của cậu lớn, bọn họ đâu có đến vì mặt mũi của tôi, Lý Hồng Dương đương nhiên là tự hiểu lấy mình, từ ngày đi theo Trương Dương, ông ta đã càng lúc càng rõ ràng năng lực của vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này, trong lòng rất là bội phục. Ủy ban thể dục Nam Tích có thể đạt được quy mô và thực lực như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào Trương Dương cả, có thể nói đây chính là thời điểm mà Ủy ban thể dục Nam Tích có lực ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Lý Hồng Dương nói, còn có một việc, tăng kim đường được thả rồi, Huệ Kính Dân rốt cục đã thừa nhận, lúc đó ông ta chỉ đưa 9.900 thôi, chứ không phải 10.000, kim ngạch đút lót không đủ tiêu chuẩn lập án, ngày hôm nay ông ta đến cơ quan, tôi thấy ông ta muốn đi làm, nhưng mà cậu lại đến Giang Thành, Chuyện này chúng tôi không thể làm chủ." Trương Dương cười nói, chẳng có việc gì cả, nếu bên kia đã thả ông ta ra, lẽ nào ủy ban thể dục chúng ta còn muốn túm lấy ông ta không tha sao? "Tôi cũng không tin, các cán bộ khác đều chưa từng tặng lễ. Chẳng qua chỉ là tan kim đường không may, bị người ta khai ra mà thôi." Lý Hồng Dương nghe thấy thế, không khỏi xấu hổ, những lời này của Trương Dương tuy không nói trắng ra, nhưng mà trên thực tế quả thật là vậy. Cán bộ nào mà dám nói rằng mình chưa từng tặng lễ cho cấp trên? Ít nhất là Lý Hồng Dương ông không dám nói thế. Trương Dương nói, kêu lão Tang buổi tối cùng đi ăn cơm đi, cả đời ai mà không phạm sai lầm, chúng ta không thể bởi vì một lần sai phạm mà đánh đuổi người ta xuống địa ngục được, làm cho cả đời ông ta không thể xoay mình, ủy ban thể dục bây giờ đang cần người hầu chính trị, lão Tang làm việc tại ủy ban thể dục nhiều năm như vậy, kinh nghiệm và năng lực công tác không thiếu, ông ta đút lót là sự thật nhưng mà cũng là biểu hiện của việc ông ta tích cực cầu tiến thôi. Lý Hồng Dương không khỏi cười bật cười, nếu mà Tăng Kim Đường biết những lời này của Trương Dương, không biết sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa. Trải qua mấy ngày bôn ba, Trương Dương quả thật có chút huệ hoài, đến phòng nhỏ trong phòng làm việc ngủ một giấc, lúc buổi chiều khoảng 4 giờ thì bị giọng nói lải nhải của Cao Liêm Minh đánh thức. Trương Dương mặc áo vào, mang dép lên mở cửa phòng ra, ngáp một cái nói, Tết nguyên đán mà cậu cũng không nghỉ ngơi sao. Cao Liêm Minh liếc hắn một cái, nói còn dám nói không biết xấu hổ sao, không phải là anh lôi tôi từ Đông Giang đến đây à? Nếu không phải là anh kêu tôi làm luật sự cho Phạm Tư Kỳ, bây giờ tôi còn đang ở Đông Giang giao lưu tình cảm với bạn học cũ đấy. Trương Dương vui vẻ, chỉ chỉ ghế sofa nói, cậu ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt, đánh răng cái. Cao Liêm Minh đặt mông ngồi xuống ghế sofa, sao lại vất vả như vậy? Ngủ luôn ở chỗ này, về nhà ngủ cho thoải mái. Trương Dương vừa rửa mặt vừa nói, hai ngày nay chạy qua chạy lại có chút mệt, buổi tối còn có khánh công yến của ủy ban thể dục, nhiều lãnh đạo đến, tôi lại lười đi qua đi lại, cho nên nghỉ ngơi tại phòng làm việc luôn, cậu mà không đến cửa, tôi khẳng định là sẽ ngủ đến tối. Cao Liêm Minh nói, tôi nghe chủ nhiệm Lý nói anh đã về, cho nên chạy đến đây hỏi tình huống. Trương Dương dùng khăn lông lau mặt, tiện tay ném khăn lông lên bồn rửa mặt, không có tiến triển, lần này chạy nhiều nơi như thế mà đáng tiếc lại không tra được cái gì cả cao liêm minh nói vụ án này rất vướng tay anh đi hai ngày nay tôi cũng lật hồ sơ tìm lại manh mối cho dù chúng ta tìm được kẻ chủ mưu phía sau cũng không chứng minh được gì bằng chứng bây giờ đã đủ đưa phạm tư kỳ vào tù rồi trương dương nói không có hy vọng cao liêm minh nói hy vọng rất xa vời vì vụ án của cô ta tôi đã đi hỏi thầy của tôi ông ta khuyên tôi tốt nhất là đừng nhận vụ án này Trương Dương đi đến bên cạnh Cao Liêm Minh, ngồi xuống, Hải Sắt phu nhân và Hứa Thường Đức đã cùng ở chung một đội thanh niên. Cao Liêm Minh nói, vậy thì thế nào? Cho dù chúng ta có thể chứng minh Hải Sắt phu nhân muốn đối phó với Phạm Tư Kỳ, nhưng mà chứng cứ tại hiện trường vẫn còn đó, tất cả mọi người đều cho rằng Phạm Tư Kỳ đã bày ra vụ bắt cóc lần này, cho dù là lên tòa, cô ta cũng không có bất luận phần thắng gì. Cao Liêm Minh dừng lại một chút, nói tiếp, vì chuyện của cô ta, tôi đã liên hệ với La Ân Bây giờ gia tộc của Phạm Tư Kỳ đã bỏ rơi cô ta, thậm chí có thể nói, gia tộc của cô ta hận không thể nhìn thấy cô ta chết. Trương Dương có chút phiền muộn, thật sự phiền quá, lẽ nào Phạm Tư Kỳ không cứu được? Cao Liêm Minh nói, tuy rằng cô ta là người Singapore, nhưng mà xét thấy tình huống và tính chất của vụ án này rất đặc thù, cho nên công an đã từ chối nộp tiền bảo lãnh. Trương Dương nói, nhưng chúng ta không thể chừng mắt nhìn Phạm Tư Kỳ kết thúc như thế, cô ta căn bản là không có tội. Cao Liêm Minh nói, không có chứng cứ, nói cái gì cũng vô dụng, hắn lại nghĩ đến một việc, đúng rồi, cô gái ngả tây ngói á người ấn kia tôi đã liên hệ rồi, cậu của cô ta đồng ý đưa cô ta đến Trung Quốc thử một chút, tôi đã tra qua bối cảnh của cô ta luôn rồi, cha mẹ của của ngả tây ngói á chết trong vụ tai nạn xe 5 năm trước, cậu của cô ta làm người giám hộ, 4 năm trước cô ta du học tại Anh, sắp tốt nghiệp rồi, Phạm Tư Kỳ lúc học đại học đã từng được học chương trình EMBA, tôi nghĩ hai người khi đó có quen nhau trương dương nói chuyện của phạm tư kỳ thật sự không có đường thoát nào sao cao liêm minh gật đầu nói trừ phi là có kỳ tích xuất hiện tôi thấy lần này mười phần là cô ta bị phán có tội rồi kỳ tích gì cao liêm minh nói trừ phi là kẻ chủ mưu đứng phía sau tự nguyện ra đầu thú đem tất cả âm mưu của mình nói ra hết nhưng mà tôi thấy rằng loại hy vọng này cực kỳ bé nhỏ trương dương nói không còn biện pháp khác cao liêm minh nói hết rồi công an đã nắm giữ được bằng chứng gây bất lợi cho cô ta, nhân chứng thì bị giết. Tôi đã nói qua với Phạm Tư Kỳ, cô ta cũng rõ ràng hy vọng mình vô tội được tha là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cô ta coi như cũng bình tĩnh. Trương Dương nói, lẽ nào chúng ta mở to mắt nhìn kẻ chủ mưu nhởn như ngoài vòng pháp luật. Phạm Tư Kỳ là một cô gái vô tội, không thể để cô ta nhận tội vào tù vì chuyện cô ta không làm. Cao Liêm Minh nói, tôi biết anh vẫn luôn hoài nghi Vương Quân Giao là người bày ra chuyện này, nhưng không có chứng cứ ủng hộ. Hơn nữa sau khi Phạm Tư Kỳ bị bắt, gia tộc của cô ta cũng có biểu hiện tương đối tuyệt tình. Nói cách khác, bọn họ cũng có hiểm nghi, hay là cái này không phải là báo thù, có thể Phạm Tư Kỳ chỉ là vật hy sinh trong tranh đấu gia tộc, ai mà biết được. Vương quân giao đối với việc nắm chắc tình thế trong tay cũng tương đối tin tưởng, bà ta thấy Trương Dương này sinh lòng nghi ngờ với mình, cũng phát hiện ra một chuyện, có một số việc muốn giấu cũng không được, ví dụ như khoảng thời gian bà đến thôn Thạch Hoa, vương quân giao sẽ không cho trương dương cơ hội vạch trần mình bà ta chủ động đề cập đến chuyện này giống như là chiếm trước tiên cơ trương dương có thể hiểu rõ ý đồ của vương quân giao nhưng mà lại không tìm được kẻ hở nào cả con người này quả thật quá cao minh nhưng mà bà ta vẫn còn để lộ ra một ít sơ hở khi trương dương lấy ra tấm ảnh chụp biểu hiện của bà ta coi như là bình tĩnh nhưng như vậy càng chứng minh là bà ta muốn che giấu cái gì đó muốn dùng bình tĩnh để chứng minh cái gì đó tục ngữ có câu càng che càng hở trương dương cho rằng vương quân giao là loại người như thế trương dương nói tôi có thể hiểu tình cảm của phu nhân dành cho hứa gia dũng thật ra cái chết của hắn tôi cũng thấy vô cùng tiếc hận vương quân giao nhìn vẻ mặt giả vờ tiếc hận của trương dương trong lòng thầm mắng dối trá mèo khóc chuột giả từ bi trong lòng bà hận đến nổi chảy thành máu trương dương nói nếu như hắn không phạm phải sai lầm đó vốn có thể sống rất tốt có thể làm ra một phen đại sự đáng tiếc Trương Đại Quan Nhân nói ra lời này mục đích chi chính là muốn khơi màu vết thương trong tim của Vương Quân Giao bà không phải có thể giả vờ sao? Tôi muốn thử bà đó, không tin rằng bà có thể giữ vững vẻ bình tĩnh lạnh lùng như thế. Hải Sắt Phu Nhân nói: Trương Dương, cậu có tin vào số phận hay không? Trương Dương lắc đầu, tôi luôn thấy rằng số phận của mình là do chính mình định đoạt. Hải Sắt Phu Nhân nói: Nội tâm của tôi là một người mạnh mẽ, lúc đầu tôi rời khỏi Trung Quốc đến nước mỹ dốc sức làm việc chính là bởi vì tôi không cam lòng chấp nhận số phận tôi muốn thay đổi bản thân tôi muốn khai sáng tương lai thuộc về tôi mà khi tôi bước đi để thực hiện mục tiêu của mình thì phát hiện ra khi tôi có được vài thứ đồng thời tôi cũng mất đi vài thứ trên đời này làm chuyện gì cũng phải trả giá có những cái giá có thể ngay từ đầu cậu không ý thức được chờ khi cậu ý thức được thì cậu sẽ phát hiện ra mình đã mất nhiều hơn là được Trương Dương luôn cảm thấy rằng lời nói của hải sát phu nhân hình như là ám chỉ mình, hắn mỉm cười nói, tôi còn trẻ, không có cảm ngộ đối với lời nói của bà, có thể nếu như qua vài chục năm, tôi mới có thể thật sự cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của bà. Hải sát phu nhân nói, tuổi trẻ thật là tốt. Trương Dương nói, phu nhân, hứa ra dũng tuy rằng đã chết, nhưng mà hắn ta còn có một người vợ, chuyện của Phạm Tư Kỳ bà hẳn là đã biết. Hải sát phu nhân bình tĩnh nhìn Trương Dương, thằng nhóc này quả thật rất đáng ghét, lúc này nhắc đến chuyện của phạm tư kỳ hiển nhiên là hắn đã hoài nghi rằng mình có liên quan đến chuyện này hải sắt phu nhân nhẹ giọng nói chuyện của cô ta làm tôi cảm thấy tiếc nuối thật ra tôi cũng không thân với phạm tư kỳ chuyện thường đức kết hôn sau này tôi mới biết tôi không tham gia hôn lễ của hắn thậm chí là không có cơ hội chúc phúc trương dương nói nghe nói lúc cùng nhã hình bị bắt phu nhân đã gặp mặt bà ta hải sắt phu nhân nói công an vì chuyện này mà đặc biệt đến tìm tôi không sai Tôi có thể cung cấp bằng chứng chính xác cô ta không mặc, nhưng mà chứng cứ của tôi không đủ để miễn tội cho cô ta, Hải Sắt phu nhân thở dài nói, thật là đáng tiếc, cô ta dù sao cũng là vợ của gia dũng, tôi thật sự không muốn nhìn thấy tình huống này. Hải Sắt phu nhân uống một ngụm trà, bà ta tựa hồ có vẻ mệt mỏi, mỉm cười nói, không còn sớm nữa, tôi nên trở về nghỉ ngơi, mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trương Dương nói, nhất định sẽ rất vui vẻ, nói chuyện với phu nhân tôi có được rất nhiều chỗ tốt tinh thần của phạm tư kỳ rất tốt nhưng mà trong nội tâm của cô ta cũng đã mất đi hy vọng rồi trước đây cao liêm minh đã nói với cô rất rõ căn cứ theo bằng chứng hiện nay khả năng thoát tội của cô cực kỳ nhỏ bé phạm tư kỳ cũng đã làm tốt dự định rồi tập đoàn tinh nguyệt đã phái người đến muốn cô ta ký vào hợp đồng chuyển quyền phạm tư kỳ từ chối không chút do dự tuy rằng cô ta biết mình bị bỏ tù nhưng mà quyền lực trong công ty tất nhiên bỏ trống nhưng mà cô ta cũng không muốn làm ra bất kỳ hành động rút lui nào Thấy Trương Dương đến thăm mình, Phạm Tư Kỳ nói, công an đã đến nhắc nhở tôi, luật sư cao cũng đã nói với tôi, khả năng thắng kiện của tôi cực kỳ nhỏ. Trương Dương nói, xin lỗi, tôi không tìm được bằng chứng thoát tội giúp cô. Phạm Tư Kỳ lắc đầu nói, không sao cả, ít nhất là tôi biết trên đời này còn có một người bạn như anh. Trương Dương nói, Cao Liêm Minh đã liên hệ với ngả Tây Ngói Á, vài ngày nữa cô ta sẽ đến Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô ta hồi phục phạm tư kỳ cười nói cả ơn cô ta vuốt mái tóc của mình nhẹ nhàng nói trương dương tôi muốn nhờ anh một việc trương dương gật đầu phạm tư kỳ nói lần này tôi có thể phải ngồi tù gia tộc của tôi muốn tôi giao quyền lực ra bọn họ muốn nuốt trừng cổ phần công ty của tôi tôi có thể chấp nhận số phận ngồi tù nhưng mà tôi không thể chịu đựng thái độ lạnh lùng và tuyệt tình của bọn họ trương dương nói tất cả phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án cô cũng không thể tỏ ra bi quan được Phạm Tư Kỳ nói, luật sư Cao đã nói với tôi rất rõ ràng, tôi biết mình không có hy vọng gì, trong lòng của cô dâng lên một nỗi bi ai khôn kể, nhưng mà cô ta cũng không muốn để lộ ra một mặt thống khổ của bản thân trước mặt của Trương Dương, cô thấp giọng nói, tôi muốn đem tất cả cổ phần của công ty chuyển nhượng cho ngả Tây Ngói Á, nhưng mà tôi sợ số tiền này không cách nào đến được tay cô ta, tôi muốn nhờ anh và luật sư Cao làm giúp tôi chuyện này. Trương Dương nói, vì sao lại tìm tôi? phạm tư kỳ nói bởi vì tôi không tìm được người nào có thể tin tưởng nếu như anh có thể hỗ trợ chữa tốt cho ngả tây ngoài á tôi sẽ lấy ra một phần trăm cổ phần công ty để cảm ơn anh trương dương cười nói tôi giúp cô không phải là vì tiền phạm tư kỳ nói bản thân tôi cũng chỉ có tiền tôi tình nguyện đem số tiền kia bồi thường cho ngả tây ngoài á cảm ơn trợ giúp của các người tôi không muốn đem số tiền ấy giao cho đám người tuyệt tình kia trương dương có thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của phạm tư kỳ hắn rất đồng tình với Phạm Tư Kỳ, nhưng mà hắn không tìm được bằng chứng, theo như lời của Cao Liêm Minh, hắn vĩnh viễn không tìm được bằng chứng chứng minh Phạm Tư Kỳ vô tội, ván cờ này đã được bố trí rất hoàn mỹ, từ đó không tìm ra bất luận kẻ hỡ nào hết, Trương Dương cổ vũ Phạm Tư Kỳ cô yên tâm đi, nhất định có biện pháp chứng minh cô vô tội, để cô đi ra khỏi nơi này. Phạm Tư Kỳ lắc đầu nói, tôi đã không còn ôm hy vọng nữa rồi, thật ra tất cả những gì bây giờ đều là cái tôi nên có. Lúc Trương Dương rời khỏi trại tạm giam, đúng lúc gặp phải Triệu Quốc Cường vừa mới đến đảm nhiệm phó cục trưởng cục công an Nam Tích. Triệu Quốc Cường mặc đồng phục biểu tình uy nghiêm thấy Trương Dương, chủ động đi đến hướng của hắn. Tuy rằng không được tốt với Triệu Quốc Cường, nhưng mà Trương Dương vẫn mang mặt cười đến nghênh đón, chủ động vươn tay với Triệu Quốc Cường, "Cục trưởng Triệu, hoan nghênh anh đến Nam Tích làm việc." Triệu Quốc Cường nhìn tay hắn một chút, nhưng không có ý đưa tay ra bắt lấy, cười như không cười nói, "Đến thăm Phạm Tư Kỳ." trương dương gật đầu triệu quốc cường nói hoạn nạn thấy chân tình phạm tư kỳ có thể có được một người bạn như cậu hẳn là cảm thấy rất vui trương dương nói bạn bè với nhau vốn nên như vậy triệu quốc cường nói tình cảnh người bạn của cậu chỉ sợ là không được tốt công an chúng tôi đã chính thức khởi tố cô ta trương dương nói xem ra công an cũng nhận định cô ta có tội triệu quốc cường nói chứng cứ vô cùng rõ ràng cho nên lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát nếu như một người phạm tội, cho dù người đó có che giấu tốt, thì đến một ngày nào đó cũng phải bước ra vành móng ngựa, nhận lấy hình phạm của mình, chủ nhiệm Trương, cậu nói có đúng không? Trương Dương nghe ra ý ngoài lời nói của Triệu Quốc cười, hắn mỉm cười nói, theo tôi được biết, phán đoán của công an các người cũng không phải là chính xác trăm phần trăm, bằng không thì trên đời này cũng sẽ không có án oan án sai, sẽ không có bồi thường quốc gia gì. Triệu Quốc Cường cười ha hả nói, chủ nhiệm Trương quả nhiên lợi hại, Trước khi tôi đến đã nghe đến một lời đồn, ủy ban thể dục đã làm thay công tác cho cục công an, bây giờ xem ra, năng lực của chủ nhiệm Trương quả nhiên đủ mạnh, mong rằng sau này cậu có thể tiếp tục chỉ đạo công tác của công an chúng tôi. Chỉ đạo thì không dám nhận, nếu ý kiến thì tôi dám nói, cục trưởng Triệu, tôi có học qua một khóa tâm lý học của tội phạm, một người khi phạm tội, đầu tiên là phải có động cơ, có nghĩ đến hay không, động cơ phạm tội của Phạm Tư kỳ là gì? Triệu Quốc cường nói: Một người lý trí thì cần động cơ, mà một tên tội phạm điên cuồng thì không cần bất kỳ lý do nào cả. Trương Dương nói: Cục trưởng Triệu, bất luận chuyện gì cũng tồn tại nhân quả. Trách nhiệm của các người không phải là tốn nghi phạm vào tù, mà là tìm ra tội phạm chân chính. Mặt của Triệu Quốc cường chợ thay đổi. Cảm ơn đã chỉ giáo. Nói xong câu đó, gã ta cũng không có ý dừng lại, đi nhanh về hướng trại tạm giam. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u hắn rốt cục đã rõ vì sao cao liêm minh lại không còn hy vọng trong chuyện của phạm tư kỳ vụ án bắt cóc này trong lòng nhiều người đã chấm dứt rồi công an đã cho rằng bọn họ bắt đúng người có đủ bằng chứng chính xác mục đích bọn họ đã đạt được gia tộc của phạm tư kỳ bởi vì chuyện xấu hổ của cô ta làm cho không còn mặt mũi cho nên gia tộc nóng lòng muốn lấy lại quyền lực trong tay của cô ta thậm chí là còn muốn lấy luôn cổ phần công ty bọn họ hận rằng phạm tư kỳ không thể chết nhanh một chút như vậy mới có thể diệt trừ ảnh hưởng đối với Phạm Thị gia tộc. Không ai quan tâm đến sống chết của Phạm Tư Kỳ, không ai nghĩ đến biện pháp chứng minh Phạm Tư Kỳ vô tội. Trương Dương không tìm được bằng chứng, nhưng mà hắn tin rằng Phạm Tư Kỳ vô tội, mỗi một việc trên đời này đều tồn tại nhân quả. Phạm Tư Kỳ thiếu động cơ phạm tội, bởi vì đầu tư vào cảng nước sâu thất bại, cô ta đem tiền đồ và số phận của mình ra đặt cược, thật sự là quá gượng ép. Trương Dương càng tin rằng chuyện này chính là một âm mưu, lợi dụng sự kiện bắt cóc để đẩy Phạm Tư Kỳ vào khốn cảnh, Phạm Tư Kỳ chỉ là vật hy sinh đáng thương. Theo tình huống hiện nay mà xem, thông qua pháp luật thì không cách nào cứu được Phạm Tư Kỳ rồi, nhưng mà hắn không thể mở to mắt nhìn Phạm Tư Kỳ đi vào trong tù, thời điểm phi thường, phải dùng biện pháp phi thường, Trương Dương nhớ đế tần manh manh. Lúc đầu hắn có thể giúp tần manh manh tránh được một kiếp, hắn cũng có thể giúp Phạm Tư Kỳ lấy được tự do. Ngả Tây ngói á được cậu của cô ta, khi Lạp Ni đưa đến Nam Tích, làm cho trương dương không tưởng được chính là lần này cùng đi với bọn họ còn có một người bạn quen của lạp khố mã chính là người quen của trương dương người hoa quốc tịch ấn lạp tư nói đến mối quan hệ giữa chu vân phàm và lạp tư chắc rằng sẽ có pha màu sắc của hài kịch lúc đầu chu vân phàm bởi vì trốn tội nên đi ra nước ngoài vất vả đi đến ấn độ lúc đầu ông ta ở trong nhà cho thuê mà chủ nhà lại chính là lạp khố mã lạp khố mã là một vũ đạo gia có danh tiếng tại ấn độ chính là một đạo diễn điện ảnh trong lĩnh vực đạo diễn đã có không ít thành tích. Chu Vân Phàm quen thuộc với các công ty điện ảnh tại Ấn Độ, chính là thông qua quan hệ của Lạc Khố Mã, Chu Vân Phàm mới mua một công ty điện ảnh sắp đóng cửa, nhanh chóng biến thành ông chủ của công ty điện ảnh, thân phận Ấn Độ của ông ta cũng được Lạc Khố Mã đối phó, cho nên Lạc Khố Mã đến Trung Quốc đầu tiên là liên hệ với Chu Vân Phàm, con người của Chu Vân Phàm tuy là một kẻ dối trá, nhưng mà rất có nghĩa khí với bạn bè, nhất là người đã từng trợ giúp ông ta, Chu Vân phàm tự mình lái xe đến Thượng Hải nghênh đón nhóm người Lạc Khố Mã. Đưa bọn họ đến Nam Tích. Chu Vân phàm thu xếp một căn phòng tổng thống tại Nam Dương Quốc tế, thu xếp cho nhóm người Lạc Khố Mã ở xong, lúc này mới gọi điện cho Trương Dương. Ông ta tuy rằng không phải là bạn của Trương Dương, nhưng mà cũng không phải là kẻ thù, ông ta rất thích người thanh niên Trương Dương này, nói chính xác hơn là kính nể thực lực của Trương Dương từ lúc ông ta còn là Chu Vân Phàm đã được lĩnh giáo qua, bây giờ tuy rằng đã thành người Ấn Độ Lạp Tư rồi, nhưng mà sự kính nể đối với Trương Dương vẫn không thay đổi. Trương Dương không ngờ rằng ngả Tây ngói Á lại đến Trung Quốc nhanh như vậy, càng không ngờ rằng Chu Vân Phàm lại có giao tình với bọn họ, khi hắn nhận được điện thoại, lập tức chạy đến Nam Dương quốc tế. Lúc ra khỏi thang máy, Chu Vân Phàm đã gặp hắn ngoài cửa, thấy Trương Dương, Chu Vân Phàm nhiệt tình vươn hai tay ra, "Chủ nhiệm Trương, tôi đang định đến cửa lớn đón tiếp cậu đây. Trương Dương cười nói, không cần long trọng như vậy, chúng ta đều là người quen, không cần khách khí, hắn cầm lấy hai tay của Chu Vân Phàm hai người ôm lấy nhau giống như là hai người bạn lâu ngày gặp mặt vậy, sở dĩ Trương Dương khách khí đối với Chu Vân Phàm như vậy, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Hồ Nhân Như, lúc trước Hồ Nhân Như bị vụ án của Chu Vân Phàm làm liên lụy, thân rơi vào khốn cảnh, Chu Vân Phàm tuy rằng trốn ra nước ngoài, nhưng mà cuối cùng vẫn đen khoản tiền mình trôm trả về, chỉ từ điểm này mà nói thì con người này coi như cũng có tình nghĩa trên thực tế chu vân phàm đã coi hồ nhân như như là con gái của mình đối với quan hệ của hồ nhân như và trương dương trong lòng ông ta cũng biết rõ chu vân phàm nói lạp khố mã là bạn của tôi lúc tôi ở ấn độ ông ta đã giúp tôi rất nhiều nghe nói ông ta muốn tìm cậu cho nên tôi cùng đi đến trương dương mỉm cười nói lạp tư tiên sinh đúng là kết bạn khắp thiên hạ ngay cả bạn ấn độ cũng có Chu Vân Phàm cười ha hả nói, đừng quên tôi là quốc tịch ấn. Chương 624, bắt mạch. Về điểm này thì Trương Dương đương nhiên rõ ràng, nhưng mà Chu Vân Phàm từ khi trở thành người Ấn Độ, rốt cục đã từ bỏ hoàn toàn quá khứ, cho đến nay ông ta cũng chưa có làm chuyện gì trái pháp luật cả, gần đây lại bắt đầu sinh động lên, xem ra lúc trước ông ta cũng kiếm được không ít tiền, lần đó nhả ra chỉ là một cọng lông châu mà thôi. Trương Dương luôn cho rằng, Chu Vân Phàm có thể quang minh chính đại rêu giao trong nước, nguyên nhân một phần là do sổ sách bí mật ông ta lưu lại, phỏng trừng trong tay lão này có nắm giữ không ít bí mật của một số người. Con người sống đến cảnh giới như Chu Vân Phàm cũng rất hiếm có. Chu Vân Phàm dẫn Trương Dương vào trong phòng, lạc khố mã mặc áo khoác dài màu đen, đứng trước cửa sổ thưởng thức bộ mặt thành phố Nam Tích, nghe thấy tiếng động phía sau, ông ta xoay người lại, làn da của ông hơi đen, ngũ quan rõ ràng, hai mắt lún sâu, mũi nhọn mà cao, sắc bén như chim ưng vậy chu vân phàm cười nói lạp khố mã vị này là bạn tốt của tôi chủ nhiệm ủy ban thể dục thành phố nam tích trương dương lời này ông dùng tiếng anh để nói trương đại quan nhân ngoại trừ cái tên của mình ra thì cái gì cũng không hiểu cả hắn thật sự có chút thẹn thùng ngay cả loại thương nhân vô lương như chu vân phàm mà cũng có thể học nói tiếng anh còn hắn ngoại trừ mấy đơn từ thường dùng ra cái gì cũng không hiểu cả sớm biết như vậy hắn liền mang theo thường hải tâm đến làm phiên dịch rồi Vốn hắn định kêu Cao Liêm Minh đến, chỉ là Cao Liêm Minh lúc này đã đến trại tạm giam gặp Phạm Tư Kỳ rồi, bàn luận chuyện chuyển quyền cổ phần, cho nên không thể chạy đến đây được. Trên mặt của Lạc Khố mã hiện ra một ý cười nhàn nhạt, nhạt, ông ta vươn tay dùng tiếng Anh nói với Trương Dương, "Trương tiên sinh, hân hạnh hân hạnh." Ấn Độ là thuộc địa của nước Anh lâu như vậy, rất nhiều người Ấn đều biết dùng tiếng Anh một cách lưu loát, nhất là trong xã hội thượng lưu Ấn Độ, tiếng Anh chính là một trong các ngôn ngữ cần phải nắm vững. Trương Dương dù sao cũng là người đã quen nhìn sóng gió, cho dù nghe không hiểu Lạp Khố Mã nói cái gì, nhưng mà có thể đoán được một ít, hắn mỉm cười nói, "Hoan nghênh Lạp Khố Mã tiên sinh đến Nam Tích." Chu Vân Phàm vừa nghe Trương Dương nói xong, lập tức rõ ràng, thằng nhãi này không biết nói tiếng Anh. Tiếng Anh của Chu Vân Phàm khẳng định là hơn Trương Dương rồi, nhưng mà trình độ cũng có hạn, mấy câu thường thường thì ông còn có thể nói được, chứ một đống chữ phức tạp như vậy, ông cũng chỉ có thể gương mắt mà nhìn. Tiếng Anh của Lạc Khố Mã tuy rằng lưu loát, nhưng mà tiếng Trung thì lại rốt đặc, ba người mới nói một hai câu liền ý thức được điểm này, nhìn lẫn nhau, không khỏi cười rộ lên. Trương Dương nói: "Xin lỗi, tôi không mang theo phiên dịch." Chu Vân Phàm nói: "Chủ nhiệm Trương, cậu còn trẻ như vậy hẳn là nên đi học tiếng Anh, các người không học tiếng Anh làm sao mà thăng chức?" Thanh niên bây giờ không biết tiếng Anh quả thật là không thấy nhiều. Trương Dương nói: "Tôi thăng chức nhờ chọn chữ Hán cổ." về phương diện chữ hán cổ, trương đại quan nhân nhận thứ hai, trên cơ bản là không ai dám nhận thứ nhất. Chu Vân Phàm nói, xem ra cần phải tìm một người phiên dịch rồi. Trương Dương đang chuẩn bị gọi điện kêu Thường Hải Tâm đến, thì thấy lạc khố mã lắc đầu, ông ta chỉ vào trong phòng nói, ngả tây ngôi á ở trong, cô ta có thể nghe hiểu cậu nói. Chu Vân Phàm nghe hiểu được tám phần, nói lại một lần với Trương Dương, Trương Dương gật đầu nói, vậy chúng ta đi gặp ngả tây ngôi á trước đi. Chu Vân Phàm không dự định đi vào, nói với Trương Dương, cậu đi vào đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Trương Dương gật đầu, cùng lạp khố mã đi vào trong phòng. Bên trong phòng có một cô y tá tóc vàng máu xanh ngồi cạnh bên giường, cô ta là y tá đặc biệt chuyên phụ trách chăm sóc cho ngả Tây ngồi Á, tên là Đế Mã. Trương Dương cố gắng bước thật nhẹ, hắn đã nhìn thấy ngả Tây ngồi Á. Ngả Tây ngồi Á lẳng lặng nằm trên giường, tóc cô ta rất dài, đen mà sáng bóng, bởi vậy có thể nhìn ra được cô rất biết chăm sóc bản thân, khác với người ấn da đen thông thường, da của ngả tây ngôi á trắng như tuyết, vẫn giữ được cái mũi cao đặc trưng của người ấn, đôi mắt xanh như bảo thạch lẳng lặng nhìn lên trên trần nhà, trương dương đến cũng không khiến cho cô ta có bất kỳ sự quan tâm nào. Lạp khố mã đi đến bên cạnh giường, vỗ nhẹ mờ u bàn tay của ngả tây ngôi á, ngả tây ngôi á, trương tiên sinh giúp chúng ta trị liệu đã đến. Ánh mắt của ngả tây ngôi á vẫn không nhúc nhích, nhẹ giọng nói con nghe được tiếng bước chân của cậu ấy bởi vì bọn họ đều nói tiếng Anh cho nên trương đại quan nhân nghe không hiểu gì cả hắn bước về phía trước một bước lễ phép ân cần thăm hỏi chị ngả tây ngôi á xin chào thằng nhãi này vẫn nói tiếng Trung tuy rằng hắn cũng có thể nói được mấy chữ như hi hay hello nhưng mà ngấm lại dùng tiếng Trung để thăm hỏi thì tốt hơn lạc khố mã không phải đã nói cô ta có thể nghe hiểu tiếng Trung sao đúng lúc có thể khảo nghiệm trình độ tiếng Trung của cô ta Ánh mắt của Ngả Tây Ngôi Á vẫn không nhìn về hướng của Trương Dương, cậu rất lễ phép, từ tiếng bước chân của anh có thể nghe ra được cậu là một thân sĩ rất có hàm dưỡng, tiếng Trung của cô ta tuy rằng có mang theo vẻ ngoại quốc, nhưng mà vẫn có thể nói rõ từng chữ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai khen là thân sĩ cả, Trương đại quan nhân nghe vào tai, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn cười nói cảm ơn chị Ngả Tây Ngôi Á đã khen. Ngả Tây Ngôi Á nói, Ngả Tây Ngôi Á là tên của tôi họ của tôi là Đức Duy Tân Cách, rất khó đọc đúng không, như vậy cậu cứ trực tiếp gọi là ngả Tây Ngối Á đi. Trương Dương gật đầu, ánh mắt của hắn rơi lên mặt cười của ngả Tây Ngối Á, không nhịn được cảm thán sự tàn nhẫn của tạo hóa, nếu đã cho ngả Tây Ngối Á một dung mạo của thiên sứ, vậy vì sao lại cho cô ta số phận bi thảm như thế, xem ra cổ kim nội ngoại đều như nhau, từ xưa hồng nhan đã bạc mệnh. Ngả Tây Ngối Á nói, đến gần một chút, để tôi nhìn dáng vẻ của cậu, cổ của tôi không thể cử động, không có chút chi giác nào thì ra là thế. Trương Dương bước đến gần giường, để cho Ngả Tây Ngối Á có thể nhìn thấy rõ mình. Ngả Tây Ngối Á rốt cục đã nhìn thấy được Trương Dương, đôi mắt sáng như lục bảo thạch tràn ngập tò mò hỏi, tôi chưa bao giờ gặp cậu, vì sao cậu lại muốn giúp tôi? Trương Dương nói, nếu như muốn một lý do, thì giúp người làm niềm vui là mỹ đức truyền thống của Trung Quốc chúng tôi. Trên mặt của Ngả Tây Ngối Á đã hiện ra một nụ cười, cậu không muốn nói Vô luận là cậu xuất phát từ lý do nào, thì tôi cũng phải nói tiếng cảm ơn với cậu." Trương Dương nói, tiếng Trung của chị nói rất khá. Ngả Tây Ngối Á nói, thời gian tôi học tiếng Trung quá ngắn, cho nên tôi phát âm cũng không được tiêu chuẩn, lần này đến Trung Quốc, có thể có chút tiến bộ. Cô ta đánh giá người Trung Quốc trẻ tuổi trước mặt này, Ngả Tây Ngối Á từ sau khi bị thương dẫn đến liệt nửa người, đã thử qua các loại phương pháp, Tây y đã xem qua, Phật y cũng xem qua, thậm chí là Vu y ở Châu Phi cũng xem qua nhưng mà không có bất luận chuyển biến tốt nào cả, cô ta từ lâu đã mất đi hy vọng rồi, lần này Trương Dương nhờ Cao Liêm Minh liên hệ cô ta đến Trung Quốc xem bệnh. Ngả Tây ngối á cơ bản là không muốn đến, chỉ là cậu lạc khố mã kiên chỉ muốn đến một chuyến, trung y trong mắt của rất nhiều người trên thế giới là cực kỳ thần bí, khi cải cách mở rộng phát triển, trung y có nhiều cơ hội đi ra quốc tế, đương nhiên là càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Sở dĩ lạc khố mã kiên trì đến Trung Quốc, bởi vì lúc trước khi ông ta quen với Chu Vân Phàm đã tiếp xúc qua thuật xoa bóp và rát hơi của Trung Quốc, tạo ấn tượng khác sâu với ông ta, lạc hố mã không đành lòng nhìn ngả Tây ngồi Á nằm cả đời trên giường binh, cho nên ôm hy vọng đi đến Trung Quốc một lần. Trương Dương nói, tôi có thể bắt mạch giúp cô được không? Hắn vừa nói vừa đưa tay phải quơ quơ với tay trái, nói chung là để giải thích cô ngả Tây ngồi Á hiểu. Tuy rằng ngả Tây ngồi Á chưa tiếp thu trị liệu của Trung Y, nhưng mà cũng có chút khái niệm không rõ với Trung Y, biết từ xưa đến nay Trung Y xem binh không cần dùng ống nghe, thậm chí là không cần mượn dùng các thiết bị hiện đại, ngả Tây ngồi á nói, tốt. Có được sự đáp ứng của cô ta, Trương Dương đi đến bên cạnh giường, lật cánh tay phải của cô ta lên, ngón giữa của tay phải chạm vào mạch môn trên tay của ngả Tây ngồi á, Trung Y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết tứ chân bốn phương pháp chữa bệnh, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là Tứ Trần, Trương Dương lúc nãy trong quá trình nói chuyện với ngả Tây Ngôi Á, đã hoàn thành hai bước vọng, văn, còn hỏi thì trước khi ngả Tây Ngôi Á đến Trung Quốc, do Phạm Tư Kỳ đem chuyện xảy ra kể lại với hắn rồi, lo rằng ngả Tây Ngôi Á sẽ có phản ứng với chuyện này. Cho nên hắn không cách nào hỏi toàn bộ được, vì thế cũng không thích hợp hỏi, muốn hiểu được tình trạng thân thể của ngả Tây Ngôi Á hiện tại, phương pháp trực tiếp nhất chính là bắt mạch. Đốt xương cổ thứ bảy của cô, Do một lần ngã bất ngờ đã làm cho đốt xương bị lệch vị trí, tạo thành tổn thương cho tủy sống, dẫn đến cột sống bị thương, mất đi khả năng sử dụng tay chân, theo y học hiện đại thì cái này thuộc về khoa giải phẫu thần kinh học. Trong trung y thì không có khái niệm thần kinh, Trương Dương học tập qua một ít tri thức tây y, nhưng dù sao cũng chỉ là một số cái bề ngoài, đối với việc trị liệu cho người bệnh liệt nửa người theo hắn thấy cứ theo ba nguyên tắc cơ bản là đơn giản nhất. Hóa Ứ, loại bỏ chất ứ đọng thông lạc, làm thông kinh mạch dinh dưỡng cái này không cần phải giải thích nữa gạch dưới, gạch dưới. Đây cũng không phải là phương pháp đặc thù gì, trung y bình thường cũng biết đến đạo lý này, nhưng mà nguyên tắc thì hiểu, nhưng trị liệu thật sự lại có khác biệt rất lớn. Cần thông qua thủ pháp để làm cho đốt xương cổ của ngả tây ngối á trở về vị trí cũ, dùng lực để làm tan những chỗ tắc nghẽn trong người cô, đả thông lại kinh mạch, rồi lại dùng kim châm để làm cho hệ thần kinh của cô tái sinh, cuối cùng dùng thuốc trung y Cùng với dinh dưỡng để bồi bổ thân thể của cô, làm cho hệ thần kinh bị tổn thương của cô nhanh chóng hồi phục. Trương Dương sau khi kiểm tra sơ bộ cho ngả Tây Ngối Á thì kinh ngạc phát hiện, tuy rằng ngả Tây Ngối Á bị liệt 2 năm, nhưng mà tứ chi của cô ta không hề xảy ra hiện tượng héo rút, hiện tượng cơ bắp thu lại do không vận động, điểm này làm cho hắn nghĩ mãi cũng không hiểu. Trương Dương buông cổ tay của ngả Tây Ngối Á ra, ngả Tây Ngối Á nhẹ giọng nói, "Thế nào? Tôi có hy vọng hồi phục hay không?" Trương Dương gật đầu nói, hẳn là có cơ hội khôi phục, thời gian bị thương của chị không quá dài, may là không tiến hành trị liệu bậy bạ. Ngả Tây ngồi á nói, đi nhìn rất nhiều bác sĩ, không ai dám mạo hiểm phẫu thuật cho tôi cả, bọn họ sợ phẫu thuật sẽ gây thương tổn lớn hơn nữa, làm nguy hiểm đến sinh mạng của tôi, thật ra. Tôi bây giờ thành như vậy, sống hay chết có gì khác biệt nhau. Trương Dương mỉm cười nói, tuy rằng tôi chỉ là lần đầu nhìn thấy chị, Cảm giác đối với chị thì chị là một cô gái không lạc quan, người Trung Quốc chúng tôi có câu, chết tử tế không bằng sống, lời tuy rằng hơi kém một chút, nhưng mà rất có đạo lý, trên đời này chuyện tốt còn rất nhiều, cô còn chưa hưởng thụ qua, chỉ cần trong lòng có hy vọng thì tất cả sẽ chậm rãi tốt lên. Ngả Tây ngói á nói, tôi còn có hy vọng sao? Cô ta đã một lần nữa lặp lại lời này. Trương Dương nói, có hy vọng, nhưng mà đầu tiên là phải có lòng tin, hắn rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Lạp khố mã đi theo hắn, sau khi đóng cửa phòng ngả tây ngói á, ông ta mới nói Trương Tiên Sinh, mời ngồi. Lúc này Chu Vân Phàm lại phải đóng vai phiên dịch. Phương thức giao lưu như vậy thật sự rất cản trở, may mà lúc này Cao Liêm Minh chạy đến, thằng nhãi này du học ở Mỹ nhiều năm, trình độ tiếng Anh đương nhiên là không có vấn đề rồi, hắn lập tức thay thế cho công tác của Chu Vân Phàm làm một cái cầu nối giữa Trương Dương và Lạp Khố Mã. Lạp Khố Mã cũng cực kỳ quan tâm đến bệnh tình của ngả Tây Ngói Á, Ông thân thiết nói, Trương Tiên Sinh, cậu thấy bệnh của ngả Tây Ngói Á có hy vọng chữa khỏi hay không? Trương Dương nói, tôi sẽ liên hệ với một người bạn tốt của tôi, chuyên gia nổi danh khoa giải phẫu thần kinh vua tử lương tiên sinh. Ngày mai hắn sẽ đến Nam Tích, Trương Dương dừng lại một chút, nói, Lạc Khố Mã tiên sinh, ông có thể ở lại Trung Quốc bao lâu? Lạc Khố Mã nói, tôi có rất nhiều sinh ý tại Ấn Độ, ngày mốt tôi phải về, nhưng mà, ngày mai vợ của tôi lãng cắt sẽ đến đây chăm sóc cho ngả Tây Ngói Á. Chu Vân Phàm nói, yên tâm đi, tôi cũng có thể hỗ trợ chăm sóc. Trương Dương nói, chỗ then chốt trong việc trị liệu cho ngả Tây Ngói Á nằm ở phần hồi phục cuối cùng, cái quá trình này có thể kéo dài liên tục 3 tháng, hoặc có thể lâu hơn nữa, các người phải làm tốt chuẩn bị ở lại Trung Quốc lâu dài. Lạp Khố Mã nói, chỉ cần có thể trị khỏi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồn ý, Lạp Khố Mã tuy rằng không tính là đại phú đại quý, nhưng mà ông ta vô cùng thương người cháu gái này. Chu Vân Phàm nói, "Lạc Khố Mã, ông không cần lo lắng, tất cả phí trị liệu trong nước của ngả Tây Ngói Á đều để tôi lo." Ông ta nói làm cho Lạc Khố Mã rất cảm động, cũng làm cho Trương Dương có một cái nhìn khác về ông ta. Trương Dương đưa ra vài yêu cầu, nếu như là trị liệu lâu dài thì ở Nam Dương Quốc tế sẽ không thích hợp, đề nghị bọn họ ra ngoài mua một căn nhà, thứ nhất là thanh tịnh, tránh bị quấy rối, thứ hai là cũng tiện ra vào. Ngoài ra, Bọn họ cũng phải chấp nhận cùng tồn tại với phương án trị liệu của Trung Quốc, không thể can thiệp giữa chừng. Yêu cầu của Trương Dương không phức tạp, tất cả đều được Lạp Khố Mã đồng ý, lúc Trương Dương chuẩn bị rời đi, Lạp Khố Mã rốt cục không nhịn được, nói Trương tiên sinh, xin hỏi, cậu vì sao lại chủ động xin chữa bệnh cho ngả Tây ngói Á? Chúng ta trước đây chưa từng quen biết. Trương Dương vui vẻ đứng dậy, vỗ vỗ vai của Chu Vân Phàm, Lạp tư tiên sinh tìm tôi, muốn cảm ơn thì ông cảm ơn Lạp tư tiên sinh đi. Ông ấy đúng là một người bạn tốt, thấy chuyện của ngả Tây Ngói Á mang đến đau khổ lớn như vậy cho nhà ông, cho nên ông ta ở trong nước đi tìm danh y khắp nơi, tất cả cái này đều là do ông ta an bài. Chu Vân Phàm Trừng to hai mắt ra, trong lòng nói là tôi làm cái rắm, nếu như không phải là Lạc Khố Mã tìm tôi, tôi căn bản là không biết chuyện cậu xem bệnh cho bọn họ. Ông ta muốn nói, Trương Dương lại một lần nữa vỗ mạnh vào vai ông, thái độ làm người của người Trung Quốc chúng tôi rất hàm súc thích làm chuyện tốt mà không để lại danh, lạp tư, xin lỗi nha, ông không cho tôi nói, đối với ông tôi đã không giữ được lời hứa rồi, Trương Dương vừa nói như thế, bên lạp khố mã đương nhiên là sẽ không có bất luận nghi ngờ gì rồi, và còn cảm động đến rơi nước mắt vì nghĩa cử cao đẹp của Chu Vân Phàm Chu Vân Phàm đưa Trương Dương ra đến cửa lớn của Nam Dương quốc tế, thấy lạp khố mã không đi ra cùng, Chu Vân Phàm mới cười khổ nói, chủ nhiệm Trương, tôi không rãnh như vậy đâu, chuyện này rõ ràng không phải do tôi làm, Cần gì lôi tôi vào chịu tội chứ?" Trương Dương nhếch môi cười một cái, cũng không phải chuyện xấu, chuyện tốt mà, cho ông một cơ hội làm người tốt, ông hẳn là nên cảm ơn tôi mới đúng." Chu Vân Phàm nói, "Tôi biết là chuyện tốt rồi, chỉ là chuyện nào cũng có hai mặt, nếu hôm nay không phải là chuyện tốt thì tôi làm sao biết cậu có bán đứng tôi hay không?" Trương Dương cười ha hả, Cao Liêm Minh cũng cười theo, Cao Liêm Minh nói, "Không ngờ rằng, ông lại thấu hiểu chủ nhiệm Trương của chúng tôi như vậy." Trương Dương nói, ông yên tâm đi, tuyệt đối là chuyện tốt. Chúng ta là bạn của nhau, Trương Dương tôi đã hãm hại bạn bè bao giờ chưa? Cao Liêm Minh trợn mắt nhìn, trong lòng nói anh không hãm hại bạn bè thì còn ai hãm hại bạn bè chứ, biết rõ chuyện của Phạm Tư Kỳ đã định mà còn lôi người ta vào. Chu Vân Phạm là một lão cáo già, ông ta đối với lời nói của Trương Dương một chữ cũng không tin, đi lại trên giang hồ nhiều năm như vậy, người nào mà ông chưa thấy qua trên trời làm gì có cái bánh ngọt nào tự nhiên rơi xuống chứ, không có khả năng. Ông luôn cảm thấy rằng Trương Dương đang suy tính cái gì đó, tên nhóc này là một kẻ dối trá, mình cần phải lưu tâm một chút, ngàn vạn lần không thể để hắn lừa được. Chu Vân Phàm nắm lấy tay áo của Trương Dương, rất thần bí, rất cẩn thận hỏi, chủ nhiệm Trương, cậu nói thật với tôi đi, vì sao cậu lại chữa bệnh cho ngả Tây ngói á? Trương Dương cười cười, giúp người làm niềm vui, ha ha. Đúng rồi, Cao Liêm Minh, chúng ta trở về họp, thằng nhãi này thoát khỏi Chu Vân Phàm, nhanh chóng trở về ủy ban thể dục. Cao Liêm Minh nhìn Chu Vân Phàm, cười cười một cái, trong nụ cười tràn ngập vẻ đồng tình, Chu Vân Phàm bị hắn cười làm cho trong lòng dùng mình, đầu óc nhanh chóng di chuyển, tên nhóc này rốt cục đang có chủ ý gì đây? Cao Liêm Minh đuổi kịp bước chân của Trương Dương, tôi đi gặp Phạm Tư Kỳ, cô ta chuẩn bị chuyển cổ phần công ty cho ngả Tây Ngói Á. Trương Dương đã nghe qua chuyện này, hắn gật đầu nói cậu giúp cô ta làm tốt chuyện này cao liêm minh nói cô ta nguyện ý chuyển nhưng mà ngả tây ngói á chưa chắc đã nguyện ý nhận chuyện này cần phải trưng cầu ý kiến của ngả tây ngói á trương dương nói chờ một chút nữa đi chuyện này tốt nhất là nên nói riêng với cô ta cao liêm minh nói anh thật sự có nắm chắc là có thể chữa tốt cho cô ta trương dương không nói chuyện hai tay bỏ vào trong túi nhàn nhã bước đi cao liêm minh hỏi tiếp anh nói đi chứ Trương Dương nói, tôi không nắm chắc, nhưng mà bác sĩ Vu có nắm chắc. Cao Liêm Minh nói, Phạm Tư Kỳ nói, chỉ cần chúng ta có thể chứa tốt cho ngả Tây Ngoài Á, cô ta sẽ đem một phần trăm cổ phần của tập đoàn Tinh Nguyệt cho chúng ta làm tiền thù lao. Cậu động lòng à? Đương nhiên là động lòng rồi, cái này cũng trị giá cả trăm triệu đấy. Trương Dương nói, vậy cậu đi chứa tốt cho ngả Tây Ngoài Á đi, tất cả tiền đều thuộc về cậu. Cao Liêm Minh nói, tôi làm gì có bản lĩnh đó không có bản lĩnh thì cậu nói nhảm cái gì, cho dù là chị cho ngả Tây ngói Á, tiền có phần của cậu sao? Anh, Cao Liêm Minh thiếu chút nữa bị thằng nhãi này làm cho tức hộc máu. Trương Dương không trực tiếp trở về Ủy ban Thể dục, hắn đi đến công trường của Trung tâm Thể dục mới, nhìn tiến độ xây dựng sân huấn luyện, hải sắt phu nhân rất nhanh sẽ tiến hành công tác phá bỏ và di rời. Đúng lúc Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử hai người đều đang có mặt tại công trường, thấy Trương Dương, bọn họ liền đến, cái lương thành long quan tâm nhất hiện nay chính là vấn đề tài chính công trình. Hắn nhìn thấy Trương Dương thì câu đầu tiên là chủ nhiệm Trương, tài chính của thành phố có chi đúng chỗ không? Trương Dương gật đầu nói, tuần này hẳn có thể nhập sổ 3 triệu, tiền chỉ cần đến tay, tôi lập tức cho cậu. Lương Thành Long rất có vẻ như rắn tham lam muốn nuốt voi cái này. Có thể cho nhiều một chút không? Cuối năm nay hơi khó khăn, thêm một triệu được không? Trương Dương liếc nhìn hắn một cái, đều cho cậu, cậu thì quá tốt, còn tôi thì không dễ chịu, bên kiến trúc, bên vật liệu, bên cung ứng đều nói biết thành phố cho tôi 6 triệu, cũng không phải một mình cậu muốn có lễ mừng năm mới, ai mà không có lễ mừng năm mới. Đều muốn tìm tôi đòi nhiều một chút, tổng cộng chỉ có 6 triệu, đem tất cả tiền cho các người, thì đại hội tỉnh này tôi khỏi làm nữa. Kiều Bằng cử nói, Thành Long, cậu đừng quá tham lam, làm kinh doanh là phải chuẩn bị chiến đấu lâu dài, cần phải phải đòi nợ dai giết. Trương Dương cười nói, anh mắng tôi à? Kiều Bằng cử nói, tôi đang nói giúp cho cậu mà. Lương Thành Long nói, tiền bên tân thế kỷ cậu đã cho chưa? Trương Dương nói, tiến sĩ quy phụ trách công trình bên kia, từ quang lợi bị bắt, tân thế kỷ loạn thành một cục, nếu như tôi không cho bọn họ tiền, thì công trình sân thể dục chủ phải dừng lại. Lương Thành Long nói, dừng thì cứ dừng, dù sao thì cũng không phải nguyên nhân do cậu. Nói nhảm, sao không phải là nguyên nhân do tôi? đám lãnh đạo này sẽ không nói đạo lý với cậu đâu, xảy ra trách nhiệm, bọn họ khẳng định là tìm đến người phụ trách là tôi, được rồi, xây dựng sân huấn luyện thế nào rồi. Bên vương quân giao đã bày ra tư thế phá bỏ di rời rồi, vận động viên của chúng ta không thể không có sân huấn luyện để luyện tập được. Lương Thành Long nói, trước 15 là chủ thể có thể hoàn công, nhưng mà hai sân luyện tập đã chỉnh lý đầy đủ rồi, có thể đưa vào sử dụng. Trương Dương gật đầu nói, sân huấn luyện gần nhất có thể hoàn công là được. Kiều Bằng Cử nói, Hải Sắt phu nhân xem ra là muốn làm đại sự tại Nam Tích một phen. Lương Thành Long nói, đúng là có tiền, ném 2 tỷ vào một khối đất như thế, anh nói xem bà ta có thể thu hồi bao nhiêu phần. Kiều Bằng Cử nói, tôi nghe nói Hải Sắt phu nhân có một sòng bạc tại Las Vegas, không chừng bà ta muốn đem cờ bạc đến Nam Tích đấy. Trương Dương nói, bà ta dám, trong quốc gia xã hội chủ nghĩa mà dám mở sòng bạc, tôi là người đầu tiên lao ra bắt bà ta đấy. Kiều bằng cử có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, người anh em, sao tôi cảm thấy cậu và hải sắt phu nhân lại có vẻ có thâm thù đại hận vậy, hai người có huyết hải thâm thù sao? Trương Dương nói, không có, anh đừng nói bậy. Lúc bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, thì thấy phó trường trinh hoảng hốt chạy đến hướng Trương Dương, đi đến bên người của Trương Dương, thấp giọng thì thầm, không tốt, vợ của Từ Quang Lợi đến đòi tiền. Trương Dương nao nao, cái gì? Phó Trường Trinh làm vẻ mặt đau khổ nói, dẫn theo một đám người nhà đến, đang gây ẩm ý trong viện của Ủy ban Thể dục. Trương Dương cả giận nói, mẹ nó, bọn họ làm phản à. Hắn cũng không giải thích với bọn người Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử, cùng Phó Trường Trinh vội vã chạy đến hướng của Ủy ban Thể dục. Tuy rằng Trương Dương đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi hắn đi đến Ủy ban Thể dục cũng không khỏi thất kinh, vợ của Từ Quang Lợi Lưu Thúy Vân triệu tập năm 60 người, vây chặt kín Ủy ban Thể dục lại, mấy phòng làm việc trên lầu còn truyền đến tiếng ồn ào, rất là đông người, thậm chí còn có kẻ trèo lên xe của Trương Dương nữa. Âm thanh của Lưu Thúy Vân từ trong phòng tài vụ truyền ra, các người thì tính là cán bộ quốc gia cái gì, đều là một đám cường đạo, thổ phỉ. Lão từ nhà chúng tôi bị bắt, nhưng mà công ty tân thế kỷ còn là nhà của chúng tôi, các người dựa vào cái gì mà tiếp quản. Thành phố đưa tiền công trình, các người dựa vào cái gì mà không đưa cho chúng tôi. Bây giờ giao tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho ủy ban thể dục các người trương dương vừa đi vào mấy bà già liền lao đến vây bắt hắn trương đại quan nhân không phải là không trải qua những chuyện như vậy trong lòng nói lưu thúy vân quả nhiên là có chuẩn bị ngày hôm nay không chỉ đến mà còn ôm ác tâm nữa tuy rằng trương dương dũng mãnh nhưng mà đối mặt với một đám đàn bà tranh chua cũng không có biện pháp lúc trước hắn còn ở phòng du lịch giang thành đã từng bị mấy người đàn bà chửi cho chạy chối chết nhưng mà trải qua nhiều sóng gió thăng trầm trong quan trường trương đại quan nhân đã thành thục hơn so với trước kia rất nhiều hắn cười tủm tỉm nói các người tìm ai thế tìm lãnh đạo của các người trương dương nói tìm lãnh đạo à các người chờ một chút tôi đi gọi cho các người thằng nhãi này nhìn ra tình thế không ổn liền chuẩn bị chuồn ra mời công an đến chỉ là chưa kịp chờ cho hắn thoát thân thì một âm thanh sắc bén đã vang lên tên họ trương kia đứng lại tao tìm mày đấy Trương Dương ngừng đầu, thấy vợ của Từ Quang Lợi Lưu Thúy Vân hùng hổ vọt xuống từ trên lầu, Lưu Thúy Vân cũng giống như Từ Quang Lợi, lúc trước cùng có xuất thân đồ tể giết heo, thân thể cao giáo, vô cùng hung hãn, vẻ mặt do tức giận mà run lên, trong con mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Trương Dương, tên họ Trương kia, người đại biểu pháp luật của tân thế kỷ là chồng của tao, hắn bị bắt không sai, nhưng mà mày không thể cướp lấy công ty của bọn tao. Biểu hiện của Trương Đại Quan Nhân cũng tương đối hàm dưỡng, mỉm cười nói chị là vợ của giám đốc tử à đừng nóng giận có chuyện gì từ từ nói có chuyện thì chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí giải thích bình tâm tĩnh khí cái rắm mày dựa vào cái gì mà giữ khoản công trình của bọn tao mày nghĩ rằng đàn ông nhà tao bị bắt thì có thể khi dễ cô nhi quả phụ bọn tao sao cướp đoạt tiền thuộc về bọn tao cái này gọi là tham ô đấy trương dương nói chị lưu nói cũng không thể nói như vậy trung quốc cũng có tội phỉ bán đấy bà đây bất chấp giá nào nhà của bọn tao bị đám tham quan chúng mày lấy mất chúng mày không phải muốn lão từ nhà bọn tao đến tặng lễ sao ai muốn đem tiền cực khổ của mình tặng đi bây giờ hay rồi bọn mày bắt lão từ vào tù mượn cơ hội tham ô tiền của hắn nuốt trưởng gia nghiệp nhà bọn tao bọn mày không phải là người bà ta vươn tay chỉ vào mũi của trương dương trương dương lui về sau một bứa xê mới tránh không bị bà ta chỉ trúng trương dương nói chỗ này là cơ quan nhà nước chỉ còn cố tình gây chuyện, tôi sẽ báo công an. Lưu Thúy Vân nói, báo công an thì báo công an, công an cũng phân rõ phải trái, mày dựa vào cái gì mà giữ tiền công ty bọn tao. Mày phạm tội tham ô, tao muốn kiện mày ra tòa. Trương Dương lạnh lùng nói, tiểu phó, báo công an. Phó Trương Trinh gật đầu, thật ra hắn đã gọi công an một lần rồi, nhưng mà cho đến bây giờ cũng không thấy công an đến. Một đám đàn bà bắt đầu xuống lại chỗ Trương Dương. Trương đại quan nhân nhìn ra thế cục hôm nay thật sự không ổn, nếu như ra tay, hai đấm ba đá khẳng định là làm cho đám đàn bà này ngã hết. Nhưng mà làm như vậy thì mình sẽ trở thành trò cười trong thể chế nam tích. Lúc trước người ta đã nói hắn chỉ biết dùng nắm tay, nếu như làm thế này thì sau đó sẽ càng tiếp tục kéo dài trò cười đấy. Trương Dương căm tức nhìn đám đàn bà tranh chua này, giận dữ hết tôi xem ai dám đến. Tiếng hét của hắn đúng là đủ lực, đám đàn bà này bị dọa đến rừng chân, Lưu Thúy Vân nói, tên họ Trương kia, ngày hôm nay mày phải giao tiền công trình ra. Trương Dương biết, đối với đám đàn bà tranh chua chợ bố này thì chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng nắm đấm. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, chị Lưu, chị có phải là hiểu lầm hay không? Có chuyện gì chúng ta về văn phòng nói? Trương Dương trước tiên muốn ổn định bà ta. Lưu Thúy Vân mới không ăn quả lừa của hắn, cất giọng the thế nói, có cái gì không thể nói rõ trước mặt mọi người. Mày có phải là sợ chuyện tham ô công khoản bị bại lộ không? Tao phi, mày là cán bộ quốc gia, mặc hàng hiệu xài điện thoại xịn, lái xe tốt, làm loạn quan hệ nam nữ, mày không làm thất vọng sự tin tưởng của Đảng và quốc gia đối với mày sao? Trong lòng Trương đại quan nhân rất là nóng, đám đàn bà này đúng là không phải thứ tốt, nói thật sự là hàng tôm hàng cá ngoài chợ, tôi không cho một bài học, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Tiêu điều mẫn từ trong đám người đi ra cô ta có quen với Lưu Thúy Vân, đi qua khuyên nhủ, chị Lưu, chị đừng nóng dập, nhất định là hiểu lầm, có chuyện gì chúng ta vào phòng làm việc nói, cô ta cầm lấy cánh tay của Lưu Thúy Vân, muốn kéo vào trong, chỉ là Lưu Thúy Vân dẫy ra, đánh một cái tát tai qua, làm cho tiêu điều mẫn ngã ngồi xuống đất, Lưu Thúy Hồng cả giận nói, đừng dùng bàn tay bẩn của mày đụng vào tao. Tiêu điều mẫn bị một cái tát của bà ta làm cho ngơ ngác, ủy khuất đến rơi lệ. Trương Dương thật sự muốn nổi nóng, chỉ là lại có hơn 10 mụ đàn bà vọt đến hương hắn. Trương Đại quan nhân trải qua vô số hung hiểm, nhưng trường hợp này thì lần đầu tiên gặp phải, hắn muốn tránh né, nhưng mà đám đàn bà này đã vây chặt lấy hắn bốn phương tám hướng, có người còn dũng cảm bắt đầu cào lấy hắn. Trong đầu của Trương Đại quan nhân chuyển qua vô số ý niệm, chỉ là đối mặt với đám đàn bà và trẻ nhỏ yếu nhược này thì cho dù mình có lực lượng to bằng trời cũng không có chỗ dùng. Tuy rằng hắn vẫn luôn kiềm chế không ra tay, nhưng mà đám đàn bà này cũng không phải là dân lương thiện, chưa ai đụng vào Trương Dương mà đã có ba bốn người ngã xuống đất, đánh người. Đánh người rồi, đánh người, cán bộ quốc gia đánh người. Giọng nói của Lưu Thúy Vân lại vang lên, mọi người làm chủ cho chúng tôi, ngay cả người già mà hắn cũng đánh. Mấy cán bộ trong ủy ban thể dục thấy trận thế như vậy cũng không dám tiến lại, Thạch thắng lợi mang theo vài bảo vệ đến đây, nhưng mà đối mặt với đám đàn bà và người già, cũng không có biện pháp nào hết vừa đi đến trước mặt, người ta đã lao lên. Thạch Thắng Lợi vốn muốn biểu hiện, nhưng mà bị ba người đàn bà có tướng tá cường tráng vây lại, không kịp phân trần, trên mặt của Thạch Thắng Lợi đã xuất hiện vài vết cào. Trương Dương vất vả trốn thoát khỏi vòng vây của đám đàn bà này, hắn chuẩn bị rời khỏi đây. Lưu Thúy Vân từ nãy giờ vẫn luôn theo dõi hắn, thấy Trương Dương muốn trốn, liền Lưu lĩnh vọt đến, một tay chụp lấy cánh tay của Trương Dương, mày không trả tiền thì đừng hòng chạy. Trương Dương nhịn bà ta cả buổi rồi, nội lực trong người dâng lên, Lưu Thúy Vân kêu á một tiếng, bàn tay níu lấy áo của Trương Dương tê dần, thân thể mất đi cân đối, ngã cái bịch xuống mặt đất xi măng, Lưu Thúy Vân gào lên, giết người. Đám đàn bà này cũng rất là khoa trương. Trương Dương nổi nóng, hắn nói với Thạch Thắng Lợi, ai dám ra tay thì bắt người đó lại. Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương làm vẻ mặt đau khổ nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương bất giận, hảo nam không đấu với nữ, Trương Dương nói, đám gái mẹ này mà là nữ sao? Toàn bộ đều là cọc cái cả. Cuối cùng, đến lúc này đã vang lên tiếng còi xe công an, từ khi phó trưởng trinh báo công an đến giờ đã 40 phút rồi, hiệu suất hành động của công an quả thật là rất thấp. Phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Triệu Quốc Cường tự mình mang đội đến, công an vừa đến, hiện trường hỗn loạn liền được khống chế, ngoại trừ Lưu Thúy Vân vẫn đang khóc thét ở đằng kia ra, thì những người khác đều cảm thấy sợ rồi. Triệu Quốc Cường làm vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Trương Dương, nói, xảy ra chuyện gì? Cơn giận của Trương Dương vẫn chưa tiêu tan, anh không nên hỏi tôi, anh hỏi mấy người kia đi, chạy đến ủy ban thể dục gây chuyện. Lưu Thúy Vân tóc tai bù xù ngồi dưới đất, tôi muốn đến đòi tiền công trình, nhưng mà hắn không chịu trả tiền, còn không nói lý, mang theo đám chó săn này đánh người. Thạch Thắng lợi cả giận nói, con mẹ nó bà mắng ai thế? Triệu Quốc Cường nghiêm mặt quát, cầm miệng hết cho tôi. Gã nhìn chung quanh sân một chút, hiện trường có sáu bảy bà già đang lẩm bẩm, đều nói mình bị đánh. Triệu Quốc Cường nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, mọi chuyện sao lại thành thế này? Trương Dương tức giận nói, chuyện này chúng tôi không có bất luận trách nhiệm gì, mấy người này chạy đến ủy ban thể dục cố tình gây rối, ẩu đả nhân viên công tác, vũ nhục chửi bới người khác, chúng tôi vẫn đều duy trì bình tĩnh cao độ. Lưu Thúy Vân Mắng, cái thằng Lưu Manh này, mày là tham quan, Sao lại có loại cán bộ quốc gia như mày?" Trương Dương lạnh lùng nói, "Anh nghe đấy." Lưu Thúy Vân tiếp tục gào thét như một bà điên. Tất cả mọi người đều không lưu ý Trương Dương đang lặng lẽ bấm một số điện thoại. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nhận được điện thoại của Trương Dương cũng cảm thấy rất bất ngờ, bình thường giữa ông và Trương Dương rất ít liên hệ, ông do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe điện thoại, trong điện thoại đột nhiên truyền ra một giọng nữ đang mắng chửi như bà điên, "Mày dùng quyền mưu tư ăn cắp tiền công trình của công ty bọn tao không chịu đưa đem tiền bỏ vào trong túi của mình mày làm loạn quan hệ nam nữ mày sinh hoạt hủ hóa mày mặt của từ quang nhiên liền thay đổi ông đã nghe ra giọng nữ này chính là từ em dâu lưu thúy vân không cần nghi ngờ nữa em dâu đã chạy đến ủy ban thể dục trương dương cố ý gọi cú điện thoại này để cho ông nghe rõ lời nói của lưu thúy vân từ quang nhiên cắn môi chậm rãi cúp điện thoại ông nhắm mắt lại từ sau khi người em thứ ba từ Quang Lợi bị bắt điều tra, từ Quang Nhiên liền hối hận vì lúc đầu đã cho em trai tiếp nhận công trình trung tâm thể dục mới, tu dưỡng cá nhân và năng lực của từ Quang Lợi quá kém, căn bản là không thể nào hoàn thành công trình này. Sự thật đã chứng minh được điểm này, gã không chỉ làm cho mọi chuyện hỏng bét, mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Từ Quang Nhiên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm về chuyện em trai đi đút lót, mà chỉ là tận lực làm giảm lực ảnh hưởng của chuyện này xuống, Sử lý của Trương Dương trong công trình trung tâm thể dục mới làm cho Từ Quang Nhiên thỏa mãn. Từ Quang Lợi bị bắt, Tân Thế Kỷ như rắn mất đầu, chia năm sẽ bẩy ra, nếu như Trương Dương không tiếp nhận chuyện này, thì việc xây dựng sân thể dục chủ thể tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Từ Quang Nhiên hiển nhiên là không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra rồi, chỉ là ông thật không ngờ rằng khi mọi chuyện đã yên ổn, công trình sân thể dục chủ gần hoàn thành, thì em dâu lại nhảy ra, con đàn bà ngu xuẩn này, hết giờ rồi sao mà lại đi đòi tiền lúc này, Quả nhiên là không muốn mạng của chồng mình nữa rồi sao? Từ Quang Nhiên lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho em trai thứ hai Từ Quang Thắng, "Quang Thắng, vợ của lão Tam đang ở ủy ban thể dục, cậu nhanh đến mang nó về đi." Thật ra thì Trương Dương cũng có gọi điện cho Từ Quang Thắng, Từ Quang Thắng lúc đó đang làm phẫu thuật nên không nghe điện thoại, vừa đi ra liền nhận được điện thoại của đại ca, Từ Quang Thắng buông điện thoại xuống, cởi đồ phẫu thuật ra liền vội vã chạy đến hướng của ủy ban thể dục. Triệu Quốc Cường nói, trước tiên đưa người bị thương đến bệnh viện kiểm tra, chuyện của bọn họ trở về sẽ nói. Trương Dương nói, đều là giả vờ, chúng tôi không có ra tay. Triệu Quốc Cường nói, có ra tay hay không, cậu nói không tính, chứng cứ định đoạt. Trương Dương rất là tức giận đối với hiệu suất làm việc của công an, hắn nhìn Triệu Quốc Cường nói, chúng tôi báo công an đã gần một tiếng rồi, lúc này các người mới chạy đến, hiệu suất thật sự rất cao à triệu quốc cường nói các người là tranh cãi dân sự trong cuộc chúng tôi còn nhiều việc phải làm không có khả năng chỉ phục vụ cho ủy ban thể dục cậu trương dương nói anh có ý gì triệu quốc cường nói không có ý gì xảy ra chuyện mới nhớ đến chúng tôi tôi còn tưởng rằng ủy ban thể dục các người vạn sự không cầu người chứ trương dương nói cục trưởng triệu nói năng cẩn thận một chút cẩn thận cái gì cẩn thận coi chừng tôi kiện anh không làm tròn trách nhiệm triệu quốc cường cười ha hả chủ nhiệm trương cậu nên quan tâm chính mình thì hơn nhiều người già bị thương như vậy nếu như xảy ra vấn đề gì cậu phải phụ trách chăm sóc người ta đến lúc lâm chung phiền phức lắm trương dương nói người trong sạch thì tự trong sạch tôi đi ngay ngồi thẳng người khác nói xấu tôi thế nào tôi chỉ khi lại là thối lắm triệu quốc cường nói có tính cách chỉ mong cậu có thể nói rõ ràng cao liêm minh lúc này chẳng biết từ đâu chạy ra hắn đi đến giữa trương dương và triệu quốc cường cười nói được rồi được rồi công an nhân dân đến rồi mọi chuyện sóng yên gió lặng trương dương tức giận nói cậu vừa đi đâu thế wc ấy cao liêm minh làm vẻ mặt vô tội thật ra thì thằng nhãi này vừa rồi thấy tình thế không ổn cho nên đã trốn đi trương dương nói đồ tồi lúc cần cậu sao không thấy cậu đến miệng của triệu quốc cường giật giật gã nắm chặt đấm tay Cao Liêm Minh đương nhiên có thể nghe ra là Trương Dương không phải mắng hắn, ôm lấy cánh tay của Triệu Quốc Cường nói: "Anh Triệu, em có thể làm chứng, nhân viên trong ủy ban thể dục bọn em trong toàn bộ quá trình đều giữ bình tĩnh cả, bọn em không đánh người." Lưu Thúy Vân vẫn tiếp tục ngồi dưới đất mà chửi mắng, Trương Dương chậm rãi đi đến gần người của bà ta, thân ảnh của hắn che khuất khuôn mặt của Lưu Thúy Vân, Lưu Thúy Vân có chút kinh hoàng nói: "Mày, mày muốn làm gì? Ở chỗ này, mày muốn đánh người?" trương dương lạnh lùng nói chị không đáng để tôi đánh chị không phải là muốn tiền sao tôi nói rõ cho chị biết chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này thì chị và người của chị sẽ không nhận được một xu nào từ tiền công trình tôi sẽ để cho bên kiểm tra bắt đầu khởi tra công trình sân thể dục của các người mỗi một hạng mục đều phải tra rõ ràng chị tốt nhất là về nên đi mua nhang cúng đi cầu ông trời phù hộ cho chồng của chị không có làm chuyện gì trái pháp luật nếu như liên quan đến chỗ vi phạm công trình nếu như liên quan đến việc trốn thế tôi dám cam đoan, sẽ phạt cho các người khuynh ra bại sản. Lưu Thúy Vân không nhịn được dùng mình một cái, thằng nhãi này nói chuyện thật dọa người. Bà ta lập tức nghĩ đến mình còn có một người anh rể là bí thư thị ủy làm chỗ dựa, lá gan nhất thời lớn lên, mày cho rằng mày là ai chứ? Chủ nhiệm ủy ban thể dục, chỉ là một quan nhỏ ngồi dưới giếng, nam tích này chưa đến phiên mày định đoạt. Trương Dương mỉm cười nói, nam tích thì tôi nói không tính, nhưng mà ở chỗ này, tôi định đoạt từ quang thắng thở hổn hển chạy đến hiện trường thấy bộ dạng của lưu thúy vân ông không khỏi thở dài nói em dâu em làm gì vậy lưu thúy vân hòa lên khóc lớn anh hai em không sống nữa lão tam vào tù rồi các người mở to mắt nhìn đám khốn nạn này ăn hiếp cô nhi quả phụ bọn em bọn em sống không nổi nữa từ quang thắng đương nhiên rõ ràng tính tình của em dâu mình vẻ mặt đầy bất đắc dĩ triệu quốc cường nói đừng khóc nữa cô nói có người đánh cô đến bệnh viện kiểm tra đi, trở về công an sẽ lấy lời khai của cô. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dựa theo lẽ công bằng để xử lý chuyện này, nhưng mà các người không thể tụ tập ở chỗ này được. Trương Dương lười quản cục diện giám dối ở hiện trường, hắn không nói lời nào nữa, trở về phòng làm việc của mình. Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương, Tăng Kim Đường đều theo vào, Tăng Kim Đường thấy được toàn bộ quá trình, Trương Dương quả thật không ra tay, ông tràn ngập cảm kích đối với Trương Dương, luôn muốn tìm một cơ hội để biểu lộ, ông cảm thấy rằng bây giờ phải nói vài câu, Trần An Trương Dương, chủ nhiệm Trương, cậu đừng nóng giận, tất cả đều là một đám đàn bà trợ búa, chúng tôi thấy rất rõ ràng, cậu căn bản là không đụng bà ta, lát nữa chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu. Trương Dương cười nói, tôi không phải là tức giận mấy người đó, thành phố cho chúng ta 6 triệu, tiền còn chưa lấy được, mà đã có rất nhiều người đang nghĩ cách rồi, ngày hôm nay bà ta đến quậy như vậy, thật ra đã cho tôi một lời cảnh tình, Lúc trước tôi cho rằng chỉ cần làm tốt công tác của tôi, chuyện của nhiệm kỳ trước tôi chưa từng hỏi đến. Nhưng bây giờ xem ra, có một số việc tôi không thể lảng tránh được. Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Tang, tôi muốn thành lập một tổ điều tra, điều tra vấn đề tồn tại trong lúc công ty Tân Thế kỷ xây dựng công trình trung tâm thể dục mới. Chương 625, giải quyết việc chung. Hai người đều nghe rất rõ ràng, Trương Dương muốn đang muốn tra về vấn đề này, nói cách khác Ngày hôm nay Lưu Thúy Vân đã hoàn toàn chọc giận Trương Dương, Trương Dương đã không còn cho Từ Quang Nhiên mặt mũi nữa, hắn muốn điều tra vấn đề có khả năng tồn tại trong quá trình xây dựng trung tâm thể dục mới. Hai người gật đầu, nhưng không phát biểu ý kiến, chuyện này nói ra thì dễ, nhưng làm rất khó, Từ Quang Lợi bị bắt, nếu như điều tra tiếp nữa, bọn họ có phải là bỏ đá xuống giếng hay không, không cho Từ Quang Lợi bất kỳ cơ hội xoay người nào cả. Đừng quên rằng Từ Quang Lợi còn có một người anh là bí thư thị ủy chỉ cần bọn họ tra, thì tất nhiên sẽ chọc giận từ quang nhiên. Trương Dương từ biểu tình của bọn họ đã đoán được trong lòng bọn họ đang cố kỵ cái gì, thản nhiên nói, các người không cần sợ, đem tư liệu liên quan siêu tập một chút là được, tôi chuẩn bị cho ban ngành tương quan tham gia chuyện này. Từ quang thắng xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc, ông gõ cửa phòng. Lý Hồng Dương và Tăng Kim đường nhân cơ hội đi ra. Từ quang thắng làm vẻ mặt lúng túng nói, chủ nhiệm trương, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi. Trương Dương mỉm cười nói, chủ nhiệm từ, mau ngồi đi, không cần phải xin lỗi gì cả, chuyện này không phải do anh làm. Từ Quang Lợi nói, chủ nhiệm Trương, em dâu của tôi xuất thân đồ tể, không có văn hóa gì, tố chất hơi kém, cậu ngàn vạn lần đừng tính toán với em nó. Trương Dương nói, bà ta đến tìm tôi là muốn đòi tiền công trình của tân thế kỷ, chủ nhiệm từ, lúc đầu sở dĩ tôi muốn thu hồi quyền quản lý của sân thể dục mới, cũng là bởi vì em trai của anh xảy ra vấn đề, tầng quản lý của tân thế kỷ rơi vào trong vòng hỗn loạn, lúc đó anh cũng đồng ý. Từ quang lợi ấy náy nói, chuyện này trách tôi, vì đã không làm tốt công tác giải thích với bọn họ. Trương Dương nói, chủ nhiệm từ, chúng ta là bạn bè lâu năm, tôi biết chuyện này không liên quan đến anh, tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ Lưu Thúy Vân, đừng đến đây làm phiền nữa, lần sau nế như còn phát sinh chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ không khách khí với bà ta đâu. Từ Quang Thắng thở dài nói, tôi sẽ đi khuyên bảo em nó. Trương Dương bận tâm đến mặt mũi của Từ Quang Thắng, cho nên cũng không nói quá nặng lời, hắn cười nói, quên đi, chuyện này không cần nói nữa, đúng rồi, ngày mai bác sĩ Vu Tử Lương đến Nam Tích, có muốn gặp mặt một lần không? Hai mắt của Từ Quang Thắng sáng lên, bác sĩ Vu à. Tôi rất là ngưỡng mộ hắn, như vậy đi, ngày mai để tôi làm chủ. Trương Dương cười nói, không cần đâu tôi đã đặt phòng tại nam dương quốc tế anh và viện trưởng chung cùng nhau đến là tốt nhất trương dương cũng không ngờ chuyện này còn chưa kết thúc đám người đến gây chuyện sau khi bị công an mang đi vào buổi chiều cùng ngày đã có sáu bà già phải vào viện lưu thúy vân cũng nằm viện bà ta kiện công an rằng trương dương đánh bà ta đám bà già kia cũng nhất trí là trương dương đánh nói một đám thanh niên ở ủy ban thể dục được trương dương dẫn đầu dùng sức đánh bọn họ cả đám kêu gào muốn quốc gia nuôi dưỡng nửa đời sau của ấp n năm họ con cái của bọn họ cũng tụ tập tại bệnh viện tiến hành kháng nghị với thành phố. Từ Quang Thắng đến khuyên em Dâu Lưu Thúy Vân, còn chưa kịp nói được hai câu đã bị chửi cho mặt già đỏ bừng. Từ Quang Thắng không còn cách nào, chỉ có gọi điện thoại cho đại ca Từ Quang Nhiên, nói chuyện này ông không khống chế được nữa rồi. Lưu Thúy Vân muốn làm lớn chuyện này lên, luôn mồm nói muốn đem hung thủ đánh người vào tù, càng kỳ quái hơn là bà ta còn nói ngày mai sẽ tổ chức đội cảm tử đến ủy ban thể dục gây chuyện. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên thật sự đã nổi nóng, ông ta cũng biết đứa em dâu thứ ba này không có giáo dục, chỉ là ông không ngờ rằng Lưu Thúy Vân lại mạnh mẽ như vậy, tuy rằng em dâu đi quậy ủy ban thể dục, nhưng mà mặt mũi của bí thư thị ủy ông cũng phải chịu nhục. Từ Quang Nhiên rơi vào đường cùng, tối đó kêu vợ Tôn Cảnh Phương cùng đi đến bệnh viện thăm em dâu Lưu Thúy Vân. Lưu Thúy Vân căn bản là không có bị thương gì, kết quả chẩn đoán của bệnh viện cũng đã có, nhưng bà ta mặc kệ chẩn đoán của bác sĩ, nói mình bị đau đầu. Một hồi thì lại đau ngực, ở bệnh viện không chịu đi, bệnh viện cũng bó tay. Lúc Từ Quang Nhiên và Tôn Cảnh Phương đi vào phòng bệnh, Lưu Thúy Vân đang gặm táo, thấy bọn họ đến, Lưu Thúy Vân vội vàng đặt trái táo xuống, ôm đầu rên rỉ, bà ta biểu diễn quả thật có chút khoa trương, ngay cả Từ Quang Nhiên cũng chịu không nổi. Từ Quang Nhiên nháy mắt với vợ một cái, ý bảo vợ đến xử lý đi. Tôn Cảnh Phương bình thường rất là khinh thường đứa em dâu này, chỉ là ngày hôm nay đến thăm ít nhiều gì cũng mang mùi vị chính trị. Phải làm tốt công tác câu thông cho em dâu, không thể để em dâu tiếp tục quậy như vậy được." Tôn Cảnh Phương nói, "Thúy Vân, chị và đại ca em đã hỏi qua bác sĩ, nếu em không có chuyện gì thì không bằng mau chóng trở về nhà đi, bệnh viện không phải là chỗ tốt để ở, bệnh gì cũng có, nếu như bị nhiễm bệnh thì phiền phức lắm." Tôn Cảnh Phương phụ trách công tác tổng công đoàn, cho nên cái miệng rất biết nói chuyện, cũng có năng lực chính trị, nhưng mà bởi vì luôn bị hào quang của chồng là bí thư thị ủy che mờ, cho nên bình thường tôn cảnh phương cũng ít làm công tác, ấn tượng của bên ngoài đối với bà đều là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Công nhận bà ta là vợ hiền của từ quang nhiên. Lưu Thúy Vân nói, em đau đầu lắm, có thể trong đầu có chuyện, đại ca, chị cả, Trương Dương kia căn bản là một gã lưu manh chính trị, em tìm hắn nói về vấn đề tiền công trình của tân thế kỷ, cũng không nói được hai câu, hắn liền mắng người, không chịu trả tiền, còn chửi từ quang lợi chồng em, em tức quá không nói với hắn, hắn nói bọn em có thể lấy được công trình tất cả đều là nhờ đại ca cả nói đại ca lấy quyền mưu tư em kêu hắn xin lỗi không ngờ hắn lại ra tay đánh em còn kêu bảo vệ đuổi bọn em ra ngoài đại ca chị hai hai người làm chủ cho em đi lưu thúy vân mở miệng nói dối cũng rất có nghề năng lực phân rõ phải trái của từ quang nhiên đương nhiên vẫn có ông biết em dâu muốn kích thích sự phẫn nộ của mình ngày hôm nay trương dương gọi điện thoại cho ông Tình cảnh Lưu Thúy Vân chửi bới um sùm ông đã nghe rất rõ ràng, căn bản là Trương Dương đến cửa gây chuyện, Trương Dương trong toàn bộ quá trình đều kiềm chế bản thân, từ Quang Nhiên là anh chồng, có chút chuyện không tiện nói, ông chậm rãi nói: "Em dâu à, cố gắng đừng để mâu thuẫn trở nên gay gắt, em yên tâm, chuyện này anh sẽ cho điều tra rõ ràng. Nhất định sẽ cho em một công đạo." Lời nói của Từ Quang Nhiên nghe tựa hồ thì hướng về Lưu Thúy Vân, nhưng lại không có một chút nội dung thực chất nào cả. Lưu Thúy Vân lần này gây chuyện không chỉ muốn đòi tiền công trình, mà bà ta còn muốn phát tiết bất mãn đối với Từ Quang Nhiên, chồng của bà ta bị viện kiểm soát bắt mấy tháng rồi, vị đại ca bí thư thị ủy này lại chẳng quan tâm em trai, căn bản là không có ý ra tay trợ giúp, điều này làm cho Lưu Thúy Vân càng ngày càng thất vọng, chính vì thất vọng, cho nên bà ta mới nghĩ đến phương pháp này, bà ta muốn gây chuyện, Từ Quang Nhiên ông làm bí thư thị ủy muốn mặt mũi, ông có thể vì quân pháp mà bất dung thân. Tôi phải nghĩ biện pháp cứu chồng của tôi cho dù cứu không được thì tôi cũng phải đòi lại tiền công trình về. Lưu Thúy Vân nói, "Đại ca, không phải là em cố ý gây chuyện, mà là Trương Dương hắn quá khi dễ người, công trình sân thể dục chủ là do công ty Tân Thế kỷ bọn em xây từng viên gạch lên, bây giờ công trình sắp làm xong rồi, dựa theo hợp đồng lúc đầu hẳn là phải thanh toán tiền công trình cho bọn em." Hắn tiếp quản công ty, nói là giám sát, nhưng quyền quản lý tài vụ thì lại nằm trong tay của hắn, dựa vào cái gì? Bọn em cực khổ xây dựng Đến cuối cùng, tất cả đều là làm không công. Quang Lợi nhà em còn đang ngồi trong trại giam, những cô nhi quả phụ bọn em mặc cho hắn khi dễ. Đại ca, em biết anh là bí thư thị ủy, anh sợ chuyện của Quang Lợi làm ảnh hưởng đến anh, nhưng mà chồng em dù sao cũng là em trai của anh, anh không thể mở to mắt nhìn người nhà của chúng ta bị khi dễ đến tình trạng này mà vẫn thờ ơ. Vừa nói chuyện, Lưu Thúy Vân vừa chảy nước mắt ra. Từ Quang Nhiên nghe mà thấy phiền lòng. Nói chuyện với cô em dâu này căn bản là không thông, ông đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tôn Cảnh Phương không đi, bà nắm tay của Lưu Thúy Vân nói: "Thúy Vân, em nghe chị nói một câu đi, đừng gây sự nữa, mau về nhà đi, bây giờ bên ngoài có không biết bao nhiêu người dụng tâm đang chê cười nhà chúng ta. Em nói Trương Dương đánh em, nhưng mà hắn có nhân chứng, bệnh viện cũng nói em không có việc gì. Thúy Vân, tiếp tục như vậy không có ý nghĩa đâu, chuyện tiền công trình, trở về chị sẽ nói với đại ca của em." nhờ ổng nghĩ giúp biện pháp được không? Lưu Thúy Vân vừa nói vừa khóc, lúc này khóc rất là thê thảm, bà ta khóc lóc nói, chị hai, chị phải giúp em, chị kêu đại ca giúp quang lợi, không thể để tiền nhà em mất không được. Trong lòng tôn cảnh Phương nói đã là lúc nào rồi mà còn như vậy, thảo nào từ quang nhiên rất là tức giật, Lưu Thúy Vân này thật sự đúng là một kẻ không biết thức thời. Bà ta khuyên một hồi, rồi mới rời đi. Đi đến hoa viên dưới lầu, thấy từ quang nhiên đứng trong hoa viên lặng lẽ hút thuốc, Tôn Cảnh Phương đi qua, nhẹ giọng nói, lão tử, sao lại không lái xe? Từ quang nhiên rụi đầu thuốc lá vào ghế đá, sau đó ném vào trong thùng rác, thấp giọng nói, nó đồng ý đi. Tôn Cảnh Phương lắc đầu, thở dài nói, lời hữu ích em đã khuyên hết rồi, chỉ là nó không nghe, em thấy lần này nó gây chuyện không chỉ vì muốn đòi tiền, phỏng chừng nó còn muốn chút giận nữa. Từ quang nhiên nói, nó không muốn đòi tiền sao? nếu như nó thật sự quan tâm đến lão tam, sao lại gây chuyện như thế? Không để ý đến ảnh hưởng xã hội, nó gây chuyện như vậy có chỗ tốt nào cho lão tam? Tôn cảnh phương khuyên ngủ, lão tử, đừng nóng giận, chúng ta trở về đi, trở về gọi điện thoại cho quang thắng, kêu em nó nghĩ biện pháp khuyên ngủ nó. Lưu Thúy Vân là người địa phương nam thích, thân thích trong nhà bà ta rất là nhiều, gia tộc rất lớn, lần này bà ta đã cảm nhận đầy đủ lực lượng của quần chúng, pháp không trách chúng đúng là tốt thật, Vợ chồng từ quang nhiên sau khi rời đi không lâu, Lưu Thúy Vân bắt đầu tính kế hoạch đến gây chuyện ủy ban thể dục ngày mai, ngay khi bà ta đang thương lượng với người nhà, thì công an đến. Triệu Quốc Cường thật ra không muốn tiếp vụ tranh cãi này, có một điều Trương Dương đã hiểu lầm gã, cũng không phải là gã không muốn làm việc, mà là do đa số công an đều có oán khí với ủy ban thể dục. Trước đó vài ngày trong vụ án của cung nhã hình cách làm của Trương Dương đã làm tổn thương đến không ít tự tôn của công an Nam Tích, sau đó thì phòng tâm vĩ từ chức mạnh doãn tha nghỉ bệnh, khơi dậy phản cảm trong nội bộ công an, cho nên đa số người trong hệ thống công an đều ôm thái độ hả hệ trong sự kiện tranh cãi lần này của Ủy ban Thể dục. Trên thực tế chuyện này cũng không xử lý tốt, một bên là Ủy ban Thể dục, một bên là em dâu của bí thư thị ủy, làm không tốt thì sẽ đắc tội với người khác. Ủy ban Thể dục báo công an là gọi cho khu trực, khu trực báo lên cho phân cục, phân cục lại báo lên tổng cục. Cục trưởng Trương Đức Phóng vừa nghe chuyện này có liên quan đến Trương Dương liền đau đầu, cho nên gã ta giao chuyện này cho Triệu Quốc Cường, Triệu Quốc Cường vừa nhận nhiệm vụ thì lập tức đến ủy ban thể dục ngay. Gã không thích Trương Dương, luôn đổ cái chết của em trai lên người của Trương Dương, mà Trương Dương cũng đồng dạng không thích gã, cho rằng Triệu Quốc Cường cố ý kéo dài thời gian, làm cho đám người Lưu Thúy Vân có cơ hội gây chuyện tại ủy ban thể dục. Triệu Quốc Cường đến bệnh viện vì làm công tác điều giải, kết quả kiểm tra của Lưu Thúy Vân và đám bà già kia đã có rồi, tất cả mọi người đều không sao cả. Triệu Quốc Cường cũng đã điều tra một số người chứng kiến hiện trường, căn cứ theo tình huống mà gã nắm giữ thì, là đám người Lưu Thúy Vân đổi trắng thay đen, rõ ràng là bà ta dẫn một đám người đến ủy ban thể dục gây chuyện, vừa ăn cướp vừa la làng. Bên trong công an cũng vì chuyện này mà mở một cuộc họp, căn cứ theo kết quả thương lượng của bọn họ, chuyện này nên để cho Triệu Quốc Cường đứng ra, để cho gã điều giải một chút, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nguyên nhân đồng ý giao chuyện này cho Triệu Quốc Cường là Triệu Quốc Cường vừa đến, gã không có quan hệ quá sâu với hai bên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là sau lưng của Triệu Quốc Cường có Sở trưởng chống lưng, không sợ đắc tội với Từ Quang Nhiên lại càng không sợ đắc tội với Trương Dương. Triệu Quốc Cường biết rõ tất cả mọi người đều không muốn đụng vào cục phiền toái này, nhưng nếu chuyện này đã rơi lên đầu gã, thì gã cũng chỉ có thể đi làm, tuy rằng gã hy vọng Trương Dương đánh đám bà già đó, bắt được nhược điểm của Trương Dương để lôi hắn đến cục từ từ mà thẩm vấn nhưng mà gã cũng rõ ràng mình là công an, cho dù gã có ghét Trương Dương, thì chuyện này cũng phải xử lý theo lẽ công bằng. Buổi chiều khi Lưu Thúy Vân gây chuyện đã biết Lưu Thúy Vân là phó cục trưởng mới đến, bà ta làm ra vẻ mặt ủy khuất, khóc lóc nói, cục trưởng triệu, anh làm chủ cho chúng tôi, Trương Dương hắn thân là cán bộ quốc gia, biết pháp phạm pháp, hắn đánh tôi không tính, còn đánh nhiều người già như vậy, hành vi của hắn căn bản là bôi đen cờ đảng. Tôi muốn kiện hắn, tôi muốn hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi hung ác của mình. Triệu Quốc Cường biết đối phó với loại đàn bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ như Lưu Thúy Vân thì không thể dùng phương pháp bình thường, cần phải làm bất ngờ, làm cho bà ta trột giả thì mới có thể giải quyết được chuyện này. Triệu Quốc Cường nói cô nói hắn đánh người, bọn họ cũng nói cô đánh người. Tôi không có. Triệu Quốc Cường nhìn thẳng vào con mắt của Lưu Thúy Vân, không có. Lưu Thúy Vân quả nhiên trột dạ, bà ta rõ ràng có đánh tiêu điều mẫn một cái bà tai, xung quanh có rất nhiều người thấy, nhưng mà miệng vẫn rất cứng không có triệu quốc cường nói tiêu điều mẫn cũng đã nằm viện báo cáo ct của cô ta đã có là não bị chấn động chúng tôi cũng nằm viện triệu quốc cường nói tất cả các người đều không có việc gì kết quả kiểm tra tôi đã coi qua tiêu điều mẫn thì khác cô ta không bị chấn động não mà căn cứ theo lời bác sĩ nói màng tay có khả năng bị tổn thương nếu như thật sự cấu thành thương tổn thì người đánh cô ta có thể sẽ rất phiền phức triệu quốc cường nói công an chúng tôi phá án chú ý nhân chứng vật chứng nếu có chứng cứ chính xác thì có chối cũng vô dụng cô tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý đi bên kinh tiểu lộ đã chuẩn bị khởi tố cô nói các người tấn công cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến trật tự công tác bình thường đúng rồi căn cứ theo lời khai của tiêu điều mẫn là cô đánh cô ta cô ta muốn kiện cô tội gây thương tổn lưu thúy vân nói để cho cô ta kiện đi tôi cũng muốn kiện lại bọn họ Triệu Quốc Cường nói, vốn chỉ là tranh cãi nội bộ, nói chuyện không được sao, vì sao lại phải ra tay. Chưa đến cuối cùng, Triệu Quốc Cường sẽ không có ý định từ bỏ việc điều giải. Lưu Thúy Vân Kiên chỉ nói, là bọn họ ra tay trước, anh là công an, anh nói chuyện phải công bằng, không thể bởi vì hắn là cán bộ mà anh che chở cho hắn. Lưu Thúy Vân không biết rằng, Triệu Quốc Cường hận Trương Dương hơn bất kỳ kẻ nào, gã luôn cho rằng em trai đã chết trong tay của Trương Dương, nhưng mà gã không có chứng cứ, Triệu Quốc Cường là một người rất chuyên nghiệp, gã cho rằng lúc làm việc thì không nên để cho tình cảm xen lẫn vào bên trong. Triệu Quốc Cường nói, ý của cô là từ chối phối hợp. Tốt lắm, tôi sẽ đem ý tứ của cô chuyển cáo cho bên ủy ban thể dục, chuyện này về sau sẽ do tòa án giải quyết. Lưu Thúy Vân nói, anh đừng làm tôi sợ, ra tòa thì ra tòa, tôi mới là người bị hại, tôi không sợ. Trong quá trình Lưu Thúy Vân gây chuyện luôn có một người đứng trong chỗ bí mật từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, đó chính là Lý Trường Phong, hạng mục của thành phố hắn rất rõ ràng, chuyện tình trong công ty tân thế kỷ hắn cũng rất rõ, cái chuyện tiền công trình một triệu kia là do chính hắn đã nói cho mợ nhỏ Lưu Thúy Vân biết, cũng chính là hắn giật dây Lưu Thúy Vân đến gây chuyện. Lưu Thúy Vân tụ tập người nhà đến ủy ban thể dục gây chuyện, trong lòng hắn rất đắc chí, hai bên ai không gặp may hắn cũng không tổn thất cái gì, Trương Dương đập siêu thị của hắn, tát hắn một bà tai trước mặt mọi người, việc này hắn sẽ không quên lưu thúy vân cũng không phải thứ tốt gì lúc tân thế kỷ gặp khó khăn nhất bà ta chạy khắp nơi tìm mình mình vì tân thế kỷ làm ra bao nhiêu công sức đến cuối cùng cái gì cũng không có lý trường phong thầm nghĩ rằng hai bên các người cứ việc đấu đá với nhau đi tốt nhất là lưỡng bại câu thương tôi sẽ cười rất vui vẻ chỉ là muốn cười cũng không dễ dàng như vậy chuyện tiền công trình chỉ có vài người nội bộ biết trương dương rất dễ dàng nghĩ đến hắn hơn nữa thằng nhãi này từ sau khi gặp chuyện không may liền núp vào trong bóng tối, cái này không phải là tự giấu đầu lòi đuôi sao. Trương Dương tuy rằng không phải là một người báo thù mù quáng, nhưng cái kiểu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì hắn không làm được, với tính cách của hắn thì không thể đợi lâu như thế. Lúc Lý Trường Phong lái xe về nhà, ở ngoài cửa nhà gặp phải Trương Dương và Thạch Thắng lợi ngăn cản, Lý Trường Phong tấy không thể tránh khỏi, đành phải kiên trì đi đến, đã trễ thế này rồi, chủ nhiệm Trương tìm tôi có việc sao? Trương Dương cười nói, không có việc gì. Thạch Thắng Lợi không nói một lời nào, đi qua, túm lấy cổ áo của Lý Trường Phong, chỉ vào mấy vết thương do bị cào trên mặt mình, nói con mẹ mày có thấy rõ không? Đây là nhờ đám đàn bà điên nhà mày ban cho tao. Lý Trường Phong nói, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Hắn cũng hiểu về Thạch Thắng Lợi, đây là một tên lưu manh xã hội, biết đấm biết đá, bản thân hắn không thể trêu vào được. Trương Dương nói, Thắng Lợi chuyện gì cũng phải từ từ anh đừng ra tay thạch thắng lợi nói đừng cho rằng tao không biết đám đàn bà lưu thúy vân kia đều là do mày đưa tới lừa gạt hay thạch thắng lợi đã bắt đầu biết dùng mấy cái này rồi lý trường phong làm sao mà dễ dàng thừa nhận tôi nói này anh đừng nghe người khác nói bậy tôi làm sao lại làm loại chuyện này thạch thắng lợi mắng còn không thừa nhận à lưu thúy vân đã nhận rồi lý trường phong nói tôi căn bản là không biết bà ta đến gây chuyện ngày hôm nay tôi đến tĩnh hải làm việc thạch thắng lợi anh đừng như vậy anh mà cứ túm lấy tôi không buông tôi sẽ báo công an thạch thắng lợi cười lạnh nói có gan thì mày báo công an đi con mẹ mày chứ báo công an tao sợ mày sao tiếng ồn bên dưới đã kinh động đến người dân trên lầu vợ của lý trường phong cũng chạy ra ngoài nhìn khi cô ta nhìn thấy chồng của mình bị người ta túm lấy liền hét lên một tiếng làm gì đó các người muốn làm gì? Lý Trường Phong chừng mắt nhìn Thạch Thắng Lợi nói, không buông tay, tôi sẽ báo công an thật đấy. Thạch Thắng Lợi cười nói, để cho vợ mày báo đi, muốn báo cứ báo, chuyện của mày với từ hiểu Nga có phải là muốn để cho vợ mày biết không? Lý Trường Phong trợn tròn mắt lên, cái miệng của hắn run run một chút, L1 Úc này vợ của hắn đã ra đến bên ngoài cửa, hét to, buông tay, anh buông tay ra. Cô ta dũng cảm lao đến hướng của Thạch Thắng Lợi, Thạch Thắng Lợi ngày hôm nay đã được lãnh giáo sức chiến đấu cường hãn của đàn bà rồi, lúc này cũng ngoan ngoãn hơn, hắn buông tay ra đúng lúc, cười nói chị dâu à, tôi chỉ giỡn với Trường Phong thôi. Có kiểu giỡn như vậy sao? Cô ta nhìn thấy Trương Dương, mắc máy miệng, lúc đầu Trương Dương dẫn người đến đập siêu thị của cô ta, chuyện này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cô ta, mối hận vẫn in đậm trong lòng. Trương Dương nói với Lý Trường Phong, Trường Phong, mau giải thích cho vợ của anh biết đi, chị ấy thật sự không rõ kìa. Lý Trường Phong làm vẻ mặt cầu xin, cười nói, không có việc gì cả, thắng lợi chỉ giỡn với anh thôi, em vào nhà trước đi, bọn anh ra ngoài uống vài ly. Vợ của hắn nửa tin nửa ngờ, Lý Trường Phong chừng mắt quát lớn, anh nói em có bị gì không đó. Đàn ông nói chuyện, đàn bà đi theo làm cái gì. Thạch thắng lợi vui vẻ ôm lấy cổ của Lý Trường Phong, chị dâu, chị thật thương anh Phong nha, khó trách anh ấy lại đối tốt với chị như vậy. Lý Trường Phong hận không thể đấm một cái lên mặt của Thạch Thắng Lợi. Trương Dương nói, Thắng Lợi, chúng ta đi thôi, đừng làm ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi. Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương, đừng đi vội, ngoài ngõ chúng tôi có một quán thịt nướng cũng được, chúng ta ra đó nếm thử đi. Thằng nhãi này đang trột dạ, nhược điểm bị Trương Dương bắt được, ngày hôm nay nếu không làm rõ ràng mục đích của Trương Dương, thì hắn khẳng định là ngủ không yên nổi. Ba người đi đến quán thịt nướng ngoài ngõ, ngồi xuống, lý trường phong đặc biệt chọn một vị trí vắng vẻ nụ cười trên mặt cũng đã không có nhìn trương dương nói chủ nhiệm trương tôi không có chỗ nào có lỗi với cậu cả cậu có ý gì hả trương dương nói đã nói rồi không có ý gì tiền công trình vừa đưa xuống lưu thúy vân liền đến ủy ban thể dục gây chuyện tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích lý trường phong nói tôi không liên quan đến chuyện này thạch thắng lợi nói không liên quan vậy mày chạy con mẹ nó làm gì Lý Trường Phong nói, các người dựa vào cái gì mà đến tìm tôi, lần trước bởi vì chuyện tiền lương, tôi với bà ta đã không được yên vui, tôi làm sao có khả năng xúi dục bà ta làm chuyện này. Trương Dương nói, thạch thắng lợi, anh tốt nhất là nên nói thật với tôi đi, nếu như để tôi tra ra chuyện này có liên quan đến anh, thì anh chờ gặp xui xẻo đi. Lý Trường Phong nói, uy hiếp tôi. Trương Dương cười lạnh nói, cơ anh cũng xứng sao. Trương Dương nói, tôi không có hứng thú với sinh hoạt của anh, nhưng mà việc làm của nhà anh đã quấy rầy đến công tác bình thường của chúng tôi, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt." Lý Trường Phong nhấn mạnh, "Tôi là tôi, chuyện của Lưu Thúy Vân tôi không xen vào." Trương Dương nói, "Bây giờ Lưu Thúy Vân và mấy bà già đang nằm lì trong bệnh viện không chịu đi, anh biết nên làm thế nào? Nếu trước buổi trưa ngày mai, bà ta còn chưa xuất viện, có lẽ sau đó còn có người dám đến ủy ban thể dục gây chuyện, thì những tấm ảnh chụp này sẽ được truyền đi khắp mọi nơi tại Nam Tích." "Mày đê tiện lý trường phong dám chỉ trích trương dương đê tiện trương đại quan nhân cười ha hả hắn vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của lý trường phong chuyện của mày và chú ba mày có thể bị lộ ra ngoài hay không tất cả đều do mày tao vốn không muốn để ý đến mày chỉ là người nhà của bọn mày quả thật quá khốn nạn lý trường phong cắn chặt miệng hắn sợ cũng hối hận đến cực điểm sao mình lại thù dai như thế biết rõ thằng nhãi này là một hỗn thế ma vương vì cớ chi lại trêu chọc vào hắn chứ bên ngoài không thiếu đàn bà, nhưng mình lại đi ngủ với đàn bà của chú ba, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định gây sóng gió tại Nam Thích, đừng nói hắn, ngay cả da mặt của cậu lớn hắn cũng không thể nhịn được, Lý Trường Phong thấp giọng nói, nhưng mà, tôi, tính tình của mợ nhỏ tôi, tôi không nhất định có thể thuyết phục được. Thạch Thắng lợi cười nói, đừng khiêm nhường, mày làm được mà, đối phó với đàn bà của cậu mày mà mày cũng có biện pháp đấy thôi những lời này còn khó chịu hơn là chửi thẳng vào mặt của lý trường phong mặt của lý trường phong đỏ rực lên trương dương nói làm chuyện gì cũng phải trả giá cả lưu thúy vân gây chuyện như thế đừng tưởng rằng chuyện gì cũng coi như không có tôi dạy cho anh một biện pháp anh đem chuyện cậu ba của anh có đàn bà bên ngoài nói cho bà ta biết trong lòng lý trường phong thầm nói cái này không phải là mày muốn hãm hại tao sao tao càng sợ người khác biết mày lại càng muốn tao nói ra Trương Dương mỉm cười nói, tự cho mình đường lui, sau này có người nói mày có quan hệ mở ám với từ hiểu Nga, mày vẫn có thể nói là người ta đổ oan cho mày, ít nhất là người nhà sẽ tin tưởng mày, một người chủ động báo cáo vấn đề tác phong của cậu, thì làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Lý Trường Phong nói, tôi, tôi, sẽ nghĩ biện pháp. Thạch Thắng lợi chừng mắt nhìn hắn, nói, mày có thể nghĩ ra được cái dấm à? Dù sao thì nếu như mày không nói, thì tao sẽ đem chuyện của mày nói ra, làm chấn động cho rất xuống hết. Đừng, Lý Trường Phong sợ đến nổi thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Cho dù là một phút Lý Trường Phong cũng không muốn ngồi với bọn họ nữa, lúc hắn đi, móc ra 100 đồng trả tiền ăn uống, trong lòng âm thầm chửi bới, ăn khổ từ hai tên khốn nạn này. Thạch Thắng lợi hưng phấn đến nổi con mắt sáng lên, nâng ly rượu chạm ly với Trương Dương, Chu Ba Nhi 6m5 Trương, thật ra chuyện này rất nhiều người biết rồi, nếu như nói ra ngoài, chắc sẽ có trò hay coi. Trương Dương nói, tôi nói thắng lợi này, chúng ta là cán bộ quốc gia, dùng những tấm ảnh này uy hiếp người ta, chuyện như vậy tôi không thể làm. Thạch thắng lợi buồn bực, cái này không phải là đang uy hiếp Lý Trường Phong sao? Sao không phải gọi là uy hiếp? Trương Dương uống xong ly rượu, chậm rãi buông ly xuống, nói cần phải có sách lược chính trị rõ ràng, đối với đám điêu dân này, không cho một bài học bọn họ sẽ không thành thật. Sáng sớm ngày hôm sau Lý Trường Phong đã chạy đến bệnh viện, Lưu Thúy Vân thấy hắn đi vào phòng bệnh, không khỏi cười nói: "Trường Phong đến rồi à, sao lại đến sớm như vậy?" Tối hôm qua Lý Trường Phong có ngủ đâu, ngủ không nổi, hai con mắt đầy tơ máu, hắn đặt giỏ hoa quả xuống: "Tôi hôm qua con đã muốn đến, chỉ là thấy quá muộn sợ làm ảnh hưởng mợ nghỉ ngơi." "Mợ nhỏ, mợ không sao chứ?" Lưu Thúy Vân nói: "Không sao cả, hắn có thể làm gì được mợ?" Mợ kêu bà con cô bá dì thím của mợ đến, bây giờ có sáu bảy người nằm viện không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho lớn, hắn không đưa cho mở tiền công trình, thì mở tiếp tục quậy, đợt mà xem đi. Lý Trường Phong cuống quyết nói, đừng. Lưu Thúy Vân lúc này mới cảm giác được vẻ mặt của hắn không đúng, thấp giọng nói, làm sao vậy? Lý Trường Phong nói, vừa rồi cậu lớn gọi điện cho con, nói mợ đừng gây loạn nữa. Lưu Thúy Vân cười chẳng đáng, nói ổng sợ mợ bôi đen mặt mũi của bí thư thị ủy ổng, mợ coi như đã nhìn ra, cậu nhỏ của con bị bỏ tù, ai quan tâm ổng, ai quan tâm đến ổng đâu. Cái gì mà anh em ruột, còn không bằng người qua đường. Lý Trường Phong nói, mợ nhỏ, tiêu điều mẫn bên ủy ban thể dục cũng nằm viện, chẩn đoán là tổn thương màng tay, nếu như mợ tiếp tục gây chuyện thì có thể. Trong lòng Lưu Thúy Vân thoáng hồi hộp, ngày hôm qua lúc Triệu Quốc Cường đến cũng có nói qua chuyện này, nếu như tiêu điều mẫn thật sự nghiêm trọng như thế, sự tình sợ rằng có chút phiền phức, bà ta thấp giọng nói, thật sao? lý trường phong gật đầu hắn lúng túng một hồi lại nói có chuyện này con không biết có nên nói hay không nói đi trong nội tâm của lý trường phong đang giao chiến kịch liệt cuối cùng hắn ổn định tâm tư lại mợ nhỏ con con vốn không muốn nói chuyện này nhưng mà cũng không thể thấy có lỗi với mợ được lưu thúy vân nói nói mau chuyện gì thế con làm mợ gấp đến chết mất con từ hiểu nga trong công ty chúng ta mợ có biết không Lưu Thúy Vân nói, không phải là kế toán lúc trước của các người sao? Lý Trường Phong nói, trước khi cậu nhỏ bị bắt có đưa cho cô ta 200 ngàn. Cái gì? Lưu Thúy Vân hét ấm lên, bà ta lập tức rõ ràng cái mà Lý Trường Phong đang ám chỉ, đàn bà trong phương diện này rất là mẫn cảm, Lưu Thúy Vân nói, con nói sao? Lý Trường Phong nói, con chưa từng nói gì hết, thật ra thì tất cả mọi người trong công ty đều biết, chỉ là gạt mợ. Hai ngày trước cô ta có đến công ty đòi tiền, con không đưa cho cô ta, cô ta nói muốn làm ồn lên, con sợ cô ta làm bậy thật cho nên nói với mợ trước một tiếng." Lưu Thúy Vân bật khóc, gào lên, bà ta vừa nắm cái chân vừa nói, "Từ Quang Lợi, ông là đồ khốn nạn, uổng công tôi cực khổ bôn tẩu cho ông, ông dám ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Từ Quang Lợi, ông không phải là người." Lý Trường Phong nhìn bộ dạng của Lưu Thúy Vân, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ thảo nào Trương Dương lại muốn mình đem chuyện này nói cho Lưu Thúy Vân biết, đây chính là muốn mượn tay mình để dạy cho bà ta một bài học. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 625